cô ấy là một cô gái thích hưởng thụ, trừ ăn ra thì cô ấy còn thích những thứ tốt đẹp thú vị ngoài kia nữa, cho dù là vật sống hay vật vô tri cũng thế, hiểu không? Khương Tuấn nói đến mức miệng đắng lưỡi khô, nhìn thấy ly nước trên bàn thì hỏi, cậu chủ, tôi có thể uống chút nước này không? Cậu uống chưa? Chưa uống. Khương Tuấn bước lên, ừng ực uống hết ly, sau đó Cố Gia Huy mới không nhanh không chậm mà nói một câu, phần còn dư từ tối hôm qua đấy. Á, tôi phải làm gì để dỗ Hứa Minh Tâm đây? Cố Gia Huy lại tiếp tục hỏi. Cái này à, bắt bệnh phải bắt đúng thuốc. Ví dụ như, cô ấy thích ăn, không những phải để cô ấy được ăn thật thỏa mãn, còn phải xem cô ấy còn thích cái gì khác không, cô ấy thích cái thì cho cái đó chứ sao? Thích cái gì thì cho cái đó à? Cố Gia Huy nghe vậy thì rơi vào suy tư, ánh sáng bỗng lóe lên trong đầu, đột nhiên anh nghĩ đến cái gì đó. Năm nay cho cậu nghỉ ngơi gấp đôi. Chưa được nửa giờ đã nhận được tin tức chuyên về, tên nhóc kia bị đánh đến trọng thương, nhập viện rồi, không đến mức chết, chỉ là không thể nhảy nhót nữa trong vòng 2 tháng sau thôi. Khương Tuấn cũng phân phó một người đến nhà họ Tiêu, cảnh cáo vài câu, nghe nói bố của Tiêu Nam tức đến mức chạy tới bệnh viện, hung hăng đập thằng con nằm trên giường bệnh vài cái, chỉ cần Tiêu Nam còn dám chạy đến trêu chọc nhà họ Môn thì sẽ đánh gãy cái chân chó của anh ta. Cố Gia Huy nghe vậy mới nguôi ngoai cơn tức giận trong lòng. Khương Tuấn nói xong, thấy sắc mặt cậu chủ trông tốt hơn rồi, nhịn không được mà trêu một câu, cậu chủ, không nghĩ tới sức ghen của cậu lớn dữ vậy đó nha, trước đây sao tôi không phát hiện ra cậu chủ là một vua giấm chua nhỉ? Cố Gia Huy nghe thấy thế, sắc mặt trầm xuống, không thèm nhìn qua đó. Cô Minh Tâm kêu tôi xuống nhà bếp phụ giúp, tôi đi trước đây ạ. Khương Tuấn vội vàng đi khỏi. Cố Gia Huy đau đầu xoa xoa ấn đường. Hình như anh đã hoàn toàn ghen tuông, lúc trước Hứa Minh Tâm cười trêu ghẹo bản thân, anh còn không chịu thừa nhận. Đường đường là đàn ông con trai, kiểu ghen tuông vớ vẩn này, thật sự không đáng mắc phải. Nhưng, không nhịn được. Khương Tuấn đi đến nhà bếp, Hứa Minh Tâm đang học nấu ăn với cô Lan, nhìn thấy anh ta đến, nói, Cố Gia Huy vẫn ổn chứ. Đến bây giờ vẫn còn ở trong thư phòng chưa ra, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi. Anh Trung Hà, là ghen rồi, đang phát bực một mình đó. Khương Tuấn không nhịn được nên trêu đùa nói. Ghen? Đúng vậy, nhìn thấy có người tỏ tình với cô, còn làm hoành tráng như vậy nữa nên bị kích động chứ gì. Tôi vẫn luôn nghĩ anh Trung rất rộng lượng, nhưng bây giờ xem ra, không ngờ lại là một kẻ bụng dạ hẹp hòi. Cậu nói những lời này thì phải cẩn thận một chút, đừng để cậu Trung nghe thấy. Cô Lan vừa cười vừa nói. Khương Tuấn nghe thấy lập tức quay người lại nhìn đằng sau, xác nhận Cố Gia Huy chưa xuống mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên Hứa Minh Tâm nghĩ đến một việc. Anh làm việc cho Cố Gia Huy bao lâu rồi? Hơn 4 năm rồi, cũng sắp được 5 năm. Vậy thì chính là sau khi Cố Gia Huy trở về nước thì anh đã đi theo anh ấy. Là như vậy không sai. Vậy những chuyện trước kia của anh ấy, anh có biết không? Chuyện này, tôi cũng không rõ, chú An vẫn luôn đi theo anh Trung. Có thể chú ấy sẽ hiểu rõ mọi chuyện hơn. Những chuyện riêng tư của 4 năm trước thì tôi không biết, anh Trung cũng chưa từng nói với tôi chuyện gì. Con người anh Trung cô cũng biết rồi đó, rất ít khi nhắc đến chuyện trong quá khứ. Nghe xong, đột nhiên Hứa Minh Tâm cảm thấy Khương Tuấn nói rất đúng. Cố Gia Huy quả thật chưa từng nhắc đến quá khứ. Cô chỉ biết anh đã trải qua rất khó khăn, 4 năm này rất không vui vẻ, luôn bị thù hận dày vò. Nhưng anh của 4 năm trước là như thế nào? Cô nhìn thấy những tấm ảnh bị cắt mất một nửa ở trong thư phòng, anh và Cố Trường Quân đứng cạnh nhau cười rất rực rỡ. Anh của lúc đó, trong ánh mắt không có phức tạp đến như vậy. Cố Gia Huy của lúc trước là như thế nào? Cô không kiềm được, có chút tò mò. Chính vào lúc này, chú An xuống lầu, đến bên này xem thử. Hứa Minh Tâm biết là không được truy hỏi, dáng vẻ lúc trước của cậu Trung. Chú An nghe thấy, ánh mắt có chút lóe sáng. Không xảy ra chuyện đó, anh ấy lúc London là người như thế nào? Chú chỉ cần lén nói cho cháu biết có phải là có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ấy không là được rồi. Cháu hứng thú với cái này hơn, cuộc sống tình cảm của anh ấy. Cô cười hi hi nói, cô nghĩ Cố Gia Huy đẹp trai như vậy, chắc chắn lúc trước cũng là kiểu vạn người mê. Con gái nước ngoài lại thoải mái, mạnh dạn như vậy, chắc chắn người theo đuổi anh sẽ không ít. Cái này, cuộc sống tình cảm của cậu Trung, tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ phụ trách chăm lo cuộc sống thường ngày của hai anh em bọn họ thôi.
Cậu hai và cô Dĩ Tình ở bên nhau từ lúc nào, tôi cũng không biết nữa mà. Chú An giả vờ ngớ ngẩn để cho qua. Ông ấy cũng không thể nói cho Hứa Minh Tâm biết, trước lúc này cậu Trung cũng đã từng có một mối tình cũ khó quên được. Còn là mối tình đầu của cậu Trung đã cho đi rất nhiều, nhưng lại nhận lại bằng cách này. Cô ta lại là một trong những hung thủ giết hại cậu hai, sau đó mối tình này cũng không từ mà biệt. Sau khi Cố Gia Huy trở về nước, con người ở London này cũng hoàn toàn biến mất. Nghe nói người phụ nữ đó vì tìm kiếm anh mà suýt nữa đào lên cả ba thước đất, gây lên chấn động rất lớn ở London. Suốt 4 năm nay, cậu Trung chưa từng nhắc đến tên của người phụ nữ đó, cũng sớm đã trở thành điều cấm kỵ. Đến chú cũng không biết, thần bí như vậy sao? Nếu như lúc trước cậu Trung yêu đương cùng người khác, cô sẽ không ghen à? Sẽ không đâu. Tại sao? Có người thích anh ấy, vậy thì chứng minh anh ấy rất có sức hút, chứng minh người đàn ông mà cháu chọn là đúng rồi. Không biết cũng không sao, chỉ cần sau này sống tốt là được rồi. Hứa Minh Tâm nhún nhún vai không sao, cũng không hỏi thêm gì nữa, dù sao có hỏi nữa chú An cũng không biết. Chú An rời khỏi phòng bếp, nhìn bóng lưng Hứa Minh Tâm một cái, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hy vọng bọn họ sẽ không chạm mặt nhau, ông ấy hiểu quá rõ tính khí của Lucia, mạnh mẽ đến như vậy, bối cảnh gia đình lại hùng hậu, vẫn luôn trên người khác. Cô Minh Tâm lòng dạ lương thiện làm sao có thể đấu lại cô ta. Rất nhanh thì đã đến thời gian dùng bữa tối, Hứa Minh Tâm lên lầu kêu Cố Gia Huy ăn cơm. Hoàng thượng, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, mời ngài xuống dùng bữa à? Cô gõ gõ cửa, hận không thể dán luôn tại lên cánh cửa, nghe lén động tĩnh ở bên trong. Tiếng lách cách, cửa phòng bất ngờ mở ra, cả người cô ngã vào lòng Cố Gia Huy. Chú ba Cố, không phải Hoàng thượng hả? Cố Gia Huy nhíu mày nói. Hứa Minh Tâm nghe thấy liền bật cười, nhảy vọt lên, trực tiếp nhảy lên người Cố Gia Huy. Phản ứng của anh cũng rất nhanh, hai tay lập tức giữ lấy mông cô, còn cô lại thuận thế hai chân kẹp trên eo anh. Cánh tay trắng như củ sen của cô ôm trên cổ anh, cả người cứ giống như con gấu túi. Hoàng thượng nguôi giận rồi chưa? Có cần thần thiếp dỗ người không? Em dỗ anh đi. Anh không vội ra ngoài mà lại quay trở về chỗ ngồi, đặt Hứa Minh Tâm lên bàn làm việc. Bàn làm việc thần thánh như vậy lại bị cô coi như băng ghế, mấy văn kiện dưới mông cô có khi lại lên đến mấy ngàn tỷ. Hôn anh, ôm anh, dỗ anh như thế này à? Được, Cố Gia Huy gật đầu, thể hiện chấp nhận. Hứa Minh Tâm tiến lên trước một chút, hôn lên má anh, sau đó lại ôm một lúc. Được rồi, đừng tức giận nữa, bọn họ vẫn còn đợi chúng ra xuống ăn cơm nữa kìa. Em có cảm thấy anh bụng dạ hẹp hòi không? Cố Gia Huy hỏi. Một tay anh đặt trên huyệt thái dương, xoa xoa nhẹ, cảm thấy hơi đau đầu. Sự độ lượng của anh thật sự càng ngày càng nhỏ rồi. Em có thể nói, thật không? Không đánh em. Lúc nãy anh lái xe thật sự quá đẹp trai đi, xoẹt xoẹt một tiếng thì đã đè nát hết cả một đám hoa hồng. Anh không nhìn thấy dáng vẻ sợ chết khiếp của người đàn ông đó, chỉ sợ anh tông qua đó. Em cũng bị anh dọa sợ muốn chết, sợ anh phạm tội. Không ngờ kỹ thuật lái xe của anh lại tốt như vậy, thật sự quá ngầu đi. Cố Gia Huy nghe thấy những lời này cũng không biết nên giận hay nên cười. Mạch suy nghĩ của phụ nữ, thật sự không thể dùng tư duy của người bình thường đi tìm hiểu được mà cô lại cảm thấy lúc đó ngầu. Cô có biết không, anh thật sự sợ bản thân không khống chế nổi. Suýt nữa thì đã xuống xe cảnh cáo cho anh ta một trận. Người đàn ông của em quả nhiên là ưu tú nhất, không những đẹp trai mà còn giỏi kiếm tiền, kỹ thuật đua xe lại tốt như vậy, thật sự là cái gì cũng làm được à nhai. Cô nhóc khen những điểm tốt của anh, nói đến đảo lộn trời đất. Thấy gương mặt sùng bái của cô nhìn mình, Cố Gia Huy lại có cảm giác thành tựu. Anh ôm cô vào lòng, để cô ngồi vững vàng trên chân mình, nói, anh ra lệnh cho em, trong lòng em anh phải luôn là tốt nhất, không được xuất hiện bất cứ vết tích nào. Nếu như anh đã ưu tú như vậy, vậy thì em không có lý do gì không yêu anh, có hiểu chưa? Đúng, 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 thần thiếp tuân lệnh, vậy Hoàng thượng có thể xuống ăn cơm rồi chưa? Đưa điện thoại cho anh. Làm gì, còn muốn tra điện thoại? Cố Gia Huy không trả lời, chỉ cầm lấy điện thoại cô chơi đùa một lúc rồi trả lại cho cô. Hứa Minh Tâm không hiểu gì, nhưng cũng không để ý. Cô đói rồi, muốn ăn gì đó ngon ngon, dưới lầu còn có cao lương mỹ vị đang đợi cô.
Buổi tối ăn cơm xong thì Khương Tuấn rời khỏi. Hứa Minh Tâm tắm xong nằm trên giường với cô Cố. Cô Cố đang xem chuyện cổ tích, còn cô thì có thói quen lướt Facebook. Cô còn muốn xem thử sóng gió của hôm nay. Vừa mở Facebook lên, rất nhiều tin nhắn. Cô còn nghĩ là vì chuyện của Tiêu Nam. Nhưng lại không ngờ bạn bè lại toàn gửi mấy tin tào lao gì đâu. Bây giờ quan tâm đến việc học tập tốt hơn, những con người nhạt nhẽo đó không cần quan tâm đến. Chăm chỉ học tập, đợi em tốt nghiệp rồi hãy tính đến chuyện tình cảm, em vẫn còn nhỏ, không cần vội vàng, có thể hiểu được. Gửi nhiều công thức nấu món ngon qua cho chúng tôi, không cần yêu đương gì chúng tôi cũng yêu thương cậu. Hứa Minh Tâm nhìn thấy những tin nhắn này cũng cảm thấy có hơi kỳ lạ, sao lại ngăn cản chuyện tình cảm của cô rồi. Cô lướt Facebook một lúc, có rất nhiều bài bình luận và chia sẻ. Cô nhìn thấy nội dung của bài cô chia sẻ mới nhất. Rơi vào nơi mê muội học tập không thể thoát ra, chuyện tình cảm tạm thời không nghĩ đến, hy vọng đừng làm phiền. Hửm, bài viết này không phải cô đăng mà, cô nhìn thời gian thì đột nhiên hiểu ra, là Cố Gia Huy. Trước lúc ăn cơm, anh có lấy điện thoại cô, chẳng lẽ là vì muốn đăng bài này? Chính ngay lúc này, cánh cửa phòng tắm mở ra, Cố Gia Huy từ bên trong đi ra. Anh quấn một chiếc áo tắm rộng màu trắng, nước trên người vẫn chưa được lau khô. Những giọt nước đó nhỏ xuống ngực anh. Cơ ngực rắn chắc. Anh tùy ý lau lau đầu tóc, thể hiện rất mệt mỏi lười biếng, nhưng khí chất cao quý đó trên người anh hình như vẫn luôn ở đó, không cần biết là bất cứ lúc nào, cũng không hề mất đi. Anh ngồi trên ghế sofa, vẫy vẫy tay với cô. Minh Tâm, giúp anh sấy tóc. Đến ngay. Cô vốn định hỏi chuyện trên Facebook, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không hỏi nữa. Như vậy cũng tốt, cô có thể tránh đi được không ít phiền phức. Cô ngoan ngoãn bước tới, cầm máy sấy tóc đến giúp anh sấy. Tóc ngắn rất dễ khô, chất tóc có hơi cứng, mạnh mẽ và khác biệt. Bàn tay nhỏ của cô đẩy bay sợi tóc ngắn, tỉ mỉ sấy tóc. Còn anh thì lại ôm cô vào lòng. Cô là đang đứng đó, còn anh thì đang ngồi, vì vậy ôm vào cũng vừa đẹp. Cô vẫn còn ở đây đó. Cô, trốn vào trong túi ngủ, ngoan. Đã nhận được. Cô nhanh nhẹn trả lời một tiếng, sau đó thì cuộn người chui vào trong túi ngủ, miệng nhỏ vẫn lẩm nhẩm, bố Trung, bố nhanh lên đó nha, chuyện cổ tích của con vẫn chưa xem xong nữa. Hứa Minh Tâm nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, trừng mắt há mồm. Đây là sự ăn ý hình thành từ bao giờ vậy? Cố Gia Huy.ans. Đứng yên, để anh ôm một lúc, cơ thể em rất mềm mại, ôm rất dễ chịu. Chỉ là vì ôm rất dễ chịu hả? Anh hơi trầm lặng, sau đó lên tiếng, anh muốn ôm em. Hứa Minh Tâm nghe thấy, trong miệng giấu nụ cười, đây mới là đáp án chính xác. Rất nhanh, đầu tóc ngắn của anh đã được sấy khô, cũng không phải hoàn toàn khô. Cởi bỏ bộ đồ tây ra nghiêm túc, bây giờ là dáng vẻ lười biếng nhưng lộng lẫy. Đôi mắt phượng thâm sâu, chảy theo ánh sáng thanh tao của màu trà nhạt. Anh nắm chặt lấy tay cô, sau đó đưa cô ra khỏi phòng. Cố, có thể ra ngoài rồi. Được thôi. Trước khi đi, Cố Gia Huy cũng không quên nói với cô Cố một tiếng. Sau đó, cô đã đến thư phòng. Cố Gia Huy đặt đầy đồ vật trên bàn. Đây là cái gì? Em cứ xem thử là biết ngay. Sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất, thẻ đen. Đây là tất cả những của cải riêng anh mà trước mắt anh có thể điều động được, ngoại trừ tập đoàn JNC ra. Khương Tuấn nói với anh, con gái thích lãng mạn, anh hình như ngoài mấy lần tặng quà cho em ra thì không có chuẩn bị hoa hồng cho em, cũng không có tỏ tình với em trước nơi đông người. Bây giờ nghĩ lại, là anh làm không chu đáo. Sau này anh sẽ sửa đổi. Khương Tuấn nói. Con gái thích cái gì thì tặng cái đó, để anh hốt thuốc đúng bệnh. Anh nghĩ đi nghĩ lại, ngoài việc tặng cho em bếp nhà anh và hai cô đầu bếp ra thì thứ em yêu nhất chính là tiền rồi. Vì vậy những thứ này đều cho em hết, bao gồm cả anh nữa. Lúc nói dứt lời, Cố Gia Huy nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình. Cách một lớp quần áo, nhưng cô có thể cảm nhận rõ tiếng tim đập thình thịch ngay dưới lòng bàn tay cô. Dường như, đang biểu đạt thay cho tình yêu của anh. Da thịt truyền đến hơi nóng, có chút thiêu đốt. Chú ba Cố. Đây xem như là màn tỏ tình bất ngờ sao? Cô có chút chống đỡ không nổi, ngây người nhìn anh. Em chỉ cần trả lời anh, em có muốn không? Nếu như cần, đến anh cũng là của em, nếu như không cần, anh cũng sẽ chủ động tặng cho em.
thế này, không phải là cùng một ý à? Cho dù có muốn hay không thì anh cũng là của em mà. Ừm, đúng là như vậy. Chú ba cố, cao lắm đó nha. Hai lựa chọn này có gì khác biệt sao? Còn có lựa chọn thứ ba không? Đánh gãy cái chân đó của em, có tính không? Cố Gia Huy nhếch miệng lên, để lộ ra một nụ cười nham hiểm. Cô bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt, bắt đầu run rẩy. Rất tốt, rượu mời không uống uống rượu phạt, đã bắt đầu uy hiếp mình rồi. Cần, có gì mà không dám chứ, sau này gả cho anh cũng phải thay anh quản chuyện tiền nong thôi, anh đưa sớm hơn cho em cũng không sao. Có thể làm cho em một cái kết an toàn không? Em bỏ hết vào trong, mấy món đồ này, dọa em đến chống mặt, em lớn đến thế này cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Cô tiện tay lật một cuốn sổ tiết kiệm, nhìn mấy con số không đằng sau đó thì liền thấy đầu óc mê muội. Người ta là bị cái bên trên trời rơi xuống đánh ngất, còn cô thì sắp bị núi vàng mà Cố Gia Huy ném qua đè chết rồi. Đây ít nhất cũng là mấy trăm ngàn tỷ phải không? Hơn nữa, là còn chưa tính đến cổ phần trong tập đoàn JNC. Hạnh phúc đến quá đột ngột, quá kịch liệt rồi. Em lớn đến thế này, có gặp qua người nào đẹp trai như anh không? Không có. Vậy em gặp được anh là vì mê nhan sắc anh. Anh bật cười không hề có ý xấu, sau đó môi anh phủ lên trên, hôn lên môi cô. Dịu dàng, uyển chuyển, sâu sắc triền miên. Hứa Minh Tâm động lòng, vô thức bám víu lên người anh, cũng vụng về đáp lại. Đột nhiên, miệng Cố Gia Huy đau, anh buông cơ thể cô ra, nhướng mày nhẹ. Sao vậy? Em còn chưa biểu đạt tâm ý chấm ANS cũng đã tỏ tình rồi. Dù sao cũng phải cho em cơ hội để biểu hiện chứ. Tỏ tình là chuyện của đàn ông, phụ nữ không cần phải góp vui đâu. Hả, còn có cách nói này nữa à? Thần chí Hứa Minh Tâm còn chưa kịp quay trở lại, anh lại tiến công lần nữa. Cố Gia Huy ở phòng làm việc nghe Khương Tuấn báo cáo. Từ sau khi anh dùng Facebook của Hứa Minh Tâm đăng bài viết đó lên, cuộc sống trong trường học của cô đã bình ổn hơn nhiều. Khương Tuấn báo cáo xong thì Quầy Lễ Tân gọi điện đến. Nói Ngôn Dương đến. Anh nheo nhẹ mắt, để người mời ông ấy lên. Khương Tuấn tự hiểu ý mà rời khỏi, ngay lập tức căn phòng làm việc rộng lớn này chỉ còn lại hai người bọn họ. Sao vậy, có chuyện gì sao? Chuyện lần trước đã bị cậu cảnh cáo qua, vì vậy lần này tôi đặc biệt đến đây để xin ý kiến, để tránh cậu lại làm gì đó đằng sau lưng tôi. Ngôn Dương bất lực nói. Anh muốn làm gì? Ngày 12 tháng 4 là ngày giỗ của mẹ anh. Mỗi năm đến ngày này đều không tìm được tung tích của anh, có đúng không? Được. Nhưng năm nay có khác biệt là bởi vì có cháu gái của cậu ở đây, đúng không? Không sai, Cố Triệt nhất định sẽ ra tay. Một ngày bố tôi còn chưa từ chức thì trong lòng Cố Triệt sẽ không an ổn. Nếu như cô An Nhiên xảy ra chuyện, anh hai tôi lại không còn ai có chung dòng máu nữa, vậy thì tất cả mọi quyền thừa kế đều sẽ thuộc về một người duy nhất. Lễ cúng bái năm nay tôi chỉ có thể hoãn lại. Nếu như tôi rời khỏi Cố An Nhiên một bước, chắc chắn cô An Nhiên sẽ xảy ra chuyện. Cho dù có mang con bé theo, nhưng mà mẹ chôn nhà tổ, bên ngoài hoang vu, người của tôi cũng khó lòng phòng bị. Nếu như năm nay tôi để cho cậu đi cúng bái thì sao? Ông muốn làm gì? Cố Gia Huy hung hăng híp mắt lại, anh rất không thích cảm giác bị người khác tính kế. Từ trước tới nay đều là anh tính kế người khác, khi nào thì lại tới lượt anh bị người khác lấy ra làm bia đỡ đạn chứ? Không cần phải căng thẳng như thế, tôi hoàn toàn không có ý muốn mưu hại cháu gái của cậu. Tôi biết cô bé chính là người duy nhất có quan hệ máu mủ với anh hai cậu. Cậu coi mạng cô bé còn quan trọng hơn cả tính mạng của chính mình. Nếu tôi và cậu đã là đồng minh với nhau thì đương nhiên tôi sẽ không tự tìm đường chết. Nếu như chúng ta trở thành kẻ địch, vậy thì những ngày tháng sau này tôi cũng sẽ không được sống thoải mái, không đúng sao? Nhưng, đây chính là một cơ hội ngàn năm có một. Nếu như Cố Triệt ra tay thì tôi có thể huy động tất cả mọi lực lượng trong tay để tìm chứng cứ đủ để tố cáo anh ta. Bố cậu biết Cố Triệt là người thế nào, nhưng mà từ trước đến nay ông ấy đều không ra tay tàn nhẫn, dù sao thì anh ta cũng là con ruột của ông ấy, nhất định ông sẽ không ra tay độc ác. Nếu như ông ấy biết Cố Triệt động thủ, cậu cảm thấy ông ấy sẽ làm thế nào? Lòng ông ấy sẽ hoàn toàn nguội lạnh, vậy thì Bình Minh cũng sẽ không lụi bại trong tay ông ấy. Tôi có thể đảm bảo với ấy. Tôi sẽ không để Cố An Nhiên phải chịu bất cứ một vết thương nào, tôi lấy tính mạng mình ra bảo đảm. Ông ấy nói từng từ một, từ nào từ nấy đều âm vang. Ngay sau đó ông ấy liền móc ra một khẩu súng từ trong túi áo của mình ra, trịnh trọng đặt ở trước mặt anh.
nếu như tôi làm trái với những gì hôm nay tôi đã nói, cậu có thể bắn chết tôi. Người bây giờ đang nói chuyện với cậu không phải là người phụ trách của tập đoàn Phát Đạt, mà là ông càn của chợ đen, lực lượng trên tay tôi là không thể ước lượng được. Cố Gia Huy bình tĩnh nhìn khẩu súng đen ngòm trong tay, trong mắt u ám thâm thúy. Anh híp mắt nhìn về phía Ngôn Dương, lời nói của ông ấy thành khẩn, mặt mày chân thành tha thiết, không có bất cứ một dáng vẻ đang giả vờ nào. Được, tôi tin ông một lần. Anh cầm khẩu súng lên, nói, vậy tôi cần phải làm thế nào? Cậu chỉ cần đi cúng bái mẹ của cậu, người chết là quan trọng nhất, tôi sẽ xử lý bên phía thủ đô. Cậu không đi thì chắc chắn Cố Triệt sẽ không ra tay. Vậy ông có chắc chắn Cố Triệt sẽ ra tay không? Nếu cô An Nhiên xảy ra chuyện gì thì anh ta chính là đối tượng tình nghi đầu tiên. Chuyện này không phụ thuộc vào anh ta, tôi tự có biện pháp riêng của tôi. Khóe miệng Ngôn Thần khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng độc ác. Trăm mưu nghìn kế. Kiêu hùng. Hai từ này dùng trên người Ngôn Dương là thích hợp nhất. Cố Gia Huy cũng không thể không bái phục tâm tư kín đáo của Ngôn Dương. Mỗi một bước đi ông ta đều tính toán vô cùng chính xác. Nếu như ai bị ông ấy nhắm trúng thì chắc chắn cuộc sống sẽ không an lành. Ngôn Dương, tôi rất tò mò, vợ ông có biết ông là người thế này không? Cậu nói chuyện cười sao, vậy vợ chưa cưới của cậu có biết cậu thế này không? Sợ là trên tay cậu cũng đã dính không ít máu rồi đúng không? Đều đã từng làm ra chuyện không thể để người khác biết, phải xem bản lĩnh của ai cao hơn, ai có thể tạo ra được cảnh bình yên giả tạo. Thị trường ở thủ đô là một miếng bánh béo bở, ao cũng muốn chia một phần, mà chuyện chúng ta cần làm chính là độc chiếm, một nhà nuốt trọn. Ngôn Dương vô cùng tự tin nói. Ông ta có tự tin này, chỉ cần Cố Gia Huy phối hợp tốt với ông ta là được. Hy vọng lần này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Còn cần tôi giúp ông làm chuyện gì nữa không? Để Khương Tuấn lại cho tôi, lần này cậu rời đi không được mang theo người của mình. Khương Tuấn lại thủ đô cũng sẽ khiến Cố Triệt nghĩ rằng cậu bất đắc dĩ phải đi cúng bái nên mới để Khương Tuấn ở lại đây chăm sóc Cố An Nhiên. Được, hy vọng lần này ông sẽ không làm tôi phải thất vọng. Ngôn Dương, có một số chuyện chỉ có một cơ hội duy nhất. Tôi biết rồi. Ngôn Dương cười cười, nhưng trong lòng ông ta lại âm thầm bổ sung một câu. Mọi việc có lần thứ nhất không có lần thứ hai, có lần thứ hai không có lần thứ ba. Ngôn Dương xoay người đi ra cửa. Rất nhanh ông ta đã xuống tới lầu dưới, ngồi lại trên xe. Thư ký ngồi đằng trước lái xe, nói, ông chủ, đã làm theo lời ông dặn dò rồi, tất cả mọi chuyện đã được chuẩn bị ổn thỏa. Ừ, khi Cố Gia Huy rời đi thì dẫn người âm thầm bảo vệ bọn họ trong bóng tối, đợi tới khi mọi chuyện đã ngã ngũ thì lại xuất hiện. Ông chủ, anh Trung rõ ràng đã cảnh cáo chúng ta, nếu chúng ta phái người đi theo thì không phải mọi chuyện đều sẽ bại lộ sao? Tới lúc đó tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, còn sợ gì nữa chứ? Tôi chỉ cần cậu đảm bảo một chuyện, Hứa Minh Tâm không thể chết, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì mà chết đi thì chúng ta sẽ thua cả bàn cờ. Ngôn Dương hơi hơi híp mắt, giọng nói có hơi lạnh lẽo. Bất cứ con bạc nào đều sẽ bí quá hóa liều. Ông ta cũng đang đánh cược. Thư ký nghe thế liền biết tầm quan trọng của chuyện này nên vội vàng gật đầu liên hồi. Thuộc hạ đã rõ, lần này thuộc hạ sẽ đích thân đi. Đảm bảo tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Ngôn Dương gật gật đầu, ông ấy quay đầu nhìn tòa cao ốc của tập đoàn Di, xê một cái, tòa cao ốc cao chót vót lộ ra sự im lặng chết chóc. Ông ta thích cảm giác hô mưa gọi gió. Nhất định trước khi người kia ngóc đầu trở lại ông ta sẽ xây dựng cho mình một bức tường thành kiên cố nhất, đủ để bảo vệ người phụ nữ mình yêu. Buổi tối khi Hứa Minh Tâm quay về nhà, Cố Gia Huy nói với cô về chuyện cúng bái. Ngày giỗ của mẹ anh cách Tiết Thanh Minh không xa, anh dự định đợi đến cuối tuần cô được nghỉ thì sẽ đi về quê cúng bái. Về quê? Ừm, hình như từ trước tới giờ anh chưa từng nói chuyện về mẹ anh với em. Nếu như anh cảm thấy khó chịu thì không cần nhắc đến nữa. Cũng chẳng có gì, từ lúc bọn anh còn rất nhỏ thì mẹ anh đã mất rồi, năm thứ hai sau khi anh được đưa ra nước ngoài thì bà ấy liền chết vì bệnh nặng. Bác sĩ nói, phần lớn nguyên nhân là vì hậm hực lâu ngày thành bệnh. Có thể thấy được những năm tháng bà ấy gả cho bố anh hoàn toàn không vui vẻ gì. Vậy bà ấy, vì sao lại muốn gả cho bố anh? Mẹ của Cố Gia Huy năm ấy chẳng qua cũng chỉ mới 20 tuổi, nhưng mà Cố Gia Bảo đã hơn 40 tuổi rồi. Khoảng cách tuổi tác lớn như vậy không ai có thể khắc phục được.
nhìn mẹ của Cố Gia Huy cũng không giống như loại người vì quyền thế lợi lộc, nếu không thì cũng sẽ không hậm hực thành bệnh. Khi anh rời nhà thì đã 5 tuổi rồi, khi ấy cũng đã bắt đầu nhớ chuyện. Anh có thể nhận ra được mẹ anh rất yêu bố anh, đối xử với Cố Triệt cũng giống như con ruột của mình, nhưng mà Cố Triệt lại hoàn toàn không thích mẹ anh ta vẫn luôn coi mẹ anh như kẻ địch. Khoảng thời gian đó ngôn luận bàn tán rất nhiều, đều là những lời nói không tốt về bà ấy, có người cố ý bịa đặt gây chuyện. Là, Cố Triệt sao? Anh cũng không biết, bây giờ An đã có năng lực rồi, nhưng muốn điều tra lại chuyện hơn 20 năm trước cũng rất khó khăn. Anh cũng không muốn ác ý phỏng đoán Cố Triệt như vậy, nếu không. Anh sợ mình sẽ khống chế không được mà muốn lấy mạng anh ta. Âm thanh của Cố Gia Huy tràn đầy lạnh lẽo nói. Không phải là anh chưa từng điều tra, nhưng mà những bài báo năm đó đều đã bị người khác cắt bỏ từ lâu, 20 năm sau đã là cảnh còn người mất. Vì thế nên không thể nào kiểm chứng được. Anh cũng đã từng hoài nghi Cố Triệt, nhưng chưa từng giận chó đánh mèo với anh ta. Anh đã đồng ý với Cố Gia bảo rằng mình sẽ không giết người, đây chính là điểm mấu chốt duy nhất của anh. Khi mẹ anh qua đời thì bọn anh cũng quay về nhưng đã bỏ lỡ mất thời gian, mẹ anh đã được chôn cất từ lâu. Từ đó về sau, mỗi năm anh đều sẽ về cúng viếng bà, nhưng bây giờ đã thiếu mất một người. Thêm năm nay nữa thì đã là năm thứ 5 anh đi cúng viếng mẹ một mình rồi. Em không phải là người sao? Hứa Minh Tâm bĩu môi nói, không phải năm nay anh muốn dẫn em đi cùng sao? Năm nay, lại là hai người. Anh nhéo mũi cô nói. Cùng cháu nhé. Phụt. Ôn Mạc Ngôn vừa mới uống một ngụm nước, nghe thấy câu này thì trực tiếp bị dọa tới mức phun ra ngoài. Anh ấy ho khan không ngừng, cũng bắt đầu khó thở. Một hồi lâu sau anh ấy mới tốt lên một chút, vẻ mặt ngượng ngùng nói, cô An Nhiên, cháu đang nói bậy bạ gì thế? Buổi tối ba Gia Huy và Minh Tâm đều ngủ cùng cháu mà, hôm nay cậu và Thư Hàn không thể ngủ cùng cháu sao? Cô An Nhiên chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy như một quả nho đen, trong mắt lộ ra vẻ hồn nhiên và ngây thơ. Vậy mẹ anh là người ở đâu? Một trấn cổ ở dưới thủ đô, nơi đó đã bị khai phá thành địa điểm du lịch từ lâu rồi. Vậy mẹ anh làm nghề gì? Có phải bà ấy rất ưu tú nên mới bị bố anh nhìn trúng không? Ừ, mẹ anh là một hộ lý, bố anh vất vả lâu ngày thành bệnh, cần phải tĩnh dưỡng, bà ấy tới chăm sóc bố anh. Nếu như mẹ anh vẫn còn sống thì chắc chắn bà sẽ rất thích em. Em cũng cảm thấy như vậy đấy, dù sao thì em cũng đáng yêu lại đảm đang thế này mà, đúng không? Hứa Minh Tâm cười khanh khách nói, hoàn toàn chẳng thấy cô ngại ngùng chút nào. Cô nghĩ tới cô An Nhiên, đột nhiên phải rời đi mấy ngày, cô An Nhiên ở nhà một mình phải làm thế nào đây? Cố Gia Huy đã nói với Ôn Mạc Ngôn để cuối tuần được nghỉ cậu ấy sẽ tới chăm sóc cho cô An Nhiên, cũng để Khương Tuấn ở lại đây. Hứa Minh Tâm nghe thế thì mới yên tâm. Cô đi học một tuần, rất nhanh đã tới cuối tuần rồi, Cố Gia Huy lái xe chở cô đi, cũng không phải là rất xa, đại khái là phải lái xe khoảng 4 giờ đồng hồ. Sáng sớm xuất phát. Sáng thứ hai sẽ về sớm. Trước khi rời đi anh còn đặc biệt gọi cho Ngôn Dương một cuộc điện thoại. Anh muốn cô An Nhiên phải bình an sống sót, một cọng tóc cũng không được thiếu mất. Buổi chiều Ôn Mạc Ngôn tan làm rồi quay về phòng trọ một chuyến để cầm một vài thứ tới. Bạch Thư Hân đứng trước cửa nhìn Ôn Mạc Ngôn, thấy anh ấy cầm một bọc đồ thật to, toàn là đồ mà trẻ con thích ăn nên liền biết anh muốn đi tới biệt thự. Anh đi thăm cô An Nhiên sao? Anh Ghi Huy và Hứa Minh Tâm đi về quên để cúng viếng bác gái, để cô An Nhiên ở biệt thự một mình anh không yên tâm, vì thế nên anh muốn tới chơi cùng con bé. Cuối tuần em có dự định gì không? Anh ấy nghiêng đầu hỏi. Em cũng không có sắp xếp gì, có thể sẽ ở lại ký túc xá. Em cũng mua cho cô An Nhiên vài món đồ chơi, ngẫu nhiên nhìn thấy, lông xù xù nên nhịn không được mà mua cho cô bé một cái. Bạch Thư Hân cầm một món đồ chơi hình một con cá lớn được làm bằng bông từ trong phòng ra. Đây là cá voi, cũng có thể dùng làm ghế thư giãn, ngồi ở phía trên thoải mái lắm. Anh còn nghĩ rằng một người con gái như em, sẽ không thích mấy thứ lông lá xù xù như thế này chứ. Khi anh ấy nhìn về phía Bạch Thư Hân thì lại bắt đầu nói lắp ba lắp bắp. Sao thế, anh nghĩ rằng em là một người phụ nữ mạnh mẽ nên sẽ không thích những thứ này sao? Không, không phải như thế đâu. Ôn Mạc Ngôn vội vàng giải thích. Được rồi. Anh nhanh đi qua đó đi, em sẽ bỏ cái này lên xe giúp anh. Ôn Mạc Ngôn gật gật đầu. Không lâu sau Ôn Mạc Ngôn liền tới biệt thự,
Khi cô An Nhiên nhìn thấy con cá lớn đó thì mắt liền sáng bừng lên. Cô bé nói, cậu nghĩ thông suốt rồi sao? Sao lại mua cho cháu cái này thế? Cháu có thích không? Thích chứ ạ, buổi tối cháu có thể ngủ cùng nó được không ạ? Gấu bông của cháu có thể có bạn mới rồi. Đương nhiên là được rồi, tối nay cháu cũng phải ngủ cùng cậu nữa. Cháu thích là được rồi, đây là gì Thư Hàn tặng cháu đó? Thư Hàn tặng sao ạ? Ban đầu cô An Nhiên cũng gọi cô ấy là dì Thư Hàn, nhưng sau này khi cô ấy biết được cô An Nhiên gọi Hứa Minh Tâm là Minh Tâm nên cô ấy cũng bám riết không chịu buông tha mà bảo cô sửa miệng gọi mình là Thư Hàn. Tuyệt đối không thể gọi con gái bằng xưng hô già hơn tuổi được, con gái kiêng kỵ nhất chính là điều này. Ừ, nếu như cô ấy biết cậu thích thì nhất định cũng sẽ rất vui. Cậu ơi, cháu cũng rất thích Thư Hàn, nếu không thì cậu cưới Thư Hàn về nhà làm mợ cháu đi, có được không ạ? Cái gì? Ôn Mạc Ngôn nghe thấy câu này thì xém chút nữa đã tự cắn trúng lưỡi mình. Cưới Bạch Thư Hân về nhà. Từ trước tới giờ anh ấy chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cũng không dám nghĩ. Anh là một người không có duyên với việc yêu đương, vừa nhìn thấy con gái nhà người ta thì liền đỏ mặt ngượng ngùng nên cũng chưa từng nghĩ đến việc kết hôn. Hơn nữa chẳng qua anh cũng chỉ mới 20 tuổi mà thôi, tuổi tác cũng không phải là quá lớn nên cứ tùy ý. Phương diện này hoàn toàn không cần gấp gáp chút nào. Cậu à, cậu cũng đã lớn rồi, không còn nhỏ nữa đâu, cậu mà còn không chịu gả ra ngoài thì sẽ bị người khác coi như trò cười đó. Cậu là đàn ông mà. Đàn ông thì không thể gả ra ngoài được sao? Không phải mẹ cháu cũng gả cho ba cháu đấy sao? Không phải ai thích người nhiều hơn một chút thì sẽ gả cho người còn lại sao? Cháu thấy cậu thích Thư Hàn nhiều hơn một chút mà. Chuyện không giống như cháu nghĩ đâu. Cháu vẫn còn nhỏ, cháu không hiểu chuyện này được đâu. Cậu xuống nhà bếp nhìn xem đồ ăn tối của cháu đã được làm xong chưa, ngoan. Ôn Mạc Ngôn không dám tiếp tục nói về vấn đề này nữa, anh đã căng thẳng tới mức lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi rồi, anh không dám trả lời câu hỏi này trước mặt cháu gái. Anh ấy và Bạch Thư Hân ở bên nhau. Không thể được, ăn bản là cô ấy không xem trọng anh, mà anh cũng không có dự định sẽ yêu đương. Cô An Nhiên nhìn theo bóng lưng Ôn Mạc Ngôn rời đi mà có chút đăm chiêu, ngay sau đó cô bé liền cầm điện thoại của Ôn Mạc Ngôn mà anh đang để trên bàn trả lên, hí hoáy một lát thì liền tìm được số điện thoại của Bạch Thư Hân. Cô bé ngẫm nghĩ một hồi rồi mới soạn một đoạn tin nhắn gửi đi. 20 phút qua đi, bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong rồi. Cô An Nhiên, tại sao cháu lại không ăn? Ôn Mạc Ngôn nghi hoặc mà nhìn cô bé, cô bé còn bảo hai dì trong nhà bếp làm nhiều thêm vài món ăn. Hình như là khẩu vị đang rất tốt mà. Cô An Nhiên muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ, cậu cũng không được ăn. Cô An Nhiên nói một cách tinh quái. Niềm vui bất ngờ, Ôn Mạc Ngôn mới vừa dứt lời thì ngoài phòng khách đã vang lên tiếng chuông cửa. Bất ngờ tới rồi, cậu nhanh nhanh đi mở cửa đi. Cháu, rốt cuộc là nhóc con tinh quái cháu đang làm gì thế hả? Nếu như để cậu biết được cháu đang đùa giỡn cậu thì cậu sẽ dạy cho cháu một bài học đấy. Ôn Mạc Ngôn giả vờ nghiêm túc nói, sau đó anh liền đi mở cửa. Ngoài cửa là tiếng thở hổn hển của Bạch Thư Hân. Em, sao em lại tới đây? Những thời điểm mấu chốt như thế này anh không được nói lắp, được không? Cô An Nhiên đâu rồi? Không phải là anh nói cô An Nhiên đổ bệnh rồi sao? Không phải anh nói một người đàn ông như anh chăm sóc không xuể sao? Anh đã gọi bác sĩ chưa? Cô An Nhiên, đổ bệnh sao? Trong nháy mắt Ôn Mạc Ngôn liền hiểu rõ. Con bé có cố này thật là. Bạch Thư Hân không kịp đợi câu trả lời của anh mà đã trực tiếp đẩy người anh ấy sang một bên rồi đi vào, vừa vào liền nhìn thấy cô cố đan ở trong nhà bếp. Thư Hàn tới rồi sao? Để cháu đi lấy thêm bát đũa cho Thư Hàn, chúng ta cùng nhau ăn tối đi. Cháu. Bạch Thư Hân kinh ngạc chỉ vào Cố An Nhiên, đầu óc là một mảnh mờ mịt. Ôn Mạc Ngôn bất đắc dĩ mà cười cười, anh ấy nó, em bị nhóc con tinh quái này lừa rồi. Con bé nào có bị ốm chứ, khẩu vị cũng rất tốt, trước khi ăn tối còn ăn không ít trái cây nữa mà. Vậy con bé gọi em tới đây làm gì? Em nhận được tin nhắn của anh, còn nghĩ rằng anh chăm sóc trẻ con không được nên mới vội chạy tới đây. Ngay lúc này, cô An Nhiên đi ra từ phòng bếp, còn cầm cho Bạch Hoan một bọ bát đũa. Cô bé đi về phía trước dắt tay Bạch Thư Hân, để cô ấy ngồi xuống ghế. Thư Hàn, ngồi xuống ăn cơm thôi. Buổi tối Thư Hàn và cậu ngủ Bạch Thư Hân cũng rất ngượng ngùng, cô ấy nói, bọn họ là một đôi, đương nhiên là có thể ngủ cùng nhau, gì?
dì và cậu cháu cũng đâu phải là một đôi. Nhưng cháu và cậu cháu cũng đâu phải là một đôi đâu. Chuyện này, không giống nhau, người lớn và trẻ con có thể ngủ cùng nhau, nhưng hai người lớn sẽ bị người khác bàn tán. Như thế, cháu không hiểu. Cô An Nhiên lắc đầu biểu thị mình rất mê mang. Ôn Mạc Ngôn bất đắc dĩ đỡ chán, anh ấy hỏi, cô An Nhiên, cháu đừng làm loạn nữa, đợi lát nữa cậu sẽ tiễn dì Thư Hàn về, lần sau cháu không thể trêu cợt người khác như vậy nữa. Thư Hàn ở lại đi mà, cháu muốn Thư Hàn ở lại mà, bây giờ Huy và Minh Tâm không ở nhà, cháu ở nhà buồn chán lắm. Cậu chỉ được cái lớn xác, Thư Hàn yên tâm để cậu trông cháu một mình sao? Hừm, Bạch Thư Hân nhìn vào mắt Ôn Mạc Ngôn, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nếu đã đến đây rồi, vậy ở lại đi, cứ thoải mái giống như ở nhà là được. Nhưng mà cô và cậu của cháu chỉ có một người được ngủ thôi. Cháu chọn ai bây giờ? Cháu chọn cô ạ. Hừm, trả lời rõ ràng như vậy, không chút do dự nào. Vì sao thế? Vì cháu đã ngủ cùng với cậu rồi, còn Tiểu Bạch cháu chưa ngủ cùng bao giờ. Lý do rất hợp lý đấy. Vậy đêm nay chúng ta đi ngủ thì cậu ngủ ở đâu? Trong nhà nhiều phòng như vậy, cậu ngủ bừa một chỗ cũng được mà. Anh ấy là đàn ông, có gì mà phải ngại. Cha cổ nói cho cháu biết rồi, con gái thì cần giữ ý, còn con trai tùy tiện một chút cũng không sao, không cần quan tâm lắm. Cha cố của cháu cũng có tư tưởng giác ngộ cao đấy chứ nhỉ? Anh cũng rất cao, có được không? Ôn Mạc Ngôn lắp bắp nói. Cậu ngốc nghếch lại không nói chuyện tử tế rồi. Cô bất đắc dĩ nói. Bạch Thư Hân nghe vậy nhịn không được nở nụ cười. Mà Ôn Mạc Ngôn bên cạnh đã đỏ bừng mặt không nói lên lời. Một bữa cơm này cũng xem như hòa thuận vui vẻ. Buổi tối Bạch Thư Hân ngồi trong phòng khách. Cô tắm rửa sạch sẽ liền lên sàn. Cô bé tựa vào lòng Bạch Thư Hân cùng nhau đọc tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung. Tiểu Bạch, cô có người trong lòng rồi à? Sao tự nhiên lại hỏi cái này? Cô cứ nói cho cháu biết cô có hay không là được. Coi như là, có đi. Quan hệ giữa cô và Lý Hải Long phát triển cũng khá thuận lợi, tuy rằng chưa có gì rõ ràng nhưng cũng đã gặp nhau vài lần. Chú vẫn cứ hỏi ý cô thế nào, bảo cô không cần phải miễn cưỡng, chú hoàn toàn có thể từ chối nhà họ Quý. Chỉ là cô vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng, trước mắt cứ làm bạn trước đã. Cô nghe thấy vậy có hơi khó chịu một chút. Có vẻ như cậu sẽ tiếp tục độc thân rồi. Mẹ cháu nói rằng cậu sẽ trở thành một gã độc thân già nếu không tìm được đối tượng. Sao mà khoa trương như vậy được? Cậu của cháu vừa đẹp trai lại có gia thế tốt, không phải nên có rất nhiều người mang lễ đến tận cửa hay sao? Còn sợ không tìm được bạn gái. Nhưng cậu không thích thì làm thế nào? Vừa thấy con gái nhà người ta đã tự động trốn tránh, chẳng bao giờ chủ động nói chuyện cùng. Những người chị em tốt mà mẹ giới thiệu cho cậu đều nói xấu cậu trước mặt mẹ thôi. Nói cậu xem mắt hơn một tiếng đồng hồ, mà không nói được nổi năm câu, nói cậu cháu rất nhàm chán, IQ lại thấp. Sau này tìm bạn trai nhất định không thể tìm kiểu người như cậu được. Cậu, thật sự tệ như thế à? Thật lo lắng không biết bao giờ mới có thể gả cậu ra ngoài đây. Đứa nhóc như cháu thì lo lắng cái gì hả? Cháu sợ cậu cứ mãi mãi ở một mình. Mẹ có cháu rồi, cha cô có Minh Tâm, Tiểu Bạch cũng có đối tượng rồi, vậy cậu phải làm sao đây? Cậu không cảm thấy mình rất cô đơn, rất đáng thương sao? Cô cháu nhìn mà đau lòng vô cùng. Cậu của cháu không kém cỏi như vậy đâu. Bạch Thư Hân vừa nghĩ tới phong thái trên bàn rượu của anh ấy, một mình cân hết cho cô. Lúc mà cô được anh đỡ rượu, rất có cảm giác an toàn. Có lẽ bản thân cô sợ mình uống say khướt không về được, chỉ cần có anh ấy bên cạnh liền yên tâm. Đây cũng là một loại cảm giác an toàn hiếm thấy. Cô có thấy cậu của cháu tốt không? Khá tốt, là một người không tồi đâu. Vậy cô cưới cậu về đi, được không ạ? Coi như là làm phúc. Bạch Thư Hân đầu đầy vạch đen, cưới anh ta về là cái quỷ gì thế? Người cứ vậy mà muốn đá cậu của cháu ra ngoài đường sao? Đúng vậy, trong nhà không nuôi được kẻ ăn không ngồi rồi. Ha ha, ăn không ngồi rồi. Được rồi, cô sẽ tìm mấy người nữa để giới thiệu cho cậu. Chuyện của cậu, cháu không cần quan tâm nữa nhé. Ngoan ngoãn ngủ đi, cô đợi cháu rồi mới ngủ. Được, vậy chúc Tiểu Bạch ngủ ngon nha. Sau lời chúc ngủ ngon, cô liền chui vào chăn, rất nhanh sau đó đã ngủ say. Bạch Thư Hân có chút đói bụng bèn xuống nhà tìm đồ ăn. Không ngờ rằng Ôn Mạc Ngôn vẫn chưa đi ngủ, vừa bước từ thư phòng ra, trên tay còn cầm hai quyển sách.
Cô xuất phát từ phép lịch sự nói, em hơi đói nên đi nấu bữa khuya, anh có ăn cùng không? Có ăn. Vậy cùng nhau đi, xem trong bếp có gì ăn được không? Cô xuống nhà mở tủ lạnh phát hiện bên trong chẳng còn tí cơm thừa nào. Muốn làm cơm rang trứng cũng không được. Quả nhiên là nhà giàu có, không tìm được chút cơm thừa canh cặn nào cả. Đến sủi cảo đông lạnh cũng không có luôn, vậy ăn cái gì bây giờ? Thôi bỏ đi, không ăn nữa. Uống cốc nước rồi lên đi ngủ vậy. Có mì ý, ăn mì ý được không? Nhưng em không biết. Để anh làm cho. Có phải quá phiền phức không? Không. Anh nói còn chưa nói hết câu, Bạch Thư Hân đã bảo, anh làm đi, đừng nói gì nữa. Ôn Mạc Ngôn cũng thở một hơi nhẹ nhõm, nhìn thấy cô anh thật sự không thể nói chuyện bình thường được. Không nói gì với nhau cũng khá thoải mái. Bạch Thư Hân nhìn anh lấy ra từ trong tủ lạnh nào là thịt bò tươi, ớt xanh, cà rốt. Một bên luộc mì, một bên thái rau. Đợi đến lúc mì gần được, anh bắt đầu xào than bò sốt tiêu đen. Không lâu sau cô đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, ngón tay hơi gõ xuống bàn. Mà bụng của cô đã cảm nhận được, phát ra âm thanh đòi ăn. Sắp được ăn chưa? Bạch Thư Hân đã có chút không chờ được bèn hỏi thử. Sắp rồi, xong ngay đây. Anh vớt mì ra cho ráo nước, sau đó đổ vào nhau cùng xào lên, cuối cùng bày lên đĩa. Bạch Thư Hân chú ý thấy đĩa của cô rất nhiều thịt bò, còn đĩa của anh quá nửa là ớt xanh. Quả nhiên là thân sĩ. Về sau lấy vợ nhất định phải lấy được người biết yêu thương vợ. Ai mà được gả cho anh đúng là rất có phúc. Nếm thử xem. Cô cầm dĩa lên cuộn một miếng đầy cho vào miệng, cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Sốt tiêu không quá cay, thịt bò rất mềm rất thơm, mì ý cũng rất vừa miệng. Trời ạ, ngon quá đi mất. Bạch Thư Hân không khách khí đứng dậy, gật đầu như gà mổ thóc, cho anh một like rồi lại ngồi xuống tiếp tục ăn. Ôn Mạc Ngôn cười cười, cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, còn đang lo lắng cô không thích ăn. Anh nhớ tới gì đó bèn hỏi, chuyện là, em và đối tượng xem mắt ra sao rồi? Minh Tâm nói cho anh rồi à? Anh chỉ hỏi vậy thôi. Là thế đó, phát triển thuận theo tự nhiên thôi. Em thích anh ta sao? Kỳ thực Ôn Mạc Ngôn muốn hỏi, buổi tối hôm đó cô uống say như chết, khóc lóc thảm hại, miệng một mực nhắc tên một người không biết đó là ai. Khi cô ấy nhắc tới đối tượng xem mắt, trong mắt không hề có chút tình cảm nào. Anh cũng không phải kẻ ngốc, nhìn ra được Bạch Thư Hân thực ra không thích người kia. Nhưng tùy ý để phát triển tình cảm theo tự nhiên không phải đến cuối cùng là muốn thành một đôi hay sao? Trong thế giới của Ôn Mạc Ngôn không có nhiều thứ phức tạp như vậy. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Về sau người mà anh tìm nhất định phải là người mà hai bên cùng có tình cảm với nhau. Nếu đối phương không thích mình, anh cũng sẽ không miễn cưỡng. Mà Bạch Thư Hân như vậy, không phải là coi tình cảm như một trò đùa hay sao? Thích có thật sự quan trọng như vậy không? Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng mà. Ở với nhau chỉ cần có thể hòa thuận là được rồi. Cô ấy thản nhiên nói. Vậy, nếu như đơn phương, trong lòng đơn phương thích người khác, cũng có thể vui vẻ ở cùng người đàn ông khác được sao? Ôn Mạc Ngôn vội vàng nói. Vừa dứt lời, Bạch Thư Hân đập mạnh cái dĩa xuống đĩa mì, kêu keng một tiếng. Câu này của anh là sao? Anh đã biết được gì rồi? Ai nói cho anh biết? Là Minh Tâm phải không? Khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy sương lạnh, bất mãn nhìn anh, hỏi dồn dập. Không, không phải. Ôn Mạc Ngôn có chút khẩn trương, vội vàng giải thích. Ngày hôm đó em uống say, chính miệng em đã nói. Chính miệng em nói người mà em thích không cần em. Bạch Thư Hân nghe vậy, nhíu chặt lông mày. Sau khi cô say rượu vậy mà lại nói ra rồi. Cô khẽ cụp mắt, hàng mi cong vút che đi ánh sáng bên trong. Theo sau đó cô cũng buông dĩa xuống. Em ăn no rồi, anh cứ ăn từ từ. Nói xong đứng dậy cầm đĩa mang vào phòng bếp. Ôn Mạc Ngôn vội vàng đuổi theo, nhìn thấy cô đổ hơn nửa đĩa mì ý vào thùng rác. Bạch Thư Hân. Mắt thấy cô muốn đi, Ôn Mạc Ngôn vươn tay nắm lấy cổ tay giữ lại. Không biết tại sao khi thấy cô tức giận, anh lại cảm thấy lòng nghẹn lại muốn nói lời xin lỗi. Cô tức giận lên không đáng yêu chút nào, còn rất dọa người. Anh cảm thấy lúc cô nở nụ cười rất xinh đẹp, khi cô hung hăng bướng bỉnh đi báo thù cho bản thân rất xinh, khi cuộn tròn người đi ngủ cũng vô cùng đẹp. Mà giờ phút này, không xinh đẹp một chút nào. Cô tức giận, anh cũng không vui theo.
Buông tay. Bạch Thư Hân lạnh mặt quát một tiếng. Không buông, thanh âm của anh đột nhiên tăng lên, khó có khi không lắp bắp, ngược lại còn nói rõ ràng từng từ từng chữ. Anh biết anh đã chọc giận khiến em không vui. Em có thể đánh anh cho hả giận, nhưng đừng dùng trò chiến tranh lạnh với anh. Anh không phải cố ý đâm vào vết sẹo của em đâu. Anh nghĩ rằng tôi không dám sao? Bạch Thư Hân lạnh giọng nói, theo sau đó xoay người hung hăng nện một quyền lên khóe miệng Ôn Mạc Ngôn. Chỉ nháy mắt, khóe miệng đã sưng đỏ. Trong miệng mùi máu tươi ngập tràn. Anh ta nuốt vài miếng, xoa xoa miệng vết thương. Nhưng anh cũng không lùi lại, bàn tay vẫn như cũ không chịu thả ra, gắt gao nắm chặt tay cô. Bạch Thư Hân nóng nảy, cố gắng giãy giụa, nhưng lại không thoát ra được. Lẽ nào cô lại có thể bị một tên thư sinh trói gà không chặt trói buộc hay sao? Nếu anh còn không buông tay thì đừng trách tôi không khách khí. Tôi thật sự sẽ ra tay nặng hơn đó. Đánh anh, em có vui vẻ không? Nếu như có thể làm em bất giận, em cứ việc đánh. Anh không phải cố ý đâu. Anh xem em như là một người bạn, cho nên anh hy vọng em. Hy vọng em có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Anh coi tôi như một người bạn nhưng tôi chưa bao giờ coi anh là bạn cả. Tôi cảm thấy anh vô cùng phiền phức, ở chung với anh chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Chuyện của tôi cũng không cần anh quan tâm làm gì, anh chẳng là gì của tôi cả, đừng quá coi trọng bản thân, tự cho mình là đúng. Tôi thích ai, không yêu ai là chuyện của tôi. Anh dựa vào cái gì mà đứng đây dạy bảo tôi? Hơn nữa, anh có biết tình cảm là gì không? Anh thích người nào chưa, yêu đương với ai chưa mà nói. Anh cái gì cũng không biết thì anh khuyên tôi được gì đây? Người trong lòng tôi là ai không liên quan đến anh, tôi ở cùng ai cũng không phải chuyện anh quản được. Ngữ khí Bạch Thư Hân vô cùng ác liệt, lời nói ra giống như viên đạn bắn ra phát nào trúng phát đó, nhanh, chuẩn lại ngoan độc. Cô bị lửa giận công tâm cũng vì anh đột nhiên mạo phạm vào vết sẹo đau nhất, sâu nhất nơi đáy lòng cô. Cô giống như một con nhím, chỉ có thể dựng lên những chiếc gai nhọn khắp người, hy vọng có thể giảm bớt tổn thương. Cô rất không thích bị người khác xen vào việc của mình, nhất lại là chuyện tình cảm. Ôn Mạc Ngôn nghe cô nói như vậy, con ngươi chợt co lại. Hiển nhiên không ngờ rằng trong mắt Bạch Thư Hân bản thân lại là người không biết tự mình lượng sức, tự tìm mất mặt như vậy. Cũng đúng thôi. Anh đâu phải là gì của cô, dựa vào đâu mà can thiệp đời sống tình cảm của cô được chứ? Anh coi cô như một người bạn, thực lòng quan tâm chăm sóc, nhưng cô lại không coi anh là bạn. Ôn Mạc Ngôn không nói lời nào, buông lỏng bàn tay đang nắm tay Bạch Thư Hân, ánh mắt tràn đầy vẻ ảm đạm. Bạch Thư Hân nhìn thấy trong mắt anh hiện lên một tia bị thương, trái tim phút chốc run rẩy, há miệng thở dốc định nói gì đó. Nhưng, cuối cùng muốn nói lại thôi. Cô cắn chặt răng, cằm dưới bệnh ra, xoay người rời đi. Vừa định lên lầu thì ngoảnh đầu lại đã nhìn thấy cô Cố. Cô bé đang ôm con gấu bông, đứng ở góc cầu thang nhìn hai người họ. Ánh mắt trong suốt như thủy tinh. Bạch Thư Hân đối diện với ánh mắt trong trẻo sạch sẽ kia, cả người cứng đờ. Trái tim như bị bàn tay vô hình bóp nghẹn, cảm thấy hít thở cũng khó khăn. Cô còn chưa kịp mở miệng nói, cô Cố đã hỏi, hai người. Đang cãi nhau sao? Cô Cố, trở về ngủ đi. Thanh âm Ôn Mạc Ngôn phá lệ trầm thấp khàn khàn mang theo một chút buồn bã. Cô Cố nhìn vết thương trên khóe miệng cậu mình, hốc mắt dần ửng đỏ. Cậu, mặt cậu bị làm sao vậy? Cô Cố chạy nhanh xuống dưới, Ôn Mạc Ngôn ôm cô bé vào trong ngực. Cậu có đau không? Cậu không đau, là cậu không cẩn thận nên mới ngã bị thương, không sao cả. Giờ cô Cố nên đi ngủ đi nhé, theo Tiểu Bạch lên lầu được không nào? Tiểu Bạch. Cô Cố có chút sợ hãi nhìn Bạch Thư Hân. Bạch Thư Hân siết chặt đôi tay nhỏ bé, cảm thấy bản thân không cách nào ở lại đây được nữa. Nơi này vốn dĩ không phải nhà của cô, ở lại đây còn có ý nghĩa gì nữa? Thật xin lỗi, tôi đột nhiên nghĩ ra tôi còn có chút việc, xin phép đi trước. Bạch Thư Hân vội vàng chạy lên lầu, khoác thêm áo sau đó mở cửa đi ra ngoài. Ôn Mạc Ngôn nhíu chặt mày, hiện giờ đêm hôm khuya khoắt, lúc cô đến đây là gọi xe. Ở đây căn bản không gọi được xe, cô trở về kiểu gì? Nơi này là ngoại thành hẻo lánh, xung quanh lại u ám. Một cô gái chạy ra ngoài một mình chắc chắn không an toàn. Nghĩ vậy Ôn Mạc Ngôn nhanh chóng đuổi theo. Bạch Thư Hân còn đang tức giận, cảm thấy bản thân như một người phụ nữ điên cuồng mắng chửi Ôn Mạc Ngôn thậm tệ. Những lời vừa nãy cô nói ra, thật sự không phải lời xuất phát từ trái tim, nhưng cô không biết nên kết thúc như thế nào.
cảm thấy vô cùng khó xử xấu hổ. Bạch Thư Hân chạy ra khỏi biệt thự, đi tới đường lớn, đột nhiên lại nhìn thấy trong bóng tối có rất nhiều người. Tình huống gì thế này? Hay là cô bị hoa mắt? Bạch Thư Hân giật mình dừng bước, cẩn thận nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện phía xa xa kia có ánh sáng le lói giống như ánh sáng xanh của màn hình di động. Chẳng lẽ, có người đang theo dõi mình? Trái tim Bạch Thư Hân đập dồn dập. Đúng lúc này, Ôn Mạc Ngôn đã đuổi kịp theo. Thư Hàn, đừng đi nữa. Buổi tối không an toàn. Di động, cái gì cơ? Đưa tôi di động, nhanh lên. Tôi không mang theo, vậy anh có cái gì? Bạch Thư Hân không nỡ ném di động của mình, cuối cùng nhắm chúng vào thắt lưng của anh. Khóa của thắt lưng da này nhìn có vẻ nặng. Cô bắt đầu giở trò. Em làm gì vậy hả? Ôn Mạc Ngôn thấy cô đột nhiên muốn lột quần mình, sợ tới mức ngay lập tức ngăn cản. Chỉ là anh ta sao có thể là đối thủ của Bạch Thư Hân? Cô hung hãn tát một cái, chụp lấy bả vai anh. Anh cảm thấy bả vai mình đau đến mất đi chi giác, không cách nào cử động được. Cuối cùng thắt lưng cũng bị kéo ra. Em muốn làm gì? Chúng ta. Lời anh nói có chút lộn xộn, dùng ánh mắt của người vợ bé nhỏ nhìn cô. Đầu Bạch Thư Hân nhất thời to như cái đấu. Nếu không phải vì muốn biết trong bụi cỏ kia có người hay không, cô mới không chọn làm cách này. Bụi cỏ cách chỗ hai người một đoạn, nếu có người theo dõi thì từ đó nhìn cô và anh giống như chỉ đang cãi nhau mà thôi. Trên đường sạch sẽ không có bất kỳ vật nào để có thể ném thử thăm dò. 1,2,3. Cô đếm thầm trong bụng sau đó dùng hết sức lực toàn thân, quăng mạnh dây lưng về phía bụi cỏ kia. A! Một tiếng kêu đau rất nhỏ hô lên. Thật sự có người. Bạch Thư Hân không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng bắt lấy tay Ôn Mạc Ngôn xoay người bỏ chạy. Ôn Mạc Ngôn vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cửa nhà, dâm, một tiếng đóng kín, Bạch Thư Hân thở hồng hộc. Hiện tại nên làm gì bây giờ? Thư Hàn, em còn đang nắm tay anh. Đến lúc nào rồi, anh đừng ngượng ngùng như vậy khi nhìn em có được không? Ở bụi cỏ bên ngoài có đầy người, gần đây mọi người có gây chuyện với ai không? Hôm nay em tới đây đúng là không đúng dịp, thật là xui xẻo. Trong lúc nói chuyện, cô vào bếp tìm cái gì đó tiện tay rồi kêu người giúp việc ôm Cố Cố lên lầu. Anh cũng đi lên đi, ở đây anh cũng không có chuyện gì. Nếu có người xông vào anh cũng không giúp được. Bên ngoài, thật sự có người ở ngoài đó sao? Đúng, có rất nhiều. Nhà của em là ba đời theo quân sự, từ nhỏ em đã học qua chống trinh sát. Em sẽ chú ý đến tất cả những gì đang xảy ra xung quanh mình. Có người đang mai phục ở bên ngoài, hoặc là tới để trộm đồ hoặc muốn bắt ai đó. Không phải là anh thì chính là Cố Cố nên anh nhanh chóng lên lầu đi. Vậy em phải làm sao? Anh cho rằng anh ở lại đây có ích lợi gì sao? Bạch Thư Hân lạnh lùng nói. Càng lúc căng thẳng và hồi hộp thì cô ấy càng bình tĩnh và điềm đạm hơn. Ôn Mạc Ngôn không còn gì để nói đành phải tuyệt vọng rời đi. Khi đi lên lầu anh nói, cẩn thận, nếu có chuyện gì, cứ la lên, anh.ans nhất định sẽ là người đầu tiên lao xuống cứu em. Không biết tự lượng sức. Bạch Thư Hân nói với vẻ giễu cợt nhưng, trong lòng vẫn ấm áp. Đúng lúc này có một thứ gì đó đã làm vỡ kính cửa sổ. Khi Bạch Thư Hân đi kiểm tra thì cô đã bị bắn vào tay, rất đau. Súng bắn keo. Mặc dù thứ này không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng nó lại khiến người ta đau đớn vô cùng. Cô ấy bị bắn vào tay, chờ một lúc lâu vẫn không giảm cơn đau, đau khiến cô run rẩy cả người. Cô đã nhìn thấy bóng dáng bên ngoài, có rất nhiều người, và đều có chuẩn bị từ trước. Bỗng nhiên có ai đó ném một thứ gì vào giống như một quả lựu đạn nhưng lại không phải, nó đang bốc khói nghi ngút. Chết tiệt, thuốc mê, quá xảo trá. Cô không kịp gõ cửa phòng chú An, chỉ có thể liều mạng chạy lên lầu. Không khí ở tầng trên lưu thông có thể tốt hơn. Nhưng vào lúc này vang tiếng khóc của Cố Cố và tiếng kêu rên của Ôn Mạc Ngôn truyền ra từ phòng khách. Bạch Thư Hân khẽ run lên, cô không chút do dự vội xông tới. Trên ban công đột nhiên xuất hiện một người mặc áo đen, người kia muốn bắt cóc Cố Cố, Ôn Mạc Ngôn đã ngã xuống đất và ôm chặt lấy chân của người áo đen kia, có vẻ như anh cũng đã bị bắn bằng súng bắn keo. Cố Cố! Cô nhanh chóng nhặt đồ vật ở gần và ném mạnh về phía kia. Mục tiêu chính xác đến đáng sợ, chiếc cốc thủy tinh đập mạnh vào ót người đối diện. Người đàn ông hét lên một tiếng vì đau đớn,
sau đó anh ta giơ súng bắn keo lên và bắn một phát về phía Thư Hàn. Bạch Thư Hân dù nhanh nhẹn đến đâu cũng khó có thể di chuyển thoải mái trong căn phòng này. Cô ấy trốn dưới chân giường và bị trúng hai phát vào lưng, đau kinh khủng. Cô hít vào một hơi lạnh, cảm thấy đối phương sắp rời đi cô lại phải vội vàng chạy tới. Rắc rối. Người đàn ông nói với vẻ không vui rồi lấy trong túi ra một quả bom sương mù ném qua. Nhanh lên. Bạch Thư Hân không để ý tới cô nữa, cô chỉ có thể giúp Ôn Mạc Ngôn nhưng vẫn đã quá muộn. Sau khi người mặc đồ đen thành công thì cũng không vội vàng rời đi mà trói mọi người lại mang đi. Thời gian trôi qua, Bạch Thư Hân tỉnh lại lần nữa thì thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối. Cô và Ôn Mạc Ngôn bị nhốt cùng nhau nhưng anh thì vẫn chưa tỉnh. Khi anh tỉnh lại cũng đã nửa tiếng sau. Đúng là một người đàn ông yếu đuối, hôn mê cũng lâu hơn người bình thường một chút. Loại thuốc mê này tuy mạnh nhưng thời gian duy trì rất ngắn, ước chừng chỉ khoảng nửa giờ nhưng cậu nhóc này lại ngủ tới một giờ. Lúc trước cô còn mắng anh nhưng trong nháy mắt lại bị nhốt chung với anh. Quả là tạo hóa trêu ngươi. Cô ở đâu? Bị mang đi rồi. Đây là đâu? Thả tôi ra. Không cần thử, em đã thử rồi, không ai thèm để ý tới chúng ta. Đây là một căn phòng sắt, có thể là nhà kho hay sao, bên kia chắc hẳn là tới vì cô nên có lẽ sẽ không hại chúng ta. Em không chắc họ sẽ cho chúng ta nước và thức ăn không nên đừng lãng phí sức lực của anh nữa, cứ ngồi ở đây đi. Cô, anh thật vô dụng. Thật xin lỗi chị gái, em đã không chăm sóc tốt cho con bé. Em đoán bên kia sẽ không làm cô bị thương. Bạch Thư Hân phân tích. Tại sao? Tại thời điểm mấu chốt như vậy anh có thể suy nghĩ nhanh hơn không? Đầu lớn hơn rồi hãy nói chuyện với em. Bạch Thư Hân không có chút hứng thú nói. Ở Đà Nẵng thì người muốn giết cô nhất là ai anh biết không? Cổ Triệt, kẻ thù của cha cô. Ôn Mạc Ngôn quay đầu lại lo lắng nói. Anh ta... Bạch Thư Hân nghe vậy thì có chút kinh ngạc, đúng là nhà giàu, nội bộ đấu đá thật rối rắm. Còn nguyên nhân thì sao? Vì quyền thừa kế, bởi vì cô là con của Cố Trường Quân nên con bé cũng có thể nhận được 1/3 cổ phần của nhà họ Cố, làm sao Cố Triệt có thể bằng lòng? Thì ra là như vậy, vậy thì em càng chắc chắn rằng cô sẽ không gặp nguy hiểm. Sao lại như vậy? Nếu Cố Triệt làm chuyện này thì kiếm mấy khẩu súng bắn keo và bom sương mù thì tốn thời gian và công sức quá. Nếu như anh ta muốn bắt cóc thì phải muốn mạng, nếu là em thì em sẽ dùng một khẩu súng thật tiến mọi người xuống suối vàng. Anh ta vẫn còn cố kỵ gì đó nên không giết người sao? Nếu có điển cố kỵ là tốt nhất, điều đó chứng tỏ rằng cô vẫn còn yêu thế mà anh ta sẽ không làm hại con bé trong một thời gian. Nếu anh ta giết cả cô thì tại sao chúng ta phải giữ lại hai con tôm nhỏ như chúng ta mà không giải quyết đi cho rồi? Hãy tiếp tục chờ xem bên kia muốn làm gì. Bạch Thư Hân bình tĩnh nói xong không ngờ Ôn Mạc Ngôn lại mở miệng nói. Cảm ơn em. Cái gì? Bạch Thư Hân hơi sững sờ, cô không hiểu tại sao anh lại nói ra lời này. Cảm ơn, vì đã nói những lời này giúp anh an tâm. Anh cúi đầu tránh ánh mắt của cô. Anh hy vọng rằng cô không sao, nếu không anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình bởi vì anh đã không chăm sóc tốt cho cô và .ans gây rắc rối cho. Đừng nói những lời vô ích vào lúc này. Em cũng không trách anh, chúng ta nên sạc lại năng lượng và chờ xem sắp tới xảy ra chuyện gì. Ôn Mạc Ngôn im lặng, không nói chuyện, chỉ lắng lặng gật đầu. Ánh sáng trong phòng rất yếu giống như một cái hộp đen, bên trong chỉ có một ngọn đèn tường mờ mờ. Chân của anh không sao chứ, tuy rằng súng bắn keo này rất mạnh nhưng sẽ không làm da thịt của anh bị phá. Chỉ là đau nhức mà thôi. Anh có thể chịu đựng được, còn em thì sao? Em cũng có thể chịu được. Chủ đề kết thúc và căn phòng lại chìm vào im lặng chết chóc. Bạch Thư Hân dựa vào tường, chớp mắt nói, Ôn Mạc Ngôn, anh sợ chết không? Sợ, trên đời này chắc không ai có thể không sợ cái chết chứ. Em cũng đoán vậy, nếu không sợ cái chết thì cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán. Em hy vọng chúng ta có thể trốn thoát, em không muốn chết ở đây. Em chưa làm được nhiều việc, em còn chưa tham dự đám cưới của người đàn ông đó. Người đàn ông đó? Ừ. Là người mà em thích, Bạch Thư Hân cười em thì sao? Em cũng có thể chịu được. Chủ đề kết thúc và căn phòng lại chìm vào im lặng chết chóc. Bạch Thư Hân dựa vào tường, chớp mắt nói, Ôn Mạc Ngôn, anh sợ chết không? Sợ, trên đời này chắc không ai có thể không sợ cái chết chứ. Em cũng đoán vậy,
nếu không sợ cái chết thì cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán. Em hy vọng chúng ta có thể trốn thoát, em không muốn chết ở đây, em chưa làm được nhiều việc, em còn chưa tham dự đám cưới của người đàn ông đó. Người đàn ông đó, ừ, là người mà em thích. Bạch Thư Hân cười khổ, giọng nói của cô nhẹ nhàng bình thản nhưng trong lòng lại chua xót vô hạn. Anh ta, vì sao lại từ chối em? Bởi vì, anh ấy đã có người mà mình thích rồi, trong chuyện tình cảm anh ấy rất mơ hồ, không phân biệt chính xác được. Em còn cho rằng mình sẽ có cơ hội để lợi dụng được, lại chẳng nghĩ đến. Vì sự có mặt của em, thì họ vốn phải là người yêu rồi trở thành người nhà của nhau, thế nhưng giờ đây lại do sự tồn tại của em mà mỗi người đi một ngả rồi. Em vẫn còn nhớ đến sự thoải mái của người con gái ấy trước lúc rời đi, không một âm thanh, nói đi là đi ngay, rồi nói buông cũng liền buông ngay. Còn em, cứ như đang tự bày ra lồng giam dành cho mình, rồi bị vây khốn ở trong ấy mà không bước ra được nữa. Vậy em, vậy còn người mà em thích? Vì để anh ấy được yên tâm, để anh ấy nghĩ rằng em đã buông xuống thật rồi. Em muốn làm cho anh ấy thoải mái, cũng muốn làm cho bản thân mình hết hy vọng một cách triệt để. Thực ra, em cũng không cần phải hy sinh chính mình mà, người đó. Em cũng đâu thích có đúng không? Quả thực là như thế, nhưng, em có thể chấp nhận, cho dù là cả một đời này. Em sao lại có thể qua loa như thế chứ? Nếu không thì như vậy đi, đợi sau khi chúng ta rời đi, anh có thể giả làm bạn trai của em, vừa để em có thể làm người kia yên tâm, mà cũng có thể không cần phải hy sinh bản thân. Có được hay không? Bạch Thư Hân cảm nhận được ánh mắt chân thành của cậu ấy, bèn quay đầu nhìn sang, rồi không nhịn được mà bật cười lên. Em cười cái gì chứ? Cậu ấy có hơi khó hiểu, với cái tật nói lắp này của anh, thì có lẽ ai cũng sẽ không chịu nổi đâu. Em sợ chú thím sẽ hiểu lầm hai chúng ta đến với nhau thật, rồi sẽ khuyên chúng ta chia tay đó. Mà với dáng vẻ này của anh, chắc cũng không trở thành người đàn ông của em được đâu. Nói thật, với tật lắp bắp của anh, mà ở trước mặt chú của em, thì em sợ chú của em sẽ đánh anh một phát bay vào tường, thì có muốn khóc cũng không khóc được đâu. Cái này, có phóng đại quá không? Anh thật sự nghiêm trọng tới vậy. Luyện tập cho tốt đi, anh thấy em thì căng thẳng lắm hả? Em thấy khi anh nói chuyện với Minh Tâm không phải vẫn rất ổn đó sao? Anh cũng không biết nữa. Cậu ấy đành gãi đầu vừa cũng không biết phải làm sao. Rồi cũng vừa cảm thấy không sao nói rõ ra được. Có thể là khi ở trước mặt Bạch Thư Hân, có quá nhiều lúc rơi vào cảnh khó khăn, cho nên mới sẽ như vậy đi. Ôn Mạc Ngôn, em mệt rồi, em muốn tựa vào vai anh nghỉ một chút, có được không? Cô ấy nói khẽ. Được thôi, cậu ấy liền gật đầu một cách quyết đoán, cậu ấy là một người đàn ông, thì sao có thể từ chối yêu cầu nho nhỏ này của một cô gái được chứ? Sau đó cậu cảm nhận được vai của mình dần nặng trĩu. Mái tóc ấy lướt nhẹ qua cổ mình, cảm giác có hơi ngứa ngứa. Đáy lòng cậu không kìm được mà run rẩy, thân thể cũng đã cứng đờ, mà không dám nhúc nhích, vô cùng là lúng túng. Em thật sự chắc chắn cô sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Trên 80% đó, dù sao thì em cũng được xem một nửa cảnh sát mà, thì chắc chắn vẫn phải có năng lực quan sát chứ, anh chỉ cần tin tưởng em là được rồi. Bạch Thư Hân híp hai mắt lại. Thực ra là do không muốn làm tăng thêm gánh nặng tâm lý cho Ôn Mạc Ngôn thôi. Cô ấy quả thực là có suy đoán như vậy, nhưng dù sao thì cũng không thể nhìn thấy tận mắt, nên cô ấy cũng không dám chắc chắn 100% là sẽ như thế. Hiện tại cho dù có biết cô đang trong tình trạng rất nguy hiểm, thì bọn cô cũng bị cản trở ở nơi này rồi, bản thân mình còn chưa lo xong, thì nói gì đến việc cứu người cơ chứ. Cô ấy cảm thấy hơi mệt mỏi, thoáng cái mà đã thiêm thiếp đi rồi. Ôn Mạc Ngôn cảm nhận được tiếng hít thở đều đặn của cô ấy, trong một bầu không khí yên tĩnh thì càng nghe thấy rõ ràng hơn, hơn nữa cậu ấy còn có thể nghe được cả tiếng tim mình đang đập lên bùm bùm một cách mãnh liệt nơi lồng ngực. Cậu ấy còn không dám hít thở lớn tiếng, ngay cả ánh mắt cũng không biết phải nhìn về hướng nào. Cứ chần chừ như vậy trong vài phút, sau đó cậu ấy mới đánh liều mà buông mắt xuống nhìn ngắm Bạch Thư Hân. Da của cô ấy rất trắng. Ở dưới ánh đèn êm dịu càng trông như vừa được phủ thêm một lớp lông tơ mạ vàng. Các đường nét trên khuôn mặt rất tinh xảo, nhưng cũng không xinh xắn, có lẽ là do lông mày hình lưỡi mác kia, thế mà lại hơi toát ra khí khái anh hùng. Dáng người của cô ấy rất đẹp, bởi vì tập thể dục thường xuyên, cho nên ngay cả một vết sẹo lồi cũng không có.
Dù có bị che kín bởi lớp quần áo, cũng vẫn có thể cảm nhận được đường cong mềm mại đó, đó là điều mà không thể bắt bẻ được. Cậu ấy chợt nhớ đến khung cảnh đã giúp Bạch Thư Hân thay quần áo vào buổi tối nọ, khi đó cậu còn nhìn thấy cả bên trong áo lót của cô. Ôn Mạc Ngôn vừa nghĩ đến đây, liền vội vàng lắc đầu ngay, ngăn chặn dòng suy nghĩ hỗn loạn của chính mình. Có lẽ do động tác của cậu có hơi lớn, làm ảnh hưởng đến người đang mơ ngủ bên cạnh, sau đó cô kêu ra tiếng khó chịu khe khẽ, đừng. Đừng có nhúc nhích mà, em mệt lắm. Ôn Mạc Ngôn nghe vậy, thì liền ngồi thẳng người, không nhúc nhích ngay lập tức. Thực ra thì, dáng vẻ của cô ấy khi ngủ cũng khá là dễ thương. Không khóc lóc mà cũng chẳng ầm ĩ, lại ngoan ngoãn vừa đủ, như là một con búp bê vải bình thường vậy. Một người đẹp đẽ đến như vậy, thì làm sao sẽ có người không thích được chứ? Cậu ấy thì cảm thấy Bạch Thư Hân rất tốt, cô rất khác biệt so với những cô gái mà cậu quen biết, những cô gái khác đều sẽ có điệu bộ nũng nịu, muốn được người che chở. Thế nhưng Bạch Thư Hân thì giỏi hơn rất nhiều. Không những tự bảo vệ được bản thân, mà còn bảo vệ cho cả cậu nữa. Với tư cách là một người đàn ông, thì cậu cũng có đôi lúc rất tự ti, xem ra cậu cần phải học những môn võ này cho giỏi, rồi cả đánh xa, đấm bốc nữa. Không thể cứ lần nào gặp phải nguy hiểm, là lại để cho cô xông pha dẫn đầu lên trước, thì bản thân còn đáng mặt đàn ông sao chứ? Bạch Thư Hân, nếu như lần sau có gặp phải nguy hiểm, thì anh chắc chắn sẽ đứng ở phía trước che chở cho em. Sẽ bảo vệ em. Hãy tin tưởng vào anh, cậu vừa nắm chặt nắm tay vừa nói. Bọn họ không biết, một cử động của họ, thì đều đang lọt vào mắt của người khác. Đợi lát nữa dạy dỗ bọn họ một chút, rồi tìm cơ hội mà thả họ ra ngoài, cố gắng giả vờ cho giống một tí. Không ngờ được năng lực quan sát của đứa con gái này lại mạnh như thế, vậy mà lại biết chúng ta sẽ không làm người khác bị thương, nhưng dù sao cũng phải làm cho ra dáng một chút, để cho người khác xem. Vâng, thưa cậu chủ. Thuộc hạ tuân lệnh. Bạch Thư Hân còn chưa ngủ được bao lâu, thì không nghĩ đến đã có người mở cửa ra đi vào, sau đó ánh sáng ở bên ngoài cũng theo đó mà chiếu vào. Ánh sáng ở ngoài cửa rất mạnh mẽ, chiếu vào lớp vỏ sắt của nhà kho đến vô cùng rực rỡ. Bạch Thư Hân mở mắt với vẻ đau khổ, thì chỉ thấy có hai người trông vạm vỡ đã đi vào. Có một tên trong đó làm cho cô ấy cảm thấy rất quen mắt, chính là tên đã bị cô đập cho bể đầu. Họ không nói gì, mà nắm chặt nắm tay nghiến răng ken két. Sau đó liền bắt đầu xông vào nhau mà đánh. Bạch Thư Hân phản kháng, rồi vật lộn với họ được một lúc, thế nhưng hai đấm tay thì sao có thể đọ nổi với bốn tay được. Mắt thấy cô đã ngã xuống, mà quả đấm của tên đàn ông đó vẫn cứ như mưa trút xuống không ngừng, thì không nghĩ đến Ôn Mạc Ngôn sẽ đột nhiên vọt qua, kiên cường dùng thân của mình đỡ được một đấm này. Anh hùng cứu mỹ nhân, dùng ở đây được đó. Con quỷ nhỏ này ra tay cũng quá độc ác đó, tao cần phải đánh một để xả giận mới được. Anh là đàn ông, thì ao có thể đánh phụ nữ chứ? Ôn Mạc Ngôn nói đầy giận dữ. Lúc này không phải là lúc để phân biệt đàn ông phụ nữ. Mày cũng đừng có lôi cái nguyên tắc chó má kia ra với tao. Bạch Thư Hân vô cùng sốt ruột, đây là lúc dạy đạo lý cho tên côn đồ sao chứ? Chậc chậc chậc, này tên nhóc, mày là đang dạy tao cách làm người sao? Các người đánh tôi đi, muốn đấm muốn đá gì thì cứ làm, nhưng có thể đừng đánh cô ấy được không? Ý mày đang nói, hai người bọn tao đánh mày. Đúng vậy. Được, để tao xem tên nhóc như mày có thể miễn cưỡng đỡ được bao lâu. Hai người bắt đầu tay đấm chân đá, Ôn Mạc Ngôn cũng rất kiên cường, đánh không lại thì cũng chẳng khóc lóc cầu xin tha thứ, ngay cả một tiếng rên cũng chẳng bật ra. Bạch Thư Hân không nhìn được nữa, muốn che chắn cho cậu ta. Nhưng lại bị một tên trong đó cản lại. Dù cho chỉ dư lại có một người, Ôn Mạc Ngôn cũng không chống lại nổi. Tên nhóc này, kêu ra tiếng cho bố mày nghe, giả bộ cái gì chứ? Ôn Mạc Ngôn ngậm chặt miệng lại một cách gắt gao, mà không nói câu nào. Mày chỉ cần xin tha với bố mày, thì bố mày sẽ ngừng tay ngay. Khốn kiếp, Ôn Mạc Ngôn thốt ra được hai từ, muốn đánh thì cứ đánh, sao cứ nói lắm thế? Ôn Mạc Ngôn. Bạch Thư Hân vội gào to tên của cậu ấy. Nhìn thấy khóe miệng của cậu từ lâu đã nhiễm máu tươi, thế mà vẫn ngoan cố chống đỡ đến cùng. Đừng đánh nữa, xin các người đừng đánh nữa. Đường đường là thế hệ sau của nhà họ Bạch, thế mà cũng sẽ mở miệng xin tha đó. Tên to con đó nói với giọng châm biếm. Đừng cầu xin họ, có bản lĩnh thì mày hãy đánh chết tao đi.
mẹ nó, mồm miệng của tên ôn con này sao mà cứng như vậy? Tên đàn ông đó tức giận nói, lại hung hăng đá tiếp hai cú lên người cậu. Ôn Mạc Ngôn rên ra tiếng, thân mình cũng trượt rất xa trên mặt đất, cuối cùng bị văng thật mạnh vào góc tường, lúc đó cơ thể khó khăn lắm mới ổn định được. Người của cậu co quắp lại một chỗ, không phát ra tiếng động nào. Tên to con đó đi đến xem xét hơi thở trên người cậu, thì thấy cậu ta vẫn còn sống. Một tên khác thì thả Bạch Thư Hân ra, sau đó cô liền chạy ngay đến trước mặt cậu, rồi đỡ cậu ngồi dậy. Anh không sao chứ, Ôn Mạc Ngôn, anh nhìn em đi. Cậu ấy không nói gì, tiếng hít thở sớm đã trở nên yếu ớt. Một tên to con khác nói, đi thôi, tốt nhất là đừng gây ra án mạng, nếu không anh cả sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Mẹ nó, tên ôn con này đúng là chọc tức người khác mà. Tên đàn ông nói vẻ bực tức. Sau đó thì xoay người rời đi. Bạch Thư Hân nhìn thấy bọn họ không có đóng cửa lại, xem ra thật đúng là muốn thả họ ra. Cô ấy tranh thủ nâng Ôn Mạc Ngôn dậy, tuy rằng nhìn cậu có vẻ rất gầy yếu, nhưng thân người lại rất nặng, dù sao cũng là đàn ông, khung xương của nam nên mới vậy. Bạch Thư Hân cố sức mà đỡ cậu dậy, rồi đi một cách khó khăn. Ôn Mạc Ngôn, anh không sao chứ, anh nói chuyện với em đi được không? Ôn Mạc Ngôn, anh, cậu cố gắng mà nói ra được một chữ, muốn nói một lời để cho cô ấy yên tâm, nhưng còn chưa nói xong, thì trong nháy mắt đã ho ra máu từ trong cổ họng. Máu. Cậu ấy thấy được một bãi máu trên mặt đất, rồi cảm thấy đầu choáng váng não như căng ra, mà mỗi một dây thần kinh trên người đều đang đau ê ẩm, lại có thể giữ cho cậu không bị ngất đi. Cậu rời mắt đi, chớp mắt đầy khó nhọc, rồi nói, anh không chết được đâu. Đi, em đưa anh đi đến bệnh viện, anh phải cố gắng lên. Bạch Thư Hân đến cùng thì vẫn là một cô gái, gặp phải loại chuyện này, thì cho dù có bình tĩnh lại thì cũng vẫn sẽ sợ hãi. Cô sợ nếu Ôn Mạc Ngôn mà xảy ra chuyện gì, thì cô sẽ không có cách nào mà tha thứ được cho mình mất, dù sao thì anh ấy cũng vì mình mà bị thương. Ôn Mạc Ngôn nhìn thấy nước mắt trên mặt của cô ấy, thì muốn giúp cô lau đi, song cả người lại đau đến không còn sức lực, thì chỉ có thể từ bỏ. Bạch Thư Hân khó khăn mà đỡ cậu ra khỏi gian phòng bọc sắt, thì thấy quả nhiên là một nhà kho. Hơn nữa còn là ở nông thôn, vô cùng hoang vu. Cô ấy cố gắng đỡ cậu đi ra đến đường cái. Cuối cùng thì cũng nhìn thấy được một chiếc xe hơi tư nhân. Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể xông ra cản lại. Chiếc xe hơi đó khó khăn lắm mới dừng lại được, thiếu chút nữa đã đụng vào người Bạch Thư Hân. Tài xế nhìn thấy người phụ nữ ở ven đường bỗng nhiên lao ra, thì gầm lên giận dữ, cô có bị thần kinh không, muốn chết thì đừng có tìm tôi, thật đúng là xui xẻo. Không, không phải, bạn của tôi bị thương rồi, cần phải đi vào bệnh viện ngay. Anh có thể có lòng tốt đưa chúng tôi đi một đoạn được không? Sau đó tôi sẽ trả thù lao cho anh, mong anh hãy giúp đỡ. Tài xế nghe thấy vậy, thì bình tĩnh trở lại, rồi nhìn qua Ôn Mạc Ngôn đang ngã ở ven đường. Vừa rồi khi Bạch Thư Hân thấy có xe đến, thì sợ chính mình dìu Ôn Mạc Ngôn sẽ không đuổi theo kịp, nên mới buộc phải buông cậu ra. Người tài xế cũng rất tốt tính, xuống xe mà dìu người lên xe, rồi chạy với tốc độ nhanh nhất để đến bệnh viện. Trên người Ôn Mạc Ngôn có một chỗ xương sườn bị gãy, còn nhiều chỗ khác thì gặp phải chấn thương mô mềm. Lẽ ra, người phải chịu đựng tổn thương lớn đến vậy thì sớm đã phải lâm vào hôn mê rồi, thế nhưng đến tận khi được đưa vào bệnh viện Ôn Mạc Ngôn vẫn rất là tỉnh táo. Vì bác sĩ phải làm kiểm tra cho cả người, nên Bạch Thư Hân không thể đi vào, chỉ có thể chờ trong lo lắng ở bên ngoài. Trên người cô không có di động, chỉ có thể mượn điện thoại ở chỗ tiếp tân để gọi cho Hứa Minh Tâm. Cuộc gọi nhanh chóng được nhận, là Cố Gia Huy nghe máy. Có thể trực tiếp mà tìm được anh chính là cách tốt nhất. Cố Gia Huy, cố xảy ra chuyện rồi, có một đám người đã đến bắt cố đi rồi. Thế nhưng những người đó chắc sẽ không gây nguy hiểm đến mạng sống của con bé, bọn họ cũng đã thả em và Ôn Mạc Ngôn ra rồi. Anh biết rồi, anh sẽ lập tức để Khương Tuấn đi xử lý. Giọng nói của Cố Gia Huy vô cùng bình tĩnh và thâm trầm. Bạch Thư Hân vô cùng sốt ruột, cả tâm trí đều để ở trên người Ôn Mạc Ngôn, nên cũng không để ý đến thái độ hết sức bình tĩnh của anh. Sau khi đã ngắt ấy, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Mà vào giờ phút này, ở cổ chân anh và Hứa Minh Tâm đã dừng chân, khi Ngôn Dương gọi điện qua vào 2 tiếng trước, nói cho anh biết là đã bắt đầu hành động rồi. Nhóm người lần này không phải là người của Cố Triệt, mà là nhóm người của Chợ Đen.
cho nên cô Cố hoàn toàn không xảy ra vấn đề gì. Anh cũng biết Ôn Mạc Ngôn đã chịu khổ rồi, song anh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Trong lòng anh vô cùng rõ ràng, cách này của Môn Dương là cách nhanh chóng nhất. Cố Triệt không ra tay, vậy anh liền đóng giả làm Cố Triệt để ra tay, đến lúc đó thì Cố Triệt dù có trăm miệng cũng khó mà chối cãi được. Mà anh thì chỉ cần ở đây chờ đợi, đợi đến khi kết thúc ngày giỗ thì lại quay về. Trong bệnh viện, thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, sau khi qua được khoảng nửa tiếng, bác sĩ mới mở cửa đi ra. Ôn Mạc Ngôn cũng đã bị tiêm thuốc gây tê, đang ngủ mê mệt mà bị đẩy đi, bác sĩ gật đầu với cô, rồi nói, bệnh nhân không có nguy hiểm đến mạng sống, chính là tương đối vất vả, một tháng kế tiếp tốt nhất là chỉ nên ở trên giường nghỉ dưỡng. Được, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Kể ra cũng kỳ lạ, anh ta là bệnh nhân có năng lực ý chí mạnh nhất mà tôi từng thấy, lúc đưa vào đây mà còn có thể giữ nguyên được tỉnh táo, thì đúng là chưa bao giờ gặp qua. Bác sĩ nhịn không được mà cảm thán, sau đó thì nói, bệnh nhân đã được chuyển qua phòng bệnh thường, cô có thể đi xem rồi. Xin cảm ơn bác sĩ. Cô ấy lại cảm ơn một lần nữa, sau đó thì cất bước đi đến phòng bệnh thường. Ôn Mạc Ngôn không có nhiều vết thương trên mặt, chỉ có ở mỗi một chỗ ngay khóe miệng. Cô ấy không nhịn được mà vén áo bệnh nhân của cậu lên, nơi bụng dưới đều là vết xanh đen ứ đỏng, nhìn thấy mà giật mình. Cô còn nhớ được ngay lúc anh ấy ngã xuống, thì cơ thể cuộn tròn lại, giống như con tê tê đang tự vệ vậy. Anh ấy nhất định là rất đau đớn, vậy mà còn dáng nhịn lại. Nói lời mềm mại một chút, thì rõ ràng là có thể giải quyết được rồi, sao anh ấy lại bướng bỉnh vậy chứ? Bạch Thư Hân không làm sao nghĩ ra được, rồi lẳng lặng canh giữ ở bên giường. Cô vốn nghĩ rằng thuốc mê của Ôn Mạc Ngôn cần phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể tan đi, không nghĩ đến một tiếng sau, thì cậu đã tỉnh lại rồi. Bạch Thư Hân cơ bản không hề ngủ, tâm sự trong lòng ngổn ngang trăm mối. Nên cậu ấy vừa tỉnh, thì cô liền nhìn thấy ngay, sau đó lập tức đi gọi bác sĩ. Thật đúng là kỳ tích, người khác ít nhất cũng cần phải ngủ mê một đêm, vậy mà bệnh nhân này lại chỉ ngủ mê có một tiếng rưỡi thôi. Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra. Thì phát hiện tất cả đều rất bình thường, tình trạng bệnh cũng không có chuyển biến xấu đi. Sau khi kiểm tra xong, thì y tá cũng rời đi, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại hai người. Ôn Mạc Ngôn chỉ cảm thấy đau nhức cả người, nhưng cậu lại không dám phát ra tiếng, sợ sẽ làm Bạch Thư Hân phải lo lắng. Sao anh lại nhanh tỉnh thế, bây giờ anh có thể ngủ lại được không? Sợ là, không thể, cả người đều đau nhức, không có cách nào vào giấc được. Vậy để em gọi bác sĩ tiêm cho anh một mũi an thần, như thế có lẽ sẽ đỡ hơn. Không, không cần đâu, anh muốn trò chuyện với em. Anh nói đi, lần này, em sẽ không ghét bỏ tật nói lắp của anh nữa. Anh vẫn luôn chịu đựng mà không dám ngất đi, sợ em, sợ khi em thấy anh nhắm mắt, em sẽ lo lắng. Ôn Mạc Ngôn nói một chữ thì nghỉ một chút. Vậy lần này anh tỉnh lại nhanh như vậy. Cũng là, sợ em, sẽ khóc. Khi nói đến chữ cuối cùng, thì giọng điệu vô cùng dịu dàng. Lúc anh ta rơi vào trạng thái hôn mê, đầu óc không những không hề mất đi ý thức mà ngược lại còn rất tỉnh táo. Trong đầu của anh ta bây giờ chỉ toàn là dáng vẻ cô ấy ngồi đó khóc thút thít. Nếu như anh ta cứ hôn mê không tỉnh thì một người con gái như cô ấy làm sao có thể chống đỡ được đây? Nhất định cô ấy rất sợ hãi, rất sợ hãi. Bạch Thư Hân nghe thấy lời này thì trái tim không khỏi run rẩy dữ dội. Ngơ ngác nhìn anh ta. Khiến cho con gái khóc là không tốt. Bạch Thư Hân nghe nói thì vội vàng quay mặt sang chỗ khác. Anh ta là một người đàn ông lịch lãm vì thế mới luôn dành sự chăm sóc đặc biệt đến con gái. Thế mà cô ấy lại cảm thấy lời nói vừa rồi của anh ta vô cùng dễ nghe, không khỏi khiến cho cô ấy có chút dao động. Em đã liên lạc được với anh Gia Huy chưa? Chỉ có anh ấy mới có thể nghĩ được cách giải quyết. Anh đừng vội. Em đã báo cho Cố Gia Huy biết rồi, anh ấy nói chuyện này cứ giao cho Khương Tuấn xử lý, tin là rất nhanh sẽ có tin tức thôi. Anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, tình hình của anh bây giờ không được khả quan lắm đâu. Ngôn Hải nghe Bạch Thư Hân nói đã báo tin cho Cố Gia Huy rồi thì mới có thể thở phào một hơi. Cô ấy gọi bác sĩ đến cho anh ta uống một liều thuốc giảm đau và tiêm thêm một mũi thuốc an thần nữa, một lúc sau thì anh ta ngủ thiếp đi. Thế mà cô ấy lại cảm thấy lời nói vừa rồi của anh ta vô cùng dễ nghe, không khỏi khiến cho cô ấy có chút dao động. Mà ngay tại lúc này, ở Trấn Cổ, Hứa Minh Tâm và Cố Gia Huy đang ở trong một ngôi nhà dân trong khu du lịch,
trước đó đã có một công ty tổ chức thành một đoàn thể đến đây du lịch, vì thế tất cả các khách sạn và quán trọ to nhỏ ở quanh đây đều đã được ký hợp đồng bao trọn cả rồi. Vì vậy hai người bọn họ chỉ có thể tạm thời ở nhờ trong nhà của người ta, nữ chủ nhân của ngôi nhà này vốn người quen cũ, của mẹ Cố Gia Huy, nghe nói là bọn họ từ nhỏ đã chơi với nhau, cùng nhau trưởng thành. Theo lý mà nói thì Cố Gia Huy vẫn phải tôn kính gọi người ta một tiếng bác gái. Trước đây cứ mỗi năm Cố Gia Huy đến đây đều sẽ mang theo chút đồ đặc đến thăm nom, biểu đạt thành ý. Vì dù sao mẹ của anh cũng chẳng còn người thân nào ở đây nữa rồi nên anh mới dành một sự chăm sóc quan tâm đặc biệt đến người bạn cũ từ thuở niên thiếu này của mẹ mình. Trong nhà của bác gái này còn có hai người con, một trai một gái, nghe nói công việc của người con trai bác ấy cũng là do Cố Gia Huy giúp anh ta tìm. Còn một người con gái vừa mới tốt nghiệp đại học cũng đang ở trong nhà chờ việc, hoàn toàn không có ý định ra ngoài. Nghe nói là đã nhờ và được quan hệ với người nào đó, tìm được công việc làm hướng dẫn viên du lịch, nghỉ ở nhà một vài ngày nữa là phải đi làm rồi. Hứa Minh Tâm cũng ngại không dám nói cô là bạn gái của Cố Gia Huy, mà chỉ bảo là cô đang trên đường đi thắp hương cho người lớn trong nhà nên mới tiện đường vào đây. Khu vực nội thành Đà Nẵng không có mưa nhưng khi bọn họ vừa đến đây thì ở thị trấn này đã bắt đầu nổi gió chuẩn bị mưa rồi. Đường trên núi đều là đường đất, cứ hễ mưa xuống là dưới đất toàn là bùn nhão làm cho đường đi ẩm ướt và dễ trơn trượt, vì thế thời tiết mưa gió như vậy không thể lên núi được. Bọn họ chỉ có thể đợi trời hết mưa rồi mới có thể đi tiếp, xem dự báo thời tiết thì có lẽ là ngày mai sẽ tạnh mưa, trời lại quang đãng rồi. Trên bầu trời đã hiện ra một màu trắng bạc. Lúc này đột nhiên Hứa Minh Tâm cảm thấy hơi khát nước liền mơ mơ màng màng bò dậy đi lấy nước uống. Sau khi đi vệ sinh xong thì cũng tỉnh táo hơn một chút, tiếp theo lại bò lên giường nằm tiếp. Sau khi lên giường cô bỗng cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Sao tự nhiên giường của cô lại trở nên nhỏ thế này, lúc cô ngủ một mình vẫn cảm thấy chiếc giường đơn này vừa đủ cho cô nằm, nhưng sao hiện giờ lại thấy chật chội, chen chúc thế này. Cô vừa quay người lại liền rơi vào một vòng tay ấm áp. Trong phút chốc liền tỉnh táo hẳn ra, ngẩng phát đầu lên nhìn người vừa mới đến nằm vào giường của cô. Cố Gia Huy. Hai mắt cô trợn tròn, không khỏi kinh ngạc nhìn anh. Anh, sao anh lại ở đây vậy? Bọn họ không hề công khai quan hệ bạn trai bạn gái với mọi người cho nên tất nhiên không thể ngủ chung trong một căn phòng như vậy được, hơn nữa bác gái cũng đã thu xếp cho bọn họ hai căn phòng, chính là hai căn phòng ở sát vách nhau. Cô vẫn có thói quen khi ở bên ngoài. Chỗ lạ lẫm thì sẽ khóa trái cửa, còn anh làm cách nào mà vào được đây vậy chứ? Anh đã sang bên này bao lâu rồi? Chẳng lẽ vừa rồi em ngồi dậy mà cũng không nhìn thấy anh à? Cố Gia Huy không biết phải làm sao, bất lực nói. Không, không nhìn thấy, sao anh lại vào đây được? Tất nhiên là lấy chìa khóa mở cửa rồi đi vào thôi, anh đánh thêm một chiếc nữa rồi mà. Hả? Anh vừa mới tỉnh lại hay là cả đêm chưa ngủ thế? Sao tinh thần lại tỉnh táo như vậy? Hứa Minh Tâm có chút nghi hoặc, nói. Cố Gia Huy nghe thấy cô nói vậy thì liền im lặng. Sau khi anh biết cô xảy ra chuyện liền mắc bệnh khó ngủ, hiện giờ cho dù đã biết cô sẽ không có chuyện gì nhưng vẫn không khỏi nơm nớp lo sợ. Mãi cho đến vừa rồi khi Ngôn Dương gửi video tới, chứng minh rằng cô vẫn đang rất khỏe mạnh thì anh mới có thể thở phào một hơi. Lúc anh vừa chuẩn bị ngủ thì đột nhiên Hứa Minh Tâm lại ngồi dậy. Cô bé này cứ mơ mơ màng màng, ở trên giường có một người sống to đùng thế này mà cô lại cứ thế không nhìn thấy, đợi đến khi cô trèo lên giường một lần nữa mới chú ý đến anh. Anh nghĩ đến một số chuyện nên không ngủ được, muốn qua đây ôm em ngủ. Như này mà để bị người khác bắt gặp thì không tốt lắm đâu, anh mau đi về phòng của anh đi, nhanh lên, nhanh lên. Hứa Minh Tâm, sao mẹ em không sinh em ra sớm thêm vài năm nữa nhỉ? Giọng nói của Cố Gia Huy trầm thấp. Còn có chút buồn bực, nếu như cô ra đời sớm một chút, tốt nghiệp đại học sớm một chút thì tốt biết bao nhỉ. Anh có thể mang cô ra ăn đến mức sạch sẽ từ trong ra ngoài, rồi nói với cả thế giới biết cô là của anh, đến nước cũng không được phép chạm vào cô, chứ đâu phải kiềm chế, nhẫn nại cực khổ như bây giờ. Hứa Minh Tâm nhìn sắc mặt anh u ám thì không khỏi lén lút cười thầm. Đây là khảo nghiệm của ông trời dành cho anh đấy, nhanh đi về phòng của mình đi. Đợi bao giờ chúng ta về nội thành là được rồi. Trước khi anh đi về, em không nên hôn anh một cái sao? Hứa Minh Tâm vì muốn anh có thể yên tâm về phòng liên thơm lên má anh một cái. Lúc này thì Cố Gia Huy mới miễn cưỡng cố gắng rời đi.
8 giờ sáng ngày thứ hai ở đây, chủ ngôi nhà lên gọi bọn họ xuống nhà ăn cơm. Những ngôi nhà ở đây đều là nhà có 3 tầng vì vậy nên có rất nhiều phòng. Ở đây có rất nhiều nghề phụ đang phát triển, người dân sẽ mở các khách sạn, nhà trọ để tiếp đãi khách du lịch. Chủ nhà họ Ngô, cô gọi hai vợ chồng trung niên đó là chú Ngô và thím Ngô, con trai của họ làm việc ở bên ngoài, thường xuyên không có ở nhà, còn con gái út thì tên Ngô Yêu. Lúc ngồi ăn cơm, chú Ngô và thím Ngô ngồi cùng nhau, Hứa Minh Tâm và Cố Gia Huy ngồi cạnh nhau còn Ngô Yêu thì ngồi ở phía đối diện cô. Anh Gia Huy, anh nếm thử cái bánh trứng này đi, món này là do em dậy từ sáng sớm, đích thân làm cho anh ăn và cũng là món ngon nhất đó. Ngô Yêu ngọt ngào nói với Cố Gia Huy. Một tiếng anh Gia Huy vang lên làm cho toàn bộ lông tơ khắp người cô dựng thẳng đứng lên, da đầu tê dần dần. Cô liếc nhìn Cố Gia Huy một cái. Trái ngược với giọng nói ngọt ngào của Ngô Yêu, anh chỉ lạnh nhạt nói, không cần phải phiền phức thế đâu, để tự tôi ăn là được rồi. Ngô Yêu nói, thế anh cứ ăn tự nhiên nhé, nếu thấy không đủ thì nói với em làm nữa cho anh ăn. Mẹ em đúng là chỉ biết lừa người khác, lại còn nói anh là con ma lem, làm gì có con ma lem nào trông như thế này chứ. Ngô Yêu, trước đây anh cố quả thực đúng là. Thím Ngô cũng cảm thấy kỳ lạ. Trước đây mỗi lần anh tới bà đều nhìn thấy nửa khuôn mặt của Cố Gia Huy bị biến dạng, kinh dị đến dọa chết người. Lần nào đến đây anh cũng đều mang một chút đồ đặc tới để thể hiện lòng thành, mỗi lần nhìn thấy gương mặt đó, bà đều sợ đến mất ngủ trắng một đêm. Không ngờ rằng năm nay lại thay đổi rồi. Lúc anh tới đây, thím Ngô còn không dám tin rằng người trước mặt chính là anh, cho dù có đi phẫu thuật thẩm mỹ thì hiệu quả của cuộc phẫu thuật này cũng quá tốt đi ấy chứ. Bà thậm chí còn không thể nhìn thấy bất cứ vết tích nào trên mặt anh. Không sao đâu, quả thực là trước đây không đẹp đẽ gì, nhưng cũng đều qua cả rồi. Nếu sớm biết thế thì lúc đó em đã không đi học nữa rồi, cứ ở nhà chờ anh đến tốt biết bao. Ngô Yêu chớp chớp hai mắt, từ đầu đến cuối, tầm mắt của cô ta cũng không chịu rời khỏi Cố Gia Huy. Trước đây cô ta đã từng nghe mẹ của mình nói rằng mỗi năm đều sẽ có một người khách quý đến thăm nhà mình. Anh ta lại còn mang theo rất nhiều đồ đạc đắt tiền đến biếu cho bố mẹ cô ta. Hơn nữa công việc của anh trai cô ta cũng là do anh ta giúp đỡ mới ìm được. Lúc đó, xung quanh cô ta đều có đủ loại người vây lấy, căn bản là không thèm để mắt tới con ma lam như anh. Cô ta trông rất xinh đẹp, ở trường học còn được mọi người bình chọn làm hoa khôi nữa, người theo đuổi cô ta có thể xếp thành hàng dài, tất nhiên trong số đó cũng không có ít các anh trai giàu có lắm tiền. Cô ta đã hẹn hò với rất nhiều người, bọn họ đều ra tay rất hào phóng làm cho những ngày tháng cô ta đi học rất thoải mái. Vì thế cho nên cô ta căn bản chẳng thèm để mắt tới người đàn ông mà mẹ cô nói. Mãi đến năm nay hiếm khi ở nhà, sau khi nhìn thấy Cố Gia Huy liền hối hận mãi không thôi. Nếu như cô ta sớm dụ dỗ được anh thì người đàn ông đẹp trai này chẳng phải là của cô ta rồi sao? Anh Gia Huy, đợi chút nữa ăn cơm xong, em đưa anh đi dạo xung quanh đây nhé. Ở đây có rất nhiều cảnh đẹp đó, xung quanh còn có rất nhiều cánh đồng hoa cải rộng lớn, hiện giờ đang là mùa xuân, vừa đúng lúc hoa cải nở rộ, nhìn đẹp lắm đó. Không cần đâu, tôi tự đi quanh quanh nhìn ngắm một chút là được rồi, vừa hay có thể kết bạn với cô ấy. Cố Gia Huy nhìn Hứa Minh Tâm rồi lạnh nhạt từ chối. Ngô Yêu nghe vậy thì ý cười trên mặt liền tan biến trong nháy mắt. Cô ta nhìn về phía Hứa Minh Tâm. Bọn họ cùng nhau đi tới đây. Nói là muốn lên núi để thắp hương cho họ hàng. Nhưng cô ta đã đi tìm hiểu rất nhiều rồi mà vẫn không thể tìm thấy bất kỳ người nào có quan hệ họ hàng với nhà họ Hứa, thậm chí đến nhà họ Ngôn, cô ta cũng tìm hiểu cả rồi. Thắp hương cho họ hàng cái quái gì chứ, căn bản là muốn tìm cơ hội dụ dỗ Cố Gia Huy mà thôi. Một cơ hội tốt để lên đời đặt ngay trước mắt như vậy, cô ta không thể dễ dàng từ bỏ được. Cái cô Hứa Minh Tâm này đã là thiên kim tiểu thư tiếng tăm lừng lẫy ở Đà Nẵng rồi, vậy mà vẫn muốn đi dụ dỗ đàn ông, thật là tham lam không có điểm dừng. Cô ta tự cho rằng mình cũng xinh đẹp không kém Hứa Minh Tâm, hơn nữa còn lẳng lơ, có phong tình hơn cô, chẳng nói đến những cái khác, chỉ dựa vào bộ ngực này cũng không biết ai thua kém ai đâu. Làm gì có người đàn ông nào yêu thích phụ nữ nhạt nhẽo, không có tư vị gì chứ. Ngô Yêu nghĩ đến điều này. Trong lòng không khỏi có cảm giác tự tin tràn trề. Cô ta đã ứng phó với rất nhiều đàn ông, biết rằng đàn ông đều là những động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới cho nên sẽ không có bất kỳ sức kiềm chế nào đối với thân thể của người phụ nữ. Cô ta chỉ cần tìm cơ hội ở riêng một chỗ với Cố Gia Huy là mọi việc đều ổn thỏa cả rồi.
Không sao đâu, mọi người cùng nhau đi dạo xung quanh, cô Hứa đi cùng chúng tôi đi. Đây là lần đầu tiên cô Hứa đến đây thắp hương đúng không? Còn có thể tìm được phần mộ của người thân không? Tôi rất quen thuộc với những ngọn núi ở đây, cô có cần tôi đưa đi không? Không cần đâu, tôi có thể tự đi được. Hứa Minh Tâm khéo léo từ chối. Tất nhiên cô nhận ra Ngô Ưu đang muốn dụ dỗ Cố Gia Huy nhưng cô còn lâu mới thèm lo lắng. Nếu như có thể dụ dỗ được anh thì coi như cô ta cũng có chút năng lực đó. Thím Ngô ngồi bên cạnh cười nói. Hôm nay có ánh nắng mặt trời rồi, thời tiết không tồi, các con đi lên thị trấn dạo vài vòng đi. Còn đường trên núi vẫn phải đợi một thời gian nữa mới đi được, nếu như chiều nay không đi được thì phải chờ đến ngày mai. Có muốn đi dạo không? Cố Gia Huy nhìn cô. Cô nghĩ ngợi một hồi, nếu như đã đến rồi, hơn nữa hiện giờ cũng chưa thể lên núi thắp hương vậy thì đi xung quanh thị trấn xem một chút cũng được. Thị trấn ở chỗ này có rất nhiều cảnh đẹp, mang đậm phong vị cổ xưa, cả một con đường dài đều bày bán các loại đồ vật hay đồ ăn đặc sản ở đây. Cô cũng muốn đi xung quanh xem vì thế liền gật đầu đồng ý. Ngô Ưu nhìn thấy cảnh tượng này mà không khỏi có chút tức giận. Tại sao lại phải hỏi ý kiến của cô? Tốt nhất là cô đừng có đi. Đi rồi còn làm cho người khác chướng mắt. Nhưng cô ta lại ngại không dám từ chối. Muốn cô ta đưa một cái bóng đèn theo thì cô ta đưa đi vậy. Đợi chút nữa cô ta sẽ cho cô biết khó mà rút lui. Sau khi mấy người bọn họ ăn cơm xong liền đi lên thị trấn ở cách đây không xa. Ở chỗ đó có rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt. Hai bên đường còn bày bán trà ướp hoa, nấm, ngoài ra còn bán cả diều giấy và một số đồ thủ công nữa. Có rất nhiều thứ đồ chơi hiếm có kỳ lạ mà Hứa Minh Tâm chưa bao giờ được nhìn thấy. Ngô Ưu giống như một hướng dẫn viên du lịch, nói này nói kia. Cố Gia Huy căn bản chẳng có tâm tình nào muốn nghe tiếp nữa, tầm mắt của anh vẫn luôn đặt trên người Hứa Minh Tâm, chú ý đến từng cử chỉ hành động của cô. Trong lòng anh đang cảm thấy rất bất lực, anh biết Ngô Ưu có ý với anh nhưng Hứa Minh Tâm lại không hề lo lắng một chút nào, nhìn thấy đồ ăn là không chịu đi nữa, trong lòng còn ôm một đống đồ ăn vặt. Kẹo hồ lô thủ công, sữa chua đặc, đồ chơi làm từ đường hình Tôn Ngộ Không. Cô còn đang bận chết đi được, căn bản chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Anh hận không thể đánh vào mông cô một cái thật đau, rồi bảo cô lấy phong thái của một người vợ mà giữ chặt lấy anh. Hứa Minh Tâm chúng ta đi cùng nhau đi, đợi lúc nữa còn cùng nhau trở về nữa. Không sao, không sao đâu, chỗ này cũng chỉ có một con đường thôi mà. Hai người muốn làm gì thì cứ làm đi để tôi tùy tiện đi xem một chút. Nếu như chút nữa đi lạc nhau rồi thì tôi sẽ tự đi về, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Anh có thể ép cô vào tường rồi hung hăng hôn một trận không? Những lời này là lời mà cô nên nói hay sao? Cô bảo anh và Ngô Ưu đi cùng với nhau còn cô đi ăn sao? Cố Gia Huy còn đang định nói gì đó thì Ngô Ưu đã nói, anh Gia Huy, không phải anh muốn đi thắp hương sao? Ở phía trước có bán hoa tươi. Chúng ta qua đó mua một chút đi. Ừ, Cố Gia Huy nhìn cửa hàng phía trước một cái rồi gật đầu, sau đó nhìn về hướng Hứa Minh Tâm đang đứng, nói, em ở lại đây đợi anh đi mua ít trái cây và hoa tươi rồi về ngay. Ừ, anh đi đi. Không được chạy lung tung đâu đấy, nghe rõ chưa? Anh sợ cô không nghe lời nên còn đặc biệt nhấn mạnh giọng điệu. Biết rồi mà. Hứa Minh Tâm đang ăn kẹo hồ lô, ra sức gật đầu. Lúc này Cố Gia Huy mới thấy hơi yên tâm liền đi về cửa hàng hoa ở phía trước. Ngô Ưu không hề đi cùng mà đi tới trước mặt Hứa Minh Tâm, chỉ vào một ngách nhỏ ở bên cạnh, ở đó có bán đậu phụ mặn, món đó có thể gọi là món ăn tuyệt nhất ở đây đó, cô có thể nếm thử. Mau đi mua đi, chúng tôi ở đây đợi chị mua xong rồi chúng ta cùng về. Thật sao? Ánh mắt của Hứa Minh Tâm sáng ngời. Cô nhìn vào trong ngách nhỏ, hình như quả thực là có thể ngửi thấy mùi đậu phụ tươi. Đậu phụ mặn ăn rất ngon đó. Nếu như đã là món ăn tuyệt nhất vậy tất nhiên là cô phải đi nếm thử xem rồi. Thế hai người chờ tôi nhé, tôi đi một chút rồi quay lại ngay. Hứa Minh Tâm ngay người rời đi, Ngô Ưu không khỏi đắc ý mỉm cười. Cô ta còn tưởng rằng đối thủ này lợi hại như thế nào chứ, không ngờ rằng thế mà lại là cái đồ tham ăn. Chỉ có chút đó mà đòi tranh giành đàn ông với cô. Có điều đậu phụ mặn ở đó quả thực là rất ngon. Nhưng người đến mua cũng rất nhiều, mọi người cứ ùn ùn đi vào ngách nhỏ không ngừng, ước chừng cô xếp hàng mua xong thì cũng phải mất đến 20 phút. Đợi cô đi ra thì cô ta và Cố Gia Huy đã đi về nhà từ lâu rồi. Cố Gia Huy mua hoa tươi xong thì đi ra ngoài,
nhưng lại không nhìn thấy Hứa Minh Tâm. Ngô Ưu nói, có lẽ là cô ấy lại đi đâu đó mua đồ ăn rồi, cô ấy vừa nhìn thấy đồ ăn là không chịu đi đâu nữa, cũng không biết được kiếp trước có phải do quỷ chết đói đầu thai không nữa. Cố Gia Huy nghe thấy vậy, đôi mắt sắc lạnh hơi híp lại, giọng nói không chút thiện cảm, nói, tôi đi tìm cô ấy, cô cứ tự nhiên đi. Anh Gia Huy, Ngô Ưu thấy anh đi rồi thì lòng như lửa đốt, đột nhiên nghĩ ra một chiêu. Ây da! Sau lưng truyền đến tiếng kêu đau của Ngô Ưu, thu hút không ít người ở xung quanh nhìn thấy. Cô ta ngã sống xoài trên mặt đất, chân đi giày cao gót nên không tránh khỏi bị trẹo. Anh Gia Huy, em bị treo chân rồi, đau quá. Cố Gia Huy nghe thấy vậy thì không khỏi cau mày. Sao anh lại không thể nhận ra chút mánh khóe của Ngô Ưu chứ? Anh Gia Huy, anh đưa em đi đến bệnh viện đi, em thật sự rất đau. Hu hu. Nói rồi, thế mà cô ta có thể òa khóc đến mức lê hoa đái vũ ngay được, làm như cô ta đang vô cùng đau đớn vậy. Những người đứng xung quanh chỉ trò trò, bọn họ cứ tưởng rằng Ngô Ưu và Cố Gia Huy là quan hệ yêu đương nên đều túm tụm nói những lời không tốt về anh. Cố Gia Huy trầm mặc không nói gì, tiến lên phía trước đỡ cô ta dậy, không nói một lời nào. Bệnh viện ở ngay trước mặt rồi, anh Gia Huy, anh đỡ em thêm chút nữa, em đứng không vững. Cố Gia Huy không đáp lại nhưng lại giữ chặt cái eo thon nhỏ của cô ta. Trên mặt Ngô Ưu còn đang giàn giụa nước mắt nhưng trong lòng thì sớm đã vui đến mức nở hoa rồi. Khó khăn lắm mới đuổi được con quỷ đói khát kia đi chỗ khác, tất nhiên cô ta phải làm gì đó để thu hút sự chú ý của Cố Gia Huy rồi, đây là cơ hội ngàn năm có một đó. Người đàn ông vừa rồi đẹp trai thật đó. Bọn họ là người yêu của nhau sao? Nhìn có vẻ không giống lắm nhỉ? Bọn họ đang cãi nhau sao? Không phải đâu, hai người bọn họ chẳng có quan hệ gì với nhau cả. Hứa Minh Tâm tay bưng bát đậu phụ mặn, vừa ăn vừa đứng hóng chuyện. Sao cô lại biết được? À, tôi đã từng nhìn thấy bạn gái của người đàn ông đó, cô ấy rất xinh xắn, đáng yêu, lương thiện đó. Hứa Minh Tâm tấm tắc tự khen ngợi mình. Ây, nếu như đã có bạn gái rồi vậy thì tôi nhớ nhung gì anh ta nữa. Người qua đường lắc đầu rồi quay người rời đi. Ây, đúng là có nhiều người rất tự giác nhưng tại sao lại vẫn có những người không chịu biết điều chứ? Hứa Minh Tâm lắc lắc đầu. Thật ra cô biết Ngô Ưu muốn tách mình ra nhưng cô cũng lười đứng đó tiếp tục dây dưa với cô ta. Nhìn cô ta dính sát vào người Cố Gia Huy như dính phải keo cho vậy, nếu như cô mà có một chiếc dép lê ở đây thì nhất định sẽ đáp chiếc dép lên qua đó. Nhưng hiện giờ, cô không thể thừa nhận quan hệ của mình và Cố Gia Huy được, làm người vẫn phải biết khiêm tốn một chút, cô cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc vào kẻ thù làm gì. Thế là cô dứt khoát giúp người khác đạt được mong ước, để cho Cố Gia Huy tự mình đi đối phó với cô ta. Cô nghĩ rằng với phẩm vị của Cố Gia Huy sẽ không đến mức vì bụng đói mà ăn quàng, đến người phụ nữ như vậy mà anh cũng có thể nuốt trôi. Đậu phụ mặn quả thật rất ngon, có một anh trai xếp hàng ở phía trước đã mua được rất nhiều. Sau đó thấy cô gái bé nhỏ như cô chen chúc trong đám người sắp bị kẹp cho bẹp dí rồi, vì thế lòng tốt liền trỗi dậy đưa cho cô một bát. Không được, cô phải đi mua thêm một bát nữa, thật sự là quá nó ngon rồi. Một mình Hứa Minh Tâm lắc lư đi lại trên đường, cô còn mua một ba lô lớn, chỗ này đựng một chút, chỗ kia nhét một chút, thậm chí quả định mua cho Cố Cố và Bạch Thư Hân cũng chuẩn bị xong cả rồi. Bưu thiếp đẹp quá, mua nhiều một chút mang về. Sau này chụp ảnh rồi gửi cho Diên xem. Tuy rằng từ trước tới nay Diên chưa từng trả lời email của cô nhưng mỗi một email cô gửi đi đều có người nhận rồi. Cô tiếp tục đi xuống dưới nữa, cả một con đường này đâu đâu cũng có ngõ ngách, có những ngách nhỏ giấu rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng cũng có những ngách nhỏ là ngõ cụt âm u, lạnh lẽo, ẩm ướt, không có ai thèm ngó ngàng tới. Cô đang đi thì không ngờ rằng có một bàn tay to đột ngột vươn ra từ bên người bịt chặt miệng cô lại, sau đó kéo cô vào trong ngách. Ngách nhỏ thường xuyên không có ánh nắng mặt trời chiếu vào nên vô cùng âm u và lạnh lẽo, mặt đất đều da rêu xanh trơn trượt. Hứa Minh Tâm bị dọa sợ chết khiếp, đang định hét lên một tiếng chói tai thì bị một bờ môi mỏng lấp kín miệng của cô. Mãnh liệt, nhanh chóng, công thành đoạt đất làm cho cô không có một chút phòng bị nào. Cô đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc nhưng lại không hề thấy yên tâm, ngược lại chỉ cảm thấy sợ hãi. Hơi thở trên người anh rất thô bạo. Giống như một con dã thú hung dữ mạnh mẽ vậy. Cô sợ đến mức muốn vùng vẫy, nhưng lại bị anh ôm chặt vào lòng, không còn cách nào có thể trốn thoát. Động tĩnh trong này làm kinh động đến người đi đường,
bọn họ sợ Hứa Minh Tâm xảy ra chuyện bất trắc nên đều ngó vào nhìn xem. Lại không ngờ, là hai người đang kịch liệt ôm hôn. Trong phút chốc mọi người đều hiểu ra rồi vội vàng quay người rời đi. Cố Gia Huy hơi nghiêng người, dùng bóng lưng quay ra đối diện với người ở bên ngoài, che chắn cho cô gái nhỏ mà anh đang giấu trong lòng, không cho phép người ngoài nhìn thấy. Một nụ hôn sâu vừa kết thúc, Hứa Minh Tâm đã thở hổn hển. Hứa Minh Tâm đẩy vòng tay của anh ra, hai má đỏ bừng, nhịp tim đập nhanh từng hồi từng hồi. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm và âm trầm của anh, trong ánh mắt đó dường như đang ẩn giấu cả một biển sao rộng lớn, mang theo cả sự mênh mông và thần bí. Cô vừa nhìn anh một cái liền sợ hãi thu hồi tầm mắt, nhịp tim bất an đập thật nhanh. Anh, sao anh lại ở đây, không phải là anh đưa Ngô Ưu đi bệnh viện rồi sao? Hóa ra là em còn biết anh và người phụ nữ đó đang ở cùng với nhau à? Cố Gia Huy mạnh mẽ nheo mắt lại, anh còn tưởng rằng cô không biết, không ngờ là cô còn biết rất rõ ràng. Cho anh một lời giải thích. Có cô ta ở đây em cảm thấy rất không thoải mái, rõ ràng là người ta đang muốn lấy lòng anh cho nên em không muốn ở đây dự tiệc vui nữa, chỉ bằng một mình em tùy tiện đi xung quanh nhìn ngó một chút còn hơn. Đây chính là lý do của em à? Cố Gia Huy nhíu mày. Em đang quá tin tưởng anh hay đang quá tin tưởng bản thân mình, em tưởng rằng anh là quân tử, ở cạnh phụ nữ cũng sẽ không nảy sinh ra ý đồ xấu sao? Hay là em nghĩ rằng sức hấp dẫn của em đủ lớn, em đã hoàn toàn trói chặt được trái tim của anh, trong trái tim của anh chỉ chứa đựng được một người phụ nữ là em? Hứa Minh Tâm nghe thấy lời này, ngây ngốc cả nửa ngày cũng không biết phải trả lời như thế nào. Ngược lại không phải là cô quá tự tin vào bản thân mình mà là cô tin tưởng Cố Gia Huy sẽ không thích Ngô Ưu. Trước kia không phải cũng có mấy người phụ nữ muốn anh chú ý đến hay sao? Nhưng anh đều lạnh lùng đối đãi, sao lần này lại giận dữ như vậy chứ? Cô có chút mơ hồ, không hiểu lý do tại sao. Lửa giận trong lòng Cố Gia Huy đang hừng hực bùng lên, cho dù trong lòng cô hiểu rõ nhưng chỉ cần ngoài mặt cô vẫn làm ra vẻ ghen tuông, thì cũng đủ làm anh thấy vui vẻ rồi. Nhưng cô lại cứ thờ ơ làm thinh khiến cho anh cảm thấy cô không hề để tâm đến anh một chút nào. Một người đàn ông 29 tuổi như anh, với một cô gái 19 tuổi tranh cãi về vấn đề này cũng khó mà mở miệng. Cũng không thể nói thẳng ra là cô không ghen tuông làm cho anh cảm thấy rất bực tức đúng không? Không ghen tuông thì thôi đi, lại còn không có bất kỳ hành động nào nữa, rõ ràng cô biết rằng người phụ nữ đó không có mục đích tốt đẹp gì, thế mà lại còn để cô ta và anh có cơ hội ở riêng một chỗ với nhau. Hiện giờ anh chỉ hận không thể biến cô thành mèo hay là chó gì cũng được, một con chó biết bảo vệ đồ ăn của mình, sau đó tốt nhất là coi anh như một cục xương duy nhất, sống chết cắn chặt lấy không chịu nhả ra. Cho dù là ai tới cũng sẽ nhe răng trợn mắt, nhe nanh múa vuốt. Hứa Minh Tâm, trả lời anh. Em biết anh sẽ không như vậy đâu, cô chỉ nói những lời thật lòng thôi mà. Xem ra là do anh quá dung túng em. Cho em quá nhiều cảm giác an toàn mới làm cho em không để tâm đến anh như vậy. Cũng được, phải trách anh quá nuông chiều, thế nên mới khiến em cảm thấy anh không có hứng thú với cô ta vì thế nên em vứt anh ở lại. Vậy được, anh sẽ cho em toại nguyện. Anh gắn từng chữ một, sau khi nói xong thì quay người rời đi, không thèm quay đầu lại. Khoảnh khắc Cố Gia Huy quay người rời đi đã thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần Hứa Minh Tâm gọi anh lại, nhất định anh sẽ quay người ôm cô vào lòng thật chặt. Sau lưng truyền đến giọng nói nhỏ xíu của Hứa Minh Tâm. Cố Gia Huy. Cố Gia Huy nghe thấy câu nói này, trái tim liền mạnh mẽ run lên sau đó quay người lại. Lại không nghĩ rằng Hứa Minh Tâm còn nửa câu chưa nói xong. Không, không có gì đâu, thế anh nhớ về sớm nhé, em. Em còn đang đi dạo. Câu này vừa nói ra mồm, Hứa Minh Tâm hận không thể cắn đứt lưỡi của mình. Vốn dĩ cô muốn níu kéo anh nhưng vừa nhìn thấy anh quay lại. Nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn cô liền bị dọa đến mức run rẩy răng cắn vào môi. Trong miệng liền phun ra câu nói lung tung lộn xộn đó. Cố Gia Huy nghe thấy câu nói này, trong nháy mắt sắc mặt anh liền trở nên vô cùng lạnh lẽo. Quả nhiên là anh quá dung túng cho cô gái này rồi nên mới làm cho cô không coi anh ra gì như vậy. Hai tay buông thõng xuống eo, lặng lẽ nắm chặt lại. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn vô cùng. Anh quay người đi, lần này rất dứt khoát. Hứa Minh Tâm nhìn bóng lưng của anh, ỉu xìu. Ngay tại lúc này, cô nhìn thấy Ngô Ưu đang khập khiễng chạy tới. Anh Gia Huy, anh đi đâu vậy? Sao anh không ở trong phòng khám chờ em,
anh có biết là lúc em không nhìn thấy anh, trong lòng lo lắng như thế nào không? Cố Gia Huy nghe thấy vậy, trong lòng càng cảm thấy buồn bã hơn. Những người phụ nữ khác đều dính sát lên người anh, còn Hứa Minh Tâm lại không hề để tâm gì đến. Nếu như câu này mà được nói ra từ miệng của cô thì tốt biết bao. Chắc chắn anh sẽ thấy rất vui. Anh không quay người lại nhưng vẫn cảm nhận được tầm nhìn của Hứa Minh Tâm vẫn còn quanh quẩn trên người anh. Cô vẫn còn đứng đó nhìn anh. Cô thực sự không thấy sợ sao? Đôi mắt phượng của Cố Gia Huy quay qua, trong đó ánh lên một tia khác lạ. Sau đó, anh trực tiếp ôm Ngô Yêu vào lòng. Ngô Yêu không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cô ta vừa bôi thuốc xong, vừa quay người lại đã không nhìn thấy bóng dáng của Cố Gia Huy nữa, vì thế mới vội vàng chạy ra ngoài, đuổi theo anh. Không ngờ là người đàn ông không có chút kiên nhẫn nào vừa rồi, lúc này lại niềm nở chủ động, vô cùng dịu dàng ôm lấy cô ta như vậy. Anh ôm mình sao? Không phải cô ta đang nằm mơ đấy chứ? Không muốn ngã thì ôm lấy tôi. Cố Gia Huy miễn cưỡng nén lại sự ghét bỏ, lạnh nhạt nói. Anh còn không muốn nhìn thấy mặt Ngô Yêu. Ngô Yêu nghe thấy vậy thì mới phản ứng lại, cô ta vui sướng phát điên lên, nhanh nhanh chóng chóng quàng hai tay lên cổ của Cố Gia Huy. Hứa Minh Tâm nhìn thấy một cảnh này thì trái tim không khỏi đau đớn như bị hàng ngàn chiếc kim châm vào. Cô cảm thấy rất buồn bã, nhưng tại sao lại không thể thể hiện nỗi buồn nó lên gương mặt được vậy? Cô đi từ trong ngách nhỏ ra liền ngửi thấy mùi thơm ngậy của bơ sữa. Cô phải đi ăn chút gì đó để điều chỉnh lại sự đau khổ trong lòng thôi. Đây không phải điều căn bản nhất để trấn an bản thân hay sao? Nhưng tại sao Cố Gia Huy lại tức giận nhỉ? Cô cứ tưởng rằng anh tin tưởng cô và cô cũng tín nhiệm anh, cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng không thể chen chân vào giữa mối quan hệ của hai người, làm cho một trong hai người nảy sinh cảm giác nguy hiểm. Là do cô sai rồi sao? Cô ăn một miếng bánh mousse, nó rất ngọt ngào, vị ngọt dâng lên trong miệng nhưng lúc nuốt xuống lại cảm thấy đắng ngắt. Cô biết Cố Gia Huy sẽ không thể đem lòng yêu mến Ngô Yêu, nhưng cô cũng không thể hiểu nổi vì sao anh lại kích động mà to tiếng với cô như vậy. Hơn nữa anh còn ôm Ngô Yêu như vậy nữa. Thế nếu như cô cũng muốn trả thù anh, thì đến khi nào có người tỏ tình với cô cũng có thể làm trò mờ ám với bọn họ như vậy sao? Hay là nói giữa suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ có khác biệt quá lớn? Hứa Minh Tâm rất khổ tâm, nhìn cả một nửa con đường dài phía trước cũng không còn tâm trạng nào đi dạo tiếp nữa. Sáng nay bọn họ cùng nhau tới đây, bây giờ lại chỉ còn một mình cô ở đây. Cô đi lang thang hết buổi trưa sau đó lại tiếp tục đợi đến khi mặt trời xuống núi rồi mới trở về nhà. Lúc bầu trời dần dần tối đen lại thì cô mới về nhà, vừa đúng lúc nhà họ Ngô đang chuẩn bị bữa tối. Cô Hứa về rồi đây à? Vừa đúng lúc sắp xong cơm tối rồi, ngồi xuống cùng ăn đi. Về rồi đây à? Chắc là cô đã ăn ở bên ngoài rồi nhỉ? Ngô Yêu chính là cố tình nói như vậy, hôm nay cô ta vô cùng dương dương tự đắc. Bởi vì thái độ của Cố Gia Huy đối với cô ta đã thay đổi rồi. Cả một đường đều ôm chặt lấy cô ta đưa về bệnh viện sau đó lái xe đưa cô ta về nhà làm cho cô ta đến tận bây giờ vẫn cảm thấy hạnh phúc đến mức nhất thời không biết phải làm gì. Ngô Yêu, nói chuyện kiểu gì thế, cô Hứa là khách. Đã ăn rồi cũng không sao hết, không ăn cơm cũng được nhưng ăn một chút thức ăn đi, những món này đều là sở trường của thím Ngô đấy. Ừ, Hứa Minh Tâm khẽ gật đầu, giọng nói cũng rất nhẹ. Cô trở về rồi mà Cố Gia Huy cũng không thèm ngước mắt lên nhìn cô một lần mà chỉ bày ra khuôn mặt vô cùng lạnh lùng đó. Anh ngồi ngay bên cạnh cô còn Ngô Yêu cũng ngồi ngay sát bên cạnh anh. Anh Gia Huy, anh nếm thử miếng xương sườn này đi, ngon lắm đó. Ừ, Cố Gia Huy gật đầu. Cánh tay đang gắp thức ăn của Hứa Minh Tâm khẽ run lên. Cô có nên gắp đồ ăn cho Cố Gia Huy không? Cô chưa từng xến sẩm như vậy bao giờ nên khó tránh khỏi cảm thấy không thích ứng được. Ăn cái gì thì tự mình gắp là được rồi, cũng đâu phải là không có tay đâu, có đến mức phải khác người gắp qua gắp lại như thế không? Có phải là đang dùng đũa ăn chung đâu? Cô lén lút liếc trộm Cố Gia Huy một cái, anh không nhìn cô. Ây, thôi bỏ đi. Tội gì phải giành tới giành lại với Ngô Yêu, nhìn cứ như hai phi tử đang tranh sủng vậy. Cô lặng lẽ gắp vào bát của mình một miếng xương sườn đầy thịt béo ngậy. Nhìn có vẻ rất ngon đó. Cố Gia Huy thấy cô khựng lại một hồi lâu như vậy, không ngờ rằng cô lại gắp một miếng thịt ngon nhất rồi đặt vào bát của cô làm cho anh tức giận suýt chút nữa thì đập vào bàn. Ăn ăn ăn, cô chỉ biết ăn thôi, người đàn ông của cô sắp bị người khác ăn mất rồi kia kìa.
Trước kia sao anh lại không phát hiện ra Hứa Minh Tâm có thể vững vàng và bình tĩnh như thế nhỉ? Ngay tại lúc này dù cho núi Thái Sơn có nổ tung trước mặt thì có lẽ cô ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ dửng dưng đó. Cố Gia Huy tức đến nỗi ngón tay cứng đờ lại, hàm dưới nín chặt. Tiếp theo anh cũng gắp cho Ngô Ưu một miếng thịt. Anh không nói chuyện nhưng cũng đã làm cho cô ta thấy rất vui rồi. Cảm ơn anh Gia Huy. Ngô Ưu ngọt ngào nói, giọng nói đó đúng là có thể làm cho người ta ngây chết. Hứa Minh Tâm không ngẩng đầu lên, cô đang rất nghiêm túc ăn cơm trong bát của mình. Đợi đến khi về Đà Nẵng rồi cô sẽ cẩn thận giải thích với anh sau, dù gì thì đây nói chuyện cũng không tiện. Ăn cơm xong, thím Ngô vừa thu dọn bàn ăn vừa nói, ở đây vào buổi tối sẽ càng náo nhiệt hơn nữa, các con đi lên phố dạo một vòng đi, sẽ có rất nhiều người đến bên sông thả đèn đấy. Anh Gia Huy, chúng ta cùng đi đi, chúng ta đi thả đèn. Hai tay của cô ta nắm lấy cánh tay của Cố Gia Huy, nhẹ nhàng lắc lư. Cố Gia Huy không chút do dự rút tay về nhưng vừa quay sang nhìn thấy Hứa Minh Tâm vẫn thờ ơ như không có chuyện gì, thì liền nói với Ngô Ưu, được, vậy chúng ta đi thôi. Em, cuối cùng thì Hứa Minh Tâm cũng có chút không nhịn được. Bọn họ đều muốn đi xem thả đèn sao? Em cái gì? Cố Gia Huy nhíu mày nói. Cô cũng muốn đi sao? Tôi thấy cô cũng mệt mỏi cả một ngày trời rồi, cô vẫn nên đi nghỉ ngơi sớm thì hơn. Ngô Ưu, con nói chuyện kiểu gì vậy? Ngô Ưu nghe thấy vậy thì lè lưỡi, ôm lấy cánh tay của Cố Gia Huy giống như đang tuyên bố chủ quyền vậy. Hành động này của cô làm cho Hứa Minh Tâm cảm thấy có chút chướng mắt. Không cần đâu, hai người đi đi, tôi cũng mệt rồi nên muốn về phòng nghỉ ngơi. Hứa Minh Tâm nắm chặt tay lại, thở phát ra một hơi rồi sau đó quay người rời khỏi phòng ăn. Cố Gia Huy nhìn thấy bóng lưng đang bước lên tầng của cô, trong lòng liềm run rẩy mạnh mẽ. Anh Gia Huy, chúng ta đi thôi, dòng sông đó cách đây khá xa đó, đi đường ít nhất cũng phải mất 15 phút. Chúng ta đi chơi đến muộn một chút rồi hãy về, buổi tối ở quảng trường còn bắn pháo hoa nữa đó. Được. Cuối cùng, Cố Gia Huy cũng nản lòng, quay người đi ra ngoài. Cả một quãng đường đi anh đều trầm mặc ít nói, toàn bộ đều là Ngô Ưu líu díu nói chuyện nhưng một câu anh cũng không nghe lọt vào tai. Trong đầu anh bây giờ đều là dáng vẻ cụp mắt xuống rồi quay người rời đi vừa rồi của cô, nhìn bóng lưng cô mà trái tim anh không khỏi đau đớn. Lúc đi đến nơi thì đã có rất nhiều người ở đó để thả đèn bên sông. Vào tiết thanh minh, những người bản địa ở đây đều có phong tục đi thả đèn trên sông để gửi gắm nỗi tiếc thương. Có rất nhiều người vây quây bờ sông làm cho không khí ở đây vô cùng náo nhiệt. Ngô Ưu nhìn chỗ này, ngó chỗ kia, chọn được mấy cái đèn lồng. Cô ta thả chiếc đèn ở bên hồ còn Cố Gia Huy đứng ở một bên lạnh nhạt nhìn. Đột nhiên anh chú ý đến các thôn làng ở xung quanh đây không có một nơi nào có ánh đèn thắp sáng cả. Ngô Ưu đi qua đây, anh liền hỏi cô ta. À, trước đó không lâu ở đây thi công nên đường dây điện gặp vấn đề. Ngoại trừ chỗ này được kéo đường dây cung cấp điện dài kỳ thì xung quanh đây đều thường xuyên bị mất điện. Một khi mất là mất đến tận 1-2 tiếng đồng hồ, nhìn thế này thì có vẻ là ở nhà em cũng mất điện rồi. Mất điện. Đột nhiên Cố Gia Huy nhận ra điều gì đó. Hứa Minh Tâm rất sợ bóng tối. Cố Gia Huy không thèm quay đầu lại, liền quay phắt người rời đi, mặc cho Ngô Ưu có gọi như thế nào cũng không gọi anh quay lại được. Trong nhà thím Ngô có rất nhiều đèn cầy, thím lấy đưa cho Hứa Minh Tâm hai cái đủ để chiếu sáng qua 2 tiếng đồng hồ. Nhưng, chỉ một chút ánh sáng từ đèn cầy thì làm sao có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn được. Cô châm lửa thắp sáng cả hai cây đèn cầy lên rồi run rẩy cuộn tròn người lại, ngồi im trên giường. Cửa sổ không được đóng kín nên có một cơn gió nhỏ xíu thổi vào làm ánh đèn cầy đong đưa, phản chiếu bóng đen của các đồ vật trong phòng, cái nào cái nấy đều giống y như quỷ quái. Bên ngoài có gió thổi qua, lá cây đung đưa xào xạc tạo ra bầu không khí vô cùng quỷ dị. Cô sống chết ôm chặt lấy đầu, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm. Trên thế giới này không có ma quỷ. Chỉ có những người làm việc ác mới sợ ma. Cô chưa từng làm chuyện gì xấu xa nên ma quỷ yêu quái sẽ không tìm đến cô đâu. Không được sợ hãi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng càng nghĩ cô lại càng cảm thấy sợ hãi hơn. Bên ngoài có chút gió thổi qua làm cây cỏ lay động, nhưng lọt vào tai cô dường như âm thanh đó bị phóng đại lên rất nhiều lần. Nếu như ngay lúc này có Cố Gia Huy ở bên cạnh cô thì tốt rồi. Có anh ôm lấy cô. Cô sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa. Nhưng mà, anh tức giận như thế,
lại cùng với người phụ nữ khác ra ngoài đi chơi rồi. Vừa ôm cô ta, vừa gắp đồ ăn cho cô ta, bây giờ lại còn đi thả đèn cùng cô ta nữa. Đúng là một người đàn ông xấu xa, nếu như thật sự có ma quỷ thì có thể dạy dỗ cho Cố Gia Huy một trận đã được không? Rồi sau đó hãy đến đây bắt cô đi sau cũng được. Trên đời này sao lại tồn tại một sự việc đáng sợ như mất điện chứ? Ngay lúc này thì cánh cửa ầm một cái, liền có người đẩy cửa đi vào. Trời ạ, yêu ma quỷ quái bây giờ đều trắng trợn, táo bạo và bạo lực như vậy sao? Lại còn dám đi từ cửa chính. Cô cảm nhận được một bàn tay to đang nắm lấy hai đầu vai của mình, liền bị dọa sợ đến mức hồn bay phách tán, đôi tay nhỏ dùng sức đẩy bàn tay đó ra. Nhưng lại bị bàn tay đó nắm chặt lấy. Minh Tâm, là anh. Bốn từ ngắn gọn và điềm tĩnh, bên trong còn chất chứa cả sự lo lắng vô cùng. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy, cô liền ngây người. Sau đó liền ngả vào một vòng tay ấm áp và mạnh mẽ. Là hơi thở của anh. Sau khi Hứa Minh Tâm cảm nhận được sự ấm áp của anh thì liền không kiềm chế được mà òa khóc, nhưng lại cứ khăng khăng ngang bướng lau nước mắt đi, hơn nữa còn dùng sức đẩy anh ra. Anh, không phải anh đi thả đèn sông cùng với Ngô Ưu rồi hay sao? Anh còn về đây tìm em làm gì? Vẫn còn giận anh à? Cố Gia Huy thấy rất bất lực, vốn dĩ là anh tức giận nhưng không ngờ rằng đến cuối cùng, cô gái này lại giận ngược lại anh, làm cho anh lại phải xin lỗi cô. Hứ, anh không cần phải quan tâm đến em, anh đi ra đi. Anh đi rồi, em không sợ sao? Cho dù em có bị ma ăn mất rồi thì cũng không cần anh quan tâm, anh đi mà tìm Ngô Ưu đi. Cô tức giận quay ra chỗ khác, quay đầu đi không thèm nhìn anh. Thấy vậy Cố Gia Huy liền trực tiếp ôm cô vào lòng, bàn tay to xuyên qua mái tóc mềm mượt, ôm lấy cái đầu nhỏ của cô. Đồ ngốc, em không thể đưa cho anh một bậc thềm để anh bước xuống sao? Đàn ông đều muốn có thể diện, em cứ bướng bỉnh như vậy làm gì, làm nũng với anh một cái, không phải là mọi chuyện đều xong rồi sao? Cố Gia Huy bất lực nói, giọng nói trầm ấm êm tai. Giọng nói khàn khàn êm dịu, chấm thấp quanh quẩn bên tai, có một kiểu dễ nghe không nói được ra thành lời. Hứa Minh Tâm cũng rất ấm ức, cô căn bản không biết là mình đã làm sai chuyện gì, cô không hề cảm thấy mình phạm lỗi mà. Đột nhiên anh trở nên hung dữ như vậy, lại còn cố ý chọc tức cô, ra vẻ xôn xoe nịnh nọt người phụ nữ khác, chuyện này thì ai mà chịu được chứ? Anh cần có thể diện, vậy thì em cũng muốn có thể diện, anh tức giận rồi, còn biết bảo em dỗ dành anh. Nhưng em cũng tức giận, anh lại không chịu dỗ dành em, lại còn giận em nữa. Hứa Minh Tâm, em có để tâm đến anh không? Giọng nói của anh khàn khàn, gắn từng chữ một nói với cô. Dưới ánh đèn cầy, ánh mắt của anh càng trở nên sâu thăm thẳm, tĩnh mịch và đặc biệt âm trầm. Bên trong giống như có một vòng xoáy, đủ để hút người khác vào trong. Cô nhìn thấy vậy thì trái tim liền run rẩy mãnh liệt, không chút nghĩ ngợi nói. Đương nhiên là có để tâm. Không để tâm đến anh thì sao lại có thể không ngần ngại làm việc nghĩa được chứ? Vậy tại sao em lại không ghen tuông? Không phải là con gái đều thích ghen sao? Nhưng dường như mỗi lần đều là anh khó chịu tức giận, còn em chưa bao giờ phải lo lắng vì anh. Em quá tin tưởng anh làm cho anh không thích chút nào. Em tin tưởng anh là không tốt sao? Không tốt, chính bởi vì em quá tin tưởng anh nên em mới không biết thế nào là ghen tuông, khẩn trương. Cho dù bên cạnh anh có xuất hiện chim oanh chim yến, nhiều người theo đuổi thế nào thì em cũng chưa từng chủ động làm gì đó, em đều để anh tự mình giải quyết. Bởi vì em biết anh sẽ giải quyết những chuyện đó thật tốt, anh sẽ không đi qua giới hạn dù chỉ nửa bước. Anh cũng tin tưởng bản thân anh, nhưng anh vẫn muốn để em xử lý những chuyện đó. Em phải giống như một chú chó đang bảo vệ đồ ăn của mình, đã biết chưa? Em biết rồi. Vì thế em nên giữ chặt lấy anh, biết không? Biết. Chờ đã, anh đang nói em là chó sao? Ví dụ cũng là nói em là chó mà. Chờ đã, không phải là chó đều thích ăn phân sao? Lúc Cố Gia Huy nghe thấy nửa câu sau, sắc mặt liền trầm xuống, mặt đen như đáy nồi. Đồ ngốc, em không thể nghĩ tới cục xương à? Rốt cuộc thì trong đầu em chứ cái gì vậy? Cố Gia Huy không khách khí mà gõ thật mạnh vào đầu của cô, làm cho Hứa Minh Tâm đau đến mức ôm trán kêu lên. Chó không thể thay đổi thói quen ăn phân đâu. Đây không phải là câu nói nổi tiếng sao? Nổi tiếng của Cố Gia Huy, anh đang nói bậy đó. Hứa Minh Tâm cẩn thận từng ly từng tí, dè dặt nhắc nhở anh. Cố Gia Huy chỉ có thể bất lực,
anh thật sự sắp bị cô gái này làm cho tức đến mức hồ đồ luôn rồi. Thế em đã hiểu tại sao anh lại tức giận chưa? Anh đang giận em vì em không giữ lấy anh sao? Ừ, anh là bạn trai của em, ai động vào dù chỉ là một chút thôi thì em cũng phải nghiến răng mắng cho cô ta một trận. Nhưng mà cô không làm được mấy việc ngang ngạnh như thế, phải dịu dàng một chút, anh khỏe, em khỏe, mọi người đều khỏe. Rất khó sao? Anh hỏi ngược lại cô. Tuyên bố anh là của em, rất khó sao? Chẳng lẽ trong trái tim của em không có một chút khó chịu nào hay sao? Chỉ có một mình anh đang khó chịu, tức giận, ngoài ra không có bất kỳ ý nghĩa nào sao? Giọng nói của anh rất khàn cũng rất mê hoặc. Một cơn gió nhỏ thổi vào từ khe cửa sổ, thổi bay âm thanh đó, giống như âm thanh của một bản nhạc cello nặng nề. Nghe anh nói, tại sao trong lòng cô lại cảm thấy không thoải mái, nó giống như cô đang rất buồn. Anh đang thất vọng sao? Dường như đôi mắt phượng của anh đang mất đi ánh sáng rạng rỡ, âm u tĩnh mịch. Trái tim của cô liền hoảng sợ, vội vàng tiến lên phía trước ôm chặt lấy anh. Không phải đâu, em cũng rất tức giận, nhưng mà em không biết phải biểu đạt như thế nào. Em cũng không thể nói với cô ta rằng em là vợ chưa cưới của anh, em cũng không biết phải làm thế nào mới ngăn cản được cô ta. Anh không biết rằng lúc em nhìn thấy anh ôm cô ta, gắp đồ ăn cho cô ta, hơn nữa lại còn cùng cô ta đi xem thả đèn, em buồn bực chết mất. Nhưng mà em thật sự không biết phải nói cái gì, em cảm thấy cực kỳ khó chịu, cực kỳ khó nghĩ. Giống như một kẻ không biết xấu hổ vậy. Quả thực là em rất tin tưởng anh, em tin anh sẽ không để cho em phải lo lắng, vì thế em mới vô thức giao những chuyện này cho anh xử lý. Em cứ nghĩ rằng có một số thứ, em không cần tranh giành, không cần cướp nhưng nó vẫn sẽ mãi ở đó. Nếu như nó đã là của em thì sẽ mãi là của em, không phải của em thì em cũng không thể cưỡng cầu được. Chẳng lẽ là em hiểu sai rồi sao? Cô đáng thương nói, thứ đạo lý này không phải là nên được hiểu như thế sao? Cố Gia Huy nghe cô nói vậy thì không kìm được mà mềm lòng. Cô vợ nhỏ bé bỏng của anh vẫn còn chưa được trải đời, vẫn chưa biết được thế giới này nham hiểm như thế nào. Có một số thứ ngay cả khi nó là của em nhưng nó cũng sẽ không thể tránh được thủ đoạn của người khác. Có rất nhiều thứ trên trái đất này có thể thay đổi trong chớp mắt. Anh có thể bảo đảm rằng mình không thay lòng nhưng anh vẫn hy vọng cô sẽ làm điều gì đó để anh có thể cảm nhận được dáng vẻ của cô xù lông lên để bảo vệ anh, giữ chặt lấy anh. Không sai, em nói đúng. Em tin tưởng anh. Những chuyện đó vốn dĩ cũng nên do anh xử lý. Vốn dĩ dung lượng não bộ của em đã nhỏ, tội gì phải tốn sức vì những chuyện vặt vãnh này chứ, để anh tự mình xử lý đi. Đừng sợ, anh ở đây với em. Cố Gia Huy lựa chọn thỏa hiệp. Nói đi nói lại thì cô cũng là người con gái anh yêu, sao anh có thể nỡ lòng nào mà làm khó cô chứ? Hứa Minh Tâm nghe thấy anh nói vậy, không khó để có thể nghe ra sự thất vọng trong giọng nói của anh. Tất cả đàn ông đều hy vọng người phụ nữ mà mình yêu thương có thể giữ lấy mình. Một khi có tình địch xuất hiện liền biến thành một sinh vật nhạy cảm, đánh tình địch tan tác ra hàng trăm mảnh. Thật ra, cô cũng chỉ là đang ỷ lại vào tình yêu sâu đậm mà anh dành cho cô nên mới muốn làm gì thì làm như vậy. Cô tin anh, không phải là cô không tin tưởng vào chính mình. Cô nỗ lực học lập, mang tất cả những việc mình thích hoàn thành thật tốt, làm tốt vai trò một người con gái nuôi của nhà họ Môn. Danh xứng với thực. Cô hy vọng, thời gian 2 năm vừa đến là cô có thể đứng bên cạnh anh chứ không phải là trốn sau lưng anh. Cô muốn, kề vai sát cánh với anh, muốn cùng anh đi ngắm cảnh, chia sẻ với anh mọi vui buồn và cũng có thể đồng cam cộng khổ với anh. Nhưng hiện giờ cô còn cách anh quá xa, nên cô cũng không có tư cách tranh giành cùng với người khác, mà chỉ có thể để Cố Gia Huy tự mình giải quyết mọi chuyện. Cô rất sợ hãi. Hứa Minh Tâm cụp mắt xuống. Trong lòng cô đang rất buồn. Cố Gia Huy, em làm anh rất thất vọng đúng không? Cô cẩn thận, dè dặt hỏi. Không có, là do anh nghĩ nhiều rồi. Huyền không sao đâu, mọi việc đã qua cả rồi, anh cũng có chỗ không đúng, sau này anh sẽ không cố tình làm em buồn nữa. Anh đang muốn nói đến chuyện anh để Mạc Ngộ Ưu đến gần mình. Hứa Minh Tâm vặn vẹo bàn tay nhỏ nhắn của mình, không phải do anh nghĩ nhiều. Là do cô còn chưa xuất trận mà đã nhận thua luôn mà thôi. Cố Gia Huy. Đột nhiên cô gọi tên của anh, nhấn mạnh từng chữ một. Anh ngước mắt lên nhìn cô. Ngay giây phút đó, đột nhiên cô sáp lại gần anh, đôi môi đỏ hồng hôn lên bờ môi mỏng của anh, học theo dáng vẻ của anh, bắt chước theo cách anh hôn cô.
Trái tim của Cố Gia Huy hơi run lên, cơ thể đều bị cứng lại vài phần, anh đang chuẩn bị đào khách thành chủ thì lại bị cô gái này ảo não ngăn cản. Đừng mà, lần nào cũng là anh hôn em làm cho em không hề có chút quyền chủ động nào cả. Lần này để em hôn anh đi, vẫn phải để cho giáo viên biết thành tích của học sinh như thế nào chứ. Được, Cố Gia Huy gật đầu nói. Động tác của cô gái này chậm gì gì hơn nữa lại còn chẳng có chút kỹ năng nào. Nói tóm lại, là rất vụng về, làm cho anh không khỏi ngứa ngáy trong lòng, đã mấy lần anh định cưỡng ép đẩy cô ngược trở lại để chiếm thế chủ động. Nhưng, cô cũng đã lên tiếng rồi thì tất nhiên anh phải nhường cô rồi. Đây là lý do mà anh để cho cô chủ động lần này. Cô gái này cũng khá lắm, còn có thể lén lút lấy hơi, một nụ hôn sâu dài cứ thế mà kết thúc, cũng không có vấn đề gì to tát. Cô buông bờ môi mỏng của anh ra, hai má phím hồng. Xong rồi. Xong rồi, đây chính là thành quả học tập của em đấy à? Ừ, đột nhiên nghĩ muốn phản hồi lại anh một chút, anh cứ xem đây là sự bồi thường của em dành cho anh lần này đi vì em cũng có lỗi sai mà. Tức là em xin lỗi xong rồi đấy à? Cố Gia Huy hỏi. Cô gật đầu, sau đó bên tai cô lại truyền đến giọng nói âm trầm khác lạ của anh, thế cũng nên đến lúc anh phải xin lỗi em rồi. Anh nghĩ là trong chuyện này anh cũng có lỗi, hơn nữa còn có rất nhiều lỗi vì thế thời gian xin lỗi trong lần này phải lâu hơn một chút mới đúng. Nà ní, Hứa Minh Tâm không khỏi kinh ngạc, đây là mưu kế gì vậy? Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị anh đánh chiếm thành trì, môi lưỡi quấn quýt, một khi bắt đầu là không thể dừng lại được. Thời gian từng phút từng giây cứ thế trôi qua, nụ hôn của anh đặc biệt mãnh liệt và bá đạo, không cho cô một cơ hội nào để lấy hơi. Chính vào lúc này, ở ngoài cửa liền truyền tới tiếng bước chân vội vã. Anh Gia Huy, Ngô Ưu đã đuổi theo anh về đây rồi. Cố Gia Huy nghe tiếng thì không khỏi chau mày, giữa lúc thế này mà lại bị cô ta làm phiền khiến cho anh mất cả hứng. Hứa Minh Tâm vội vội vàng vàng đẩy Cố Gia Huy ra xa rồi nhanh chóng lau miệng đi sau đó căng thẳng ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ. Nhìn cô giống ý như một bạn nhỏ vừa làm sai chuyện gì, một giây sau đã trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Cố Gia Huy nhìn thấy vậy thì không kìm được mà bật cười, sau đó cũng đứng dậy. Ngô Ưu đi vào trong phòng liền nhìn thấy hai người. Ánh đèn cầy hơi yếu nên cô ta không thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên của Hứa Minh Tâm, vì thế cũng không hề nhận ra chuyện xấu mà hai người bọn họ vừa làm. Hai người, anh Gia Huy, sao đột nhiên anh lại chạy về nhà thế? Không có gì cả, chỉ là mệt rồi nên muốn quay về nghỉ ngơi thôi. Ngô Ưu nghe anh nói vậy thì vô cùng hoài nghi. Lúc anh trở về vội vã như thế cho nên lý do này tất nhiên không thể coi là thật được. Nhưng, tại sao chứ, cũng không thể là vì Hứa Minh Tâm được chứ nhỉ? Nếu như là vì cô thì anh cũng không thể đối xử tốt với cô ta như vậy được. Ngô Ưu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Cô ta nói, anh Gia Huy, để em đi lấy một cái đèn cầy cho anh, ở trên tầng thượng có thể ngắm sao rất đẹp đó. Không cần đâu. Tôi muốn về phòng nghỉ ngơi. Cố Gia Huy lạnh nhạt từ chối, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Ngô Ưu nghe thấy giọng nói của anh như vậy thì không khỏi có chút khó hiểu. Không phải trước đó cô ta và Cố Gia Huy vẫn còn tốt đẹp hay sao? Sao đột nhiên lại trở nên lạnh lùng xa cách như vậy rồi? Thế để em đưa anh về phòng nghỉ ngơi nhé. Ngô Ưu vẫn không chịu bỏ qua, mặt dày nói. Hứa Minh Tâm vừa nghe đến đây liền lo sốt sáng lên. Cô ta nói như vậy khác gì bảo Cố Gia Huy cho cô ta đi vào tận trong phòng của anh đâu chứ. Cô không thể mất bình tĩnh được, cô đã đấu chi thắng Trịnh Hoa, cũng đã đấu thắng giáo viên gián điệp, vì thế cô không thể vừa đến đây đã bị đánh bại dễ dàng như vậy được. Cho dù là nằm ngoài phạm vi năng lực của cô thì cô cũng bắt buộc phải ra tay, sự việc đã đến mức này rồi, cô cũng không thể cứ trơ mắt ra mà nhìn nữa, cô nhất định phải làm chút gì đó. Phải làm thế nào mới có thể không làm lộ quan hệ của bọn họ mà lại có thể ngăn cản được Ngô Ưu chứ? Trong khoảnh khắc đó, Hứa Minh Tâm đã phải vận dụng tất cả sức lực của đại não, tiểu não, bán cầu não trái, bán cầu não phải của mình, hoạt động với tốc độ ánh sáng để tìm ra cách giải quyết. Cố Gia Huy còn chưa kịp trả lời thì không ngờ sau lưng đã truyền tới tiếng kêu đau đớn của Hứa Minh Tâm. Ây da! Thế mà cô lại bị ngã từ trên giường xuống bên dưới. Sao thế? Cố Gia Huy vội vàng tiến lên phía trước. Em, vừa nãy em muốn đi vệ sinh, không ngờ lúc xuống giường đi nhanh quá nên ngã, hình như bị trẹo chân rồi. Để anh xem nào. Cố Gia Huy căng thẳng, cuống cuồng sờ lên mắt cá chân của cô.
Còn Hứa Minh Tâm thì đau đến mức ngồi đó hít vào một hơi, vốn dĩ cô chỉ muốn diễn kịch thôi, nhưng ai biết được giả lại thành thật, lúc cô bước xuống giường quá vội vàng, mắt cá chân bị trẹo xuống cách một tiếng. Đúng là tự mình chuốc lấy phiền phức. Mắt cá chân nhanh chóng sưng vù lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, trong một thời gian ngắn cũng sẽ rất khó để giảm sưng. Hiện giờ lại còn đang bị mất điện nên muốn tìm một viên đá cũng không có. Để anh đưa em đến phòng khám gần đây. Được. Hứa Minh Tâm vội vàng gật đầu. Sau đó cô Gia Huy liền ôm cô lên nhưng lại bị cô từ chối. Anh cõng em. Anh đã từng ôm người phụ nữ khác làm cho cô đến tận bây giờ vẫn cảm thấy không vui. Cô cũng có chút nóng nảy chứ. Tất nhiên cố Gia Huy có thể hiểu được cô đang nghĩ gì, cô gái này của anh vẫn còn đang cố chấp phân cao thấp với anh nữa kìa. Anh cõng Hứa Minh Tâm lên rồi đi ra phía cửa. Ngô Yêu thấy vậy thì tức đến mức sắc mặt tái xanh đi rồi, đây chẳng phải là chút mánh khóe của cô hay sao? Thế mà Hứa Minh Tâm lại không biết xấu hổ diễn lại kịch của cô một lần nữa. Đúng là cóc đi guốc, khỉ đeo hoa. Mắt nhìn thấy bọn họ sắp đi ra ngoài, Ngô Yêu vội vội vàng vàng túm lấy tay áo của cố Gia Huy, khom người lại, nói, anh kia Huy, chân của em cũng bị đau mà. Tôi thấy cô cả một đường về đây đều đi đứng rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn, rất ổn mà. Anh không ngần ngại vạch trần cô ta, đánh cho cô ta một đòn phủ đầu. Nếu như không phải vì anh muốn kích động đến Hứa Minh Tâm thì còn lâu anh mới thèm diễn mấy cái trò vụng về này với Ngô Yêu. Ngô Yêu nghe anh nói vậy liền im lặng ngay tức khắc, trên mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng. Cảm giác bị người khác vạch trần thật sự không hề dễ chịu. Cô ta không có cách nào có thể ngăn cố Gia Huy và Hứa Minh Tâm lại, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Cô ta tức đến mức hung hăng dậm chân xuống dưới đất, trong lòng cô ta cảm thấy không cam tâm. Chính ngay tại lúc này, thím Ngô đi tới và nói, mẹ vừa nhìn thấy anh cố cõng cô Hứa ra ngoài, xảy ra chuyện gì thế? Con đàn bà giả tạo đó muốn dụ dỗ anh ấy. Mẹ, sao trên đời này lại có thể xuất hiện loại người phụ nữ không biết xấu hổ như cô ta chứ? Rõ ràng anh Gia Huy có thiện cảm với con, thế mà cô ta lại dùng thủ đoạn để tiện, thấp hèn như vậy, đúng là không biết xấu hổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Yêu tức giận nói, cô ta cũng quên mất đây chính là mánh khóe mà sáng nay cô ta mới dùng xong, còn Hứa Minh Tâm cũng chỉ là nhìn quả bầu vẽ ra cái gáo mà thôi. Thím Ngô nghe thấy thế thì nói, anh cố này không phải là người bình thường đây, anh ta chính là cậu ba nhà họ cố tiếng tăm lừng lẫy ở Đà Nẵng đó, đó là những người nhà giàu đấy con ạ, không phải là nơi mà con có thể bước vào đâu. Con vẫn nên ngoan ngoan thật thà ở nhà đi làm đi, sau đó tìm một người tương xứng với mình rồi gả cho người ta. Mẹ, sao mẹ lại không có chút chí khí nào như vậy chứ? Mẹ không ôm hy vọng thì cũng không thể đả kích sự tích cực của con gái như vậy chứ. Mẹ không thấy hôm nay anh Gia Huy đối xử với con rất ân cần hay sao? Hơn nữa, người chị em đó của mẹ cũng là mẹ ruột của anh Gia Huy, không phải đều xuất thân từ những nơi nhỏ bé bần hàn hay sao? Bà ấy có thể gả vào nhà giàu, vậy tại sao con lại không thể? Nếu như ban đầu mẹ cũng đi học chuyên ngành hộ lý cùng bà ấy thì nói không chừng cũng có thể gả vào nhà họ cố, lúc ấy con chính là tiểu thư nhà giàu rồi. Đừng có nói linh tinh, những lời này mà để bố con nghe được thì chỉ có xong đời. Bớt ở đó nằm mơ giữa ban ngày đi, ngày mai bọn họ đi thắp hương xong sẽ đi ngay, con đừng có mà hành động hàm hồ. Cũng không còn sớm nữa rồi, mau về phòng đi ngủ đi. Thím Ngô không hề ủng hộ con gái mình một chút nào, bà ấy sợ cô ta suy nghĩ hão huyền. Dù gì thì cố Gia Huy cũng không phải là người cô ta đắc tội được, còn có cô Hứa Minh Tâm kia nữa cũng là một cô gái nhà giàu có tiếng tăm thật sự. Bọn họ có thể ở lại đây, nhận một phần nhân tình của bà đã là tốt lắm rồi, sau này nếu muốn nhờ vả gì thì cũng thuận tiện hơn. Thím Ngô quay người rời đi, nhưng Ngô Yêu vẫn không cam tâm. Vừa nghĩ tới sự dịu dàng trước kia mà cố Gia Huy dành cho mình thì cô ta liền đỏ mặt. Chắc chắn là cố Gia Huy có thiện cảm với cô ta, nếu không sao có thể đối xử với cô ta tốt như vậy được. Còn cái cô Hứa Minh Tâm đó mới là loại phụ nữ không biết xấu hổ, ỷ vào việc có chút quan hệ với nhà họ cố nên mới mặt dày như vậy, đuổi từ nội thành theo tới tận đây. Đúng là đồ không biết xấu hổ, còn đòi học theo cô ta nữa chứ. Cô ta không tin là cô ta không đấu lại Hứa Minh Tâm. Ngay tại lúc cô ta đang tức tối không thôi thì không ngờ điện thoại đột nhiên reo lên, là một số điện thoại lạ gọi tới. Cô không hề do dự mà tắt đi luôn nhưng đối phương vẫn không chịu bỏ cuộc, lại gọi thêm một cuộc nữa.
Cô ta tắt máy liên tục mấy cuộc, cuối cùng cũng không thể chịu được nữa, mất kiên nhẫn nghe điện thoại. Anh là ai thế? Dám tắt điện thoại của ông đây, em cô muốn chết à? Đầu dây bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói khủng bố, đáng sợ. Ngô Yêu nghe thấy giọng nói ồm ồm, u ám ở đầu dây bên kia làm cho cô ta bị dọa sợ đến mức hồn bay phách tán. Cô ta cứ tưởng rằng mình gặp ma rồi, đầu ngón tay cũng run lẩy bẩy, trực tiếp tắt điện thoại đi luôn. Sau đó vứt chiếc điện thoại vẫn còn hiển thị ánh sáng xanh xanh mờ ảo xuống dưới nền. Anh, rốt cuộc thì anh là ai? Là người hay là ma? Đương nhiên tôi là người, hơn nữa tôi còn biết cô đang thích Cố Gia Huy nữa, có đúng không? Tôi có thể giúp cô có được anh ta và khiến cho Hứa Minh Tâm không thể tiếp tục cản đường cô được nữa. Ngô Yêu nghe thấy vậy liền lập tức xông tới nhặt điện thoại lên, cầm nó trong tay thật chặt. Những lời này của anh là có ý gì? Tôi giúp cô có được Cố Gia Huy nhưng cô cũng phải giúp đỡ tôi. Rốt cuộc anh là ai? Cô không có tư cách được biết. Giọng nói đó âm trầm quỷ quái, giống như đang phát ra từ địa ngục sâu thẳm vậy, khiến cho cô ta không kìm được mà run rẩy. Người này rốt cuộc là ai? Nhưng, cô ta chỉ quan tâm anh ta có thật sự giúp đỡ cô diệt trừ mối họa Hứa Minh Tâm này và giúp cô ta có được Cố Gia Huy, thành công gả vào cửa nhà giàu hay không thôi. Anh thật sự có thể giúp đỡ tôi sao? Cô ta dè dặt, cẩn thận hỏi. Có thể, nhưng phải xem cô có thành ý muốn hợp tác với tôi không đã. Anh cần tôi phải làm gì? Cô ta hít một hơi thật sâu rồi to gan nói. Thật ra cô ta cũng tự biết mình là người thế nào. Còn Cố Gia Huy là nhân vật thế nào, đó là người được sống trong nhung lụa đó. Anh muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có, cần gì phải tới tận chỗ này, tùy tiện nhìn chúng người nào thì mang người đó về chứ. Vì thế cô ta nhất định phải dùng chút thủ đoạn nhưng mà thời gian cấp bách, nếu như cô ta còn chần chừ không chịu hành động thì rất có thể miếng thịt mỡ béo ngậy đưa đến bên miệng rồi còn để rơi mất. Rồi lại phải tiếp tục đợi đến tháng tư năm sau thì thật sự quá xa vời rồi. Cô ta bắt buộc phải làm liều, nếu như người này đã có cách giúp cô ta đạt được nguyện vọng thì tội gì mà không thử cơ chứ. Sau đó, người kia gắn lên từng tiếng một, âm trầm nói ra. Được, tôi có thể giúp cô, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Được, tôi muốn Hứa Minh Tâm còn cô có thể có được Cố Gia Huy. Hai người thống nhất hợp tác sau đó ngắt điện thoại đi. Màn hình điện thoại tắt tối đi, cả một hành lang đều chìm trong bóng tối. Trong bóng đêm u ám, cô ta cười lên hung ác, dữ dằn, dường như cô ta đã nhìn thấy ánh sáng của thắng lợi. Mà ngay lúc này, Cố Gia Huy đã cõng Hứa Minh Tâm đi đến trấn cổ. Phòng khám vẫn còn đang mở cửa, vết thương ở trên của cô không quá nghiêm trọng, chỉ là hơi sưng đỏ nhẹ lên mà thôi. Không cần phải chườm đá, chỉ cần bôi thêm ít thuốc ngoài da rồi trở về nghỉ ngơi cẩn thận là được. Mua thuốc xong, Cố Gia Huy lại cõng cô đi ra ngoài. Em ngã thật hay là ngã giả vờ vậy? Lúc bắt đầu là định ngã giả vờ, nhưng không ngờ rằng lúc em bước xuống đất quá mạnh làm cho chân bị trẹo thật, nên chỉ có thể từ giả biến thành thật thôi. Hứa Minh Tâm cũng vô cùng bất lực nói. Vậy anh tình nguyện không mong em làm như vậy, tự nhiên lại để bản thân mình bị thương. Cũng chẳng phải vết thương nghiêm trọng gì. Chúng ta vẫn có thể ra ngoài đi dạo đây đó mà không có người thứ ba xen vào, chỉ có mỗi hai người chúng ta, như thế không tốt sao? Tốt, được rồi, vậy em muốn đi đâu? Em cũng muốn đi thả đèn sông, chúng ta đi thả một cái cho mẹ của anh, có được không? Vẫn còn chưa gặp mẹ chồng mà đã nghĩ cách lấy lòng một người già như bà ấy rồi sao? Anh nói linh tinh cái gì đó? Hứa Minh Tâm có chút ngại ngùng nói. Cố Gia Huy thấy vậy cũng chỉ mỉm cười sau đó đưa cô tới bên bờ sông. Ở đây vẫn còn rất nhiều người, quả nhiên ở đây vào buổi đêm rất náo nhiệt, bọn họ đến đây vừa đúng vào kỳ nghỉ tiết thanh minh. Có rất nhiều người ở bên ngoài đều tới đây thắp hương và thả đèn trên sông. Những ngọn đèn này thế mà lại thật sự được dùng nến thắp lên, trước đây cô chỉ nhìn thấy nó trong phim truyện cổ trang thôi, còn hiện giờ cô có thể tận mắt nhìn thấy rất nhiều đèn hoa sen. Hơn nữa ở đây không chỉ bán mỗi đèn hoa sen mà còn có cả hình con thỏ, hình con hổ nhỏ, nói chung là họ cần còn gì là có con đó. Hứa Minh Tâm mua hai cái đèn, sau đó được Cố Gia Huy đỡ đi thắp đèn rồi thả nó vào dòng sông. Anh nói xem, những ngọn đèn này sẽ trôi về đâu? Chúng sẽ trôi ra sông hồ hay biển lớn đây? Hay là nhược thủy dưới Hoàng Tuyền? Tốt nhất là nên trôi xuống hạ nguồn, ở đó có những chuyên đi trục vớt.
như vậy có thể bảo vệ môi trường. Hả? Câu trả này này chẳng có chút đặc biệt gì cả, một chút lãng mạn cũng không có. Căn bản không phải đáp án tiêu chuẩn. Cố Gia Huy, anh tích cực như thế thật sự tốt sao? Đây vốn dĩ là phong tục để gửi gắm niềm tiếc thương, anh không thể suy nghĩ ra một cái gì đó tốt hơn được sao? Làm gì mà cứ phải thẳng thắn nói ra sự thật như thế, tự nhiên phá hỏng hết cả sự tưởng tượng tốt đẹp của em. Ừ, đi xuống Hoàng Tuyền. Cố Gia Huy lập tức thay đổi. Muộn rồi. Hứa Minh Tâm tức giận nói rồi quay người nhảy từng bước một rời đi. Cố Gia Huy vội vàng đi lên phía trước rồi quỳ xuống trước mặt cô, lên đây. Cố Gia Huy, anh phải nghĩ cho kỹ vào, nếu như bây giờ em leo lên thì cái lưng này của anh từ nay về sau cũng đừng mơ cõng người con gái khác đó. Hứa Minh Tâm cười nói. Có một vài chuyện cô vẫn phải nhắc nhở anh trước, hiện giờ cô rất ghét kiểu ôm công chúa của anh, không hề thích thú một chút nào. Ừ, anh đồng ý với em. Hứa Minh Tâm nghe thấy vậy thì mới ngoan ngoãn leo lên lưng anh. Hai tay cô quàng qua cô anh, vừa nhìn thấy đồ ăn ngon liền lập tức giục Cố Gia Huy đưa cô qua đó. Cô mua một cây kem, còn không quên cho anh ăn vài miếng. Sao đột nhiên vừa rồi lại nghĩ đến chuyện ngăn cản cô ta vậy? Ây, thật ra trước đó em cũng ý thức được rồi. Ví dụ như đám người theo đuổi anh như Trịnh Hoa, Tiết Minh Khu. Thật ra chưa đến lúc bất đắc dĩ thì thực sự em không muốn ra mặt. Bọn họ biết rõ quan hệ của chúng ta nhưng vẫn cố tình phá hoại, vì thế nên em mới rất tức giận, phản ứng mới kịch liệt hơn một chút. Nhưng còn lần này thì khác, Ngô Ưu không biết quan hệ giữa em và anh nên bây giờ mà tỏ thái độ thì em cứ có cảm giác như kiểu mình đang vô cớ gây sự vậy. Cố Gia Huy, đi theo anh, em sẽ rất sợ hãi. Sợ mình không đủ tốt, liên lụy đến anh, làm cho anh bị người khác chê cười, bọn họ sẽ nói anh lấy phải một người vợ vô dụng. Em sợ mình không hiểu được những quy củ trong thế giới của anh, ở bên ngoài sẽ làm anh mất mặt. Vì thế em vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí một, em muốn mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hiện giờ em vẫn chưa có thực lực đó, nếu như đợi đến lúc em có thực lực rồi thì khi ấy mới có thể khiến bọn họ tâm phục khẩu phục em. Vì thế em rất muốn trốn vào một góc không có ai biết, bế quan chăm chỉ gắng sức khổ luyện. Vì thế trước đây em rất muốn làm một con đà điểu, cố gắng chôn vùi bản thân mình đi. Em, có phải rất không có tiền đồ đúng không? Trong lòng Hứa Minh Tâm đang vô cùng rối loạn, nói. Cố Gia Huy nghe thấy vậy thì dừng lại, nói, anh làm cho em cảm thấy khó xử như vậy sao? Cùng không phải, em biết anh không ghét bỏ em, nhưng em ghét bỏ chính mình. Hứa Minh Tâm buồn bã nói, cô ghét bỏ bản thân mình ngu ngốc, ghét bỏ bản thân mình không có một chút lễ phục em. Vì thế em rất muốn trốn vào một góc không có ai biết. Bế quan chăm chỉ gắng sức khổ luyện. Vì thế trước đây em rất muốn làm một con đà điểu, cố gắng chôn vùi bản thân mình đi. Em, có phải rất không có tiền đồ đúng không? Trong lòng Hứa Minh Tâm đang vô cùng rối loạn, nói. Cố Gia Huy nghe thấy vậy thì dừng lại, nói, anh làm cho em cảm thấy khó xử như vậy sao? Cùng không phải, em biết anh không ghét bỏ em, nhưng em ghét bỏ chính mình. Hứa Minh Tâm buồn bã nói, cô ghét bỏ bản thân mình ngu ngốc. Ghét bỏ bản thân mình không có một chút lễ nghi quý tộc nào hết, có rất nhiều điều sau này cô phải miễn cưỡng mới học được. Nếu như sớm biết ông trời đã sắp xếp cho cô trở thành vợ của Cố Gia Huy thì cô nhất định sẽ dốc sức chăm chỉ tập luyện để có thể từ một quả dưa chuột dưới lòng đất, làm cho mình trở nên tốt đẹp hơn, tỏa sáng trước mặt anh. Em đã từng nghe câu chuyện về cô nàng ốc chưa? Anh muốn kể chuyện cho em nghe sao? Không muốn đâu, câu chuyện mà anh kể không lãng mạn truyền kỳ một chút nào. Em không nghe cũng không được, lần này anh muốn kể câu chuyện về chàng trai ốc. Hả, anh còn định xuyên tạc lịch sử à? Nói ra em nghe xem nào. Có một cô gái nọ nhặt được một con ốc. Hả, câu chuyện này bắt đầu như vậy sao? Hứa Minh Tâm, em còn tiếp tục cắt lời anh nữa, anh sẽ ăn hết sạch kem của em đấy. Cố Gia Huy sắp phát điên rồi. Còn Hứa Minh Tâm vẫn nhăn nhở lẻ lưỡi, giả vờ ngoan ngoãn làm trò. Được được được, anh nói đi, nhặt được một con ốc xong rồi sao nữa? Vẻ bề ngoài của chàng trai ốc đó không hề đẹp đẽ gì, thậm chí lại còn có chút dọa người, mọi người đều xa lánh cậu ta. Nhưng cô gái đó lại không hề ghét bỏ, hơn nữa còn đưa cậu ta về nhà. Nếu có người nói xấu chàng trai ốc này thì cô gái đó sẽ không ngần ngại mà đứng ra bênh vực cậu ta, tức giận vì cậu ta. Lúc chàng trai ốc gặp phải phiền phức, cô gái ấy cũng không hề ghét bỏ mà hơn nữa còn chịu rời đi.
Không có ai thích chàng Ốc cả, nhưng cô gái đó lại đối xử với cậu ta rất tốt, thậm chí còn ngốc nghếch nghĩ rằng sau này chàng Ốc không thể sinh đẻ, sẽ không có con cái nuôi dưỡng tuổi già. Nhưng cho dù là như vậy thì thái độ của cô gái vẫn không hề thay đổi, vẫn đối xử với cậu ta tốt như lúc ban đầu. Sẽ âm thầm dành dụm tiền để nuôi dưỡng gia đình cho chàng Ốc, không nhẫn tâm gây ra bất cứ rắc rối nào cho cậu ta, cô gái ấy luôn muốn dĩ hòa vi quý vì sợ rằng mình sẽ làm liên lụy đến chàng Ốc. Cuối cùng cũng có một ngày, chàng Ốc biến thành một chàng trai sáng sủa, sau đó dự định quay trở về lấy thân báo đáp, trả lại ân tình cho cô gái đó. Hứa Minh Tâm nghe câu chuyện dài dằng dặc này xong thì trong lòng hơi ấm lên. Đây là anh đang kể chuyện về hai người bọn họ sao? Cô chưa từng nghĩ rằng, thế mà Cố Gia Huy lại nhớ tất cả mọi chuyện rõ ràng như vậy, làm cho người ta không kìm được mà cảm thấy cay cay ở đầu mũi. Thế bây giờ thì sao? Bây giờ, chàng trai Ốc đó đang cõng cô gái trở về nhà. Anh kể chuyện xong rồi, vậy thì anh muốn nói với em điều gì? Nói với em là chàng trai Ốc đang lấy thân báo đáp sao? Không chỉ có vậy, thật ra ngay từ lúc bắt đầu em thích anh không phải vì vẻ bề ngoài hay ra thế, và anh cũng vậy, việc anh thích em không hề liên quan đến những thứ ở bên ngoài. Nếu như em thật sự cảm thấy rất mệt vậy thì đừng liều mạng như vậy nữa, liều mạng là chuyện mà người đàn ông nên làm. Nhìn em như vậy, anh rất đau lòng, anh cưới em, bất cứ ai dám nói một chữ không, anh sẽ khiến cho anh ta phải hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Cố Gia Huy nhàn nhạt nói, tuy rằng giọng điệu lạnh nhạt nhưng lại chẳng có ai có thể nghi ngờ phân lượng trong lời nói đó. Hứa Minh Tâm mỉm cười, sắp lại gần hôn lên má anh một cái. Em cũng không phải hoàn toàn vì những lời bàn luận tào lao của người khác, mà em thật sự muốn đứng cùng độ cao với anh, không phải đơn thuần được anh bảo vệ, em cũng muốn để anh thấy được một Hứa Minh Tâm ưu tú hơn nữa. Nói cho cùng, chính là bởi vì anh trở nên đẹp trai hơn rồi, trở nên giàu có hơn rồi, làm cho em cảm thấy áp lực gấp bội. Vì thế em cũng muốn trở nên tốt hơn để cho anh một chút áp lực, nếu không sẽ không công bằng. Cô lè lưỡi, có chút không vui và nói. Từ khoảnh khắc anh nhận định em là vợ của anh đã luôn cảm thấy rất áp lực. Cố Gia Huy có chút không biết phải làm sao. Cô gái này không biết bản thân mình có những ưu điểm gì sao. Tính cách chân thành của cô làm người khác cảm động, lớn lên lại còn xinh đẹp khiến cho người khác rất dễ yêu thích cô. Nhất là những người lớn trong nhà. Cố Gia Bảo và vợ chồng Ngôn Dương đã sớm coi cô như một người con gái ruột trong nhà mà đối đãi, người khác còn lâu mới có được sức hấp dẫn như vậy. Mỗi ngày anh đều phải cẩn thận, đề phòng có người chạy đến theo đuổi Hứa Minh Tâm làm cho anh phiền chết đi được. Thế nhưng cô gái này lại cứ cho mình là vô dụng, rõ ràng khắp người đều là bảo bối, chỉ là bản thân cô không phát hiện ra mà thôi. Vẻ bề ngoài có thể lay động con người một lúc, nhưng thứ giữ con người bên nhau cả đời chính là nội tâm của một con người. Từ khoảnh khắc cô quay đầu quay lại là anh đã biết cả đời này anh không thể buông tay cô. Cố Gia Huy, gặp được anh là phúc ba đời của em. Ừ, anh cũng vậy. Thế, em muốn ăn tốc bricky, phiền chàng Ốc trả tiền giúp em đi. Hứa Minh Tâm cười đến vui vẻ nói, sai đó hai người ngồi vào trong cửa hàng. Trong cửa hàng có khá đông người. Cố Gia Huy vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Dù sao thì một anh đẹp trai người người như vậy cũng là điều trăm năm khó gặp mà. Hứa Minh Tâm chú ý đến ánh mắt của mấy người phụ nữ ở đó, người nào người đấy đều như hổ đói rình mồi, mắt sáng như đuốc. Cô đưa đôi đũa cho anh, nói, anh yêu à, anh đút cơm cho em. Cố Gia Huy nghe thấy cô nói vậy thì không khỏi buồn cười, trước đây nói cô không có chút hành động gì. Hiện giờ lại phản ứng mãnh liệt như vậy sao? Anh còn tưởng rằng cả đời này cô vợ nhỏ của anh cũng không thể thông suốt, để mặc anh tự làm lá chắn cho chính mình nữa chứ. Tâm trạng của Cố Gia Huy rất tốt nên rất vui lòng gắp đồ ăn đút cho cô. Có phải em không thích những chuyện như thế này đúng không? Quả thực là phải lãng phí tâm tư để ngăn chặn đám oanh oanh yến yến đó làm em không thích lắm, nhưng mà... Những điều anh nói không phải không hợp lý. Đúng là em không thể cứ mãi bỏ mặc tất cả như vậy được. Cái gì của em thì phải là của em, tuy rằng đã biết người khác sẽ không cướp đi được nhưng đúng là để cho người khác động vào, dù chỉ một chút thôi thì em cũng cảm thấy không thoải mái. Nếu như trong lòng đã không thoải mái thì tại sao lại phải nhẫn nhịn, em nên chủ động đánh trả, có đúng không? Đúng là thông suốt hơn rất nhiều rồi. Em cũng cảm thấy gần đây IQ của em được nâng cao rồi, dù là làm bài tập cùng vèo vèo một cái là xong. Mau khen em đi. Vợ yêu của anh là giỏi nhất. Cái gì mà vợ yêu của anh chứ?
em còn chưa được gả cho anh đâu. Hứa Minh Tâm ồn ào đến mức khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng hết cả lên, tức giận trợn mắt với anh. Sớm muộn gì đều sẽ là như vậy, em phải tập làm quen từ bây giờ đi, hơn nữa cũng phải làm tốt công tác chuẩn bị, tất nhiên em cũng có thể gọi anh là chồng yêu từ bây giờ. Đúng là không biết xấu hổ, anh mau đút cho em đi, em sắp chết đói rồi. Chồng yêu, vợ yêu. Có vẻ rất ngọt ngào đó. Sau khi bọn họ ăn xong thì liền trở về nhà Thím Ngô. Ngô Yêu vẫn chưa ngủ, mặc dù trong nhà đã có điện rồi nhưng cô ta đang đứng ở cửa chờ hai người. Lúc cô ta nhìn thấy Cố Gia Huy đang cõng Hứa Minh Tâm trên lưng thì nổi trận linh đình, nắm đấm cũng nắm chặt lại. Cô ta vội vàng tiến lên phía trước đỡ Hứa Minh Tâm, nói, Ây ra, chân của cô vẫn còn đau sao, hay là để tôi giúp cô nhé, tôi đưa cô về phòng. Không cần đâu, tôi tự đi được rồi. Cố Gia Huy lùi về sau một bước, né bàn tay của cô ta ra. Hứa Minh Tâm đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, cái cô Ngô Yêu này thật xấu xa, thế mà vừa rồi lại nhéo cánh tay của cô. Ngô Yêu nghe thấy anh nói vậy thì tức đến nỗi muốn dậm chân. Cố Gia Huy đưa cô về phòng, còn Ngô Yêu sợ Hứa Minh Tâm dụ dỗ Cố Gia Huy nên cũng đi lên cùng bọn họ luôn. À thì, nếu như Hứa Minh Tâm đã bị thương rồi vậy thì anh nên để cô ấy nghỉ ngơi sớm đi. Không thích, em sợ ma, anh phải lại đây với em. Hứa Minh Tâm nắm chặt cánh tay của Cố Gia Huy, giả vờ đáng thương nói. Được, Cố Gia Huy mỉm cười rồi gật đầu đồng ý, điều này sắp làm Ngô Yêu tức chết rồi. Cái cô Hứa Minh Tâm này nhất định là dùng thủ đoạn gì đó để dụ dỗ Cố Gia Huy rồi, cô bây giờ với trước đây hoàn toàn là hai người khác nhau, thế mà cô lại chủ động ra tay rồi. Thật đáng chết, sớm biết thế này thì vừa rồi cô ta đã chạy theo rồi. Ngô Yêu không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Cô ta còn quay về phòng lấy rượu thuốc được ngâm từ dược liệu hái trên núi về, đặc biệt hữu dụng mang sang cho Hứa Minh Tâm. Cô ta muốn tìm cơ hội để chen vào giữa hai người bọn họ, không thể để cho Cố Gia Huy và Hứa Minh Tâm có bất cứ hành động tiếp xúc thân thể nào được. Nhưng cho dù cô ta đưa ra bất cứ yêu cầu gì cũng đều bị Cố Gia Huy ngăn cản, anh nói anh muốn tự mình làm. Cô ta căn bản không còn cách nào khác. Chỉ có thể nhìn hai người bọn họ giống như đang dựng lên một bức tường thành vô hình mà người khác không thể nào chen chân vào giữa được. Cô ta cứ đứng ở đó chờ đợi, cô ta không tin rằng Cố Gia Huy sẽ không chịu về phòng đi ngủ. Đến cuối cùng, Hứa Minh Tâm buồn ngủ rũ cả mắt xuống rồi liền đẩy Cố Gia Huy ra, bảo anh nhanh chóng đưa Ngô Yêu đi ra chỗ khác đi, cô thực sự không thể chịu được nữa. Cô không ngờ rằng da mặt của Ngô Yêu lại dày như vậy, trước đây cô còn cố ý để bị cô ta tách ra. Cho cô ta cơ hội ở riêng một chỗ với Cố Gia Huy nữa đó. Sao bây giờ cô ta lại có thể lấy ân báo oán như vậy được chứ? Cố Gia Huy gật đầu, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Anh quay người rời đi, lúc này thì Ngô Yêu mới thở phào một hơi, nhanh chóng chạy theo. Được rồi, cô Ngô, tôi cũng phải về phòng nghỉ ngơi rồi. Anh đứng chắn ở trước cửa, khôn hề có ý để cho cô ta đi vào, giọng điệu đuổi khách rất lạnh lùng. Ngô Yêu bị thái độ của anh dọa sợ, dù gì thì trước kia anh cũng đối xử với cô ta dịu dàng như thế. Cô nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là không kìm được mà hỏi, anh Gia Huy, thực ra anh bị Hứa Minh Tâm lừa rồi. Cô ta không hề có người họ hàng nào ở đây hết, em đã tìm hiểu hết rồi, bất kể là nhà họ Hứa hay nhà họ Ngôn thì cô ta đều không có người thân nào ở đây hết. Cô ta tới đây chính là vì muốn tiếp cận anh thôi, loại phụ nữ như vậy nhất định là có ý đồ riêng. Cố Gia Huy nghe thấy những lời này, sắc mặt liền trở nên có chút khó chịu. Cô đã nói xong chưa? Anh lạnh lùng nói. Anh Trung, rõ ràng cô ta đang cố ý mà. Anh phải cẩn thận đề phòng với loại phụ nữ này mới đúng. Em nghi ngờ lần này cô ta căn bản đang giả vờ để tranh thủ giành được sự đồng cảm của anh đó. Hình như chuyện giữa tôi và cô ấy không liên quan gì đến cô hết. Nhưng mà, Ngô Yêu còn chưa nói xong thì đã bị Cố Gia Huy không chút khách khí cắt ngang. Đêm khuya rồi, mời cô cứ tự nhiên. Nói xong liền đóng sập cửa lại, bỏ Ngô Yêu đứng một mình ngoài cửa. Nếu như không phải anh nể tình cũ giữa mẹ anh và nhà họ Ngô thì anh sẽ không nhẫn nhịn như vậy. Ngô Yêu tức đến mức nắm chặt nắm đấm, thật sự cô ta không nhịn được nữa nên đã trực tiếp xông tới phòng của Hứa Minh Tâm. Con hồ ly tinh như cô, rốt cuộc cô đã làm gì anh Gia Huy rồi? Rốt cuộc thì cô đã giở thủ đoạn gì với anh Gia Huy rồi? Tôi không có giở trò gì mà, tôi chỉ là chủ động lao vào vòng tay của anh ấy, hôn một chút, sờ một chút,
chỉ là thiếu chút tìm một khách sạn nào đấy để thuê phòng thôi mà. Hứa Minh Tâm cười rạng rỡ và nói, không hề cảm thấy xấu hổ. Ngô Yêu nghe thấy những lời này thì tức đến mức dậm chân. Cô, cái loại phụ nữ không biết xấu hổ như cô, năm nay cô mới 19 tuổi thôi đó, còn chưa tốt nghiệp đại học nữa mà đã vô liêm sỉ như vậy rồi sao? Cô không sợ tôi sẽ mang những chuyện này truyền ra ngoài, để cho mọi người đều nhìn thấy sự giả tạo của cô sao? Tôi vô liêm sỉ cái gì chứ, không phải là tất cả mọi thứ tôi đều học hỏi từ cô hay sao? Không phải cô cũng giả vờ đau chân rồi bảo anh ấy đưa cô đến bệnh viện sao? Sao hả? Việc cô làm là hợp pháp, còn việc tôi làm là sai hay sao? Đây là đạo lý ở đâu ra thế? Cô, dù sao thì tôi cũng không để tiện và hèn hạ như cô căn bản không phải tới đây để thắp hương, mà là vì cô biết anh Gia Huy ở đây cho nên mới đi theo. Cô có biết xấu hổ không mà lại còn có thể làm ra loại chuyện này? Nghe thấy những lời này của Ngô Yêu, Hứa Minh Tâm cảm thấy cực kỳ buồn cười. Sao cô ta có thể không biết ngại mà nói cô trong khi cô ta cũng chính là người như vậy nhỉ? Tại sao cô ta có thể đứng trên đỉnh cao đạo đức mà buộc tội cho cô, đầu óc của người phụ nữ này bị hỏng rồi sao? Không hợp lý một chút nào đâu nhé. Cô Ngô, phiền cô đi ra ngoài có được không? Cô ở đây líu ra líu díu rất ồn ào, tôi còn phải đi ngủ nữa. Cô cút ra ngoài ngay cho tôi, gia đình tôi không hoan nghênh cái loại kỹ nữ tâm cơ như cô tới đây, cô cút ra ngoài cho tôi. Cô ta lao tới và mang hết đồ đạc của Hứa Minh Tâm vứt ra ngoài cửa. Hiệu quả cách âm ở đây không đủ tốt, sau khi Cố Gia Huy nghe thấy liền vội vàng chạy đến, vững vàng bắt được từng món đồ của Hứa Minh Tâm bị Ngô Yêu đáp ra ngoài cửa. Nhưng Ngô Yêu vẫn còn chưa nhận ra điều đó, cô ta chỉ thẳng vào mũi Hứa Minh Tâm và nói. Mau đứng dậy cho tôi, nhà tôi không chào đón thứ đàn bà đê tiện như cô. Hứa Minh Tâm bất lực nhìn Cố Gia Huy, làm mất thể diện thật sự không đẹp đẽ gì. Cố Gia Huy vội vàng bước tới, ôm cô từ trên giường đứng lên. Anh, Gia Huy, sao anh lại ở đây? Ngô Yêu đột nhiên trở nên bối rối và hoảng loạn, cô ta sợ anh sẽ nhìn thấy hành động như những người đàn bà chanh chua của mình vừa rồi. Chú ba Cố, hiện giờ tôi nên làm gì mới được? Chúng ta đi ra ngoài ở, có nhiều khách sạn như vậy nhất định có thể tìm được một cái. Ngày mai lên núi thắp hương xong rồi chúng ta sẽ trở về ngay lập tức. Anh Gia Huy, cô ta nói dối anh đó, cô ta chỉ muốn cố tình tiếp cận anh thôi. Ngô Yêu còn chưa kịp nói xong đã bị anh không chút khách sáo cắt ngang. Nhìn tôi ngu ngốc như thế sao? Nên mới cần cô nói cho tôi chuyện này. Khi Ngô Yêu nghe thấy điều này thì trái tim không khỏi run lên. Đúng vậy, đến cô ta còn có thể phát hiện ra Hứa Minh Tâm hoàn toàn không đến đây để thắp hương vậy thì Cố Gia Huy thông minh như vậy sao có thể không biết chứ? Nếu như anh đã biết điều đó vậy tại sao lại không ngăn cản mà còn quan tâm đến cô ta như vậy? Chẳng lẽ hai người bọn họ? Ngô Yêu kinh ngạc nhìn bọn họ, có lẽ nào thực sự bọn họ đều có tình cảm với nhau hay sao, vì thế nên Cố Gia Huy mới ngầm thừa nhận đồng ý cho Hứa Minh Tâm đi theo. Hứa Minh Tâm nghe thấy lời này liền cảm thấy rất buồn cười. Tại sao lại biến thành chính mình theo đuổi Cố Gia Huy sau đó Cố Gia Huy vừa hay cũng nhìn chúng mình rồi. Cố Gia Huy hoàn toàn không để ý đến Ngô Yêu, anh chỉ chú tâm vào chuyện bế cô lên và xách vali ra ngoài. Chú Ngô và thím Ngô hoảng hốt chạy ra ngoài nhưng cũng không thể ngăn anh lại được, Cố Gia Huy để lại tiền sinh hoạt và tiền phòng mấy ngày hôm nay rồi bỏ đi không thèm ngoảnh lại. Thím Ngô hung hăng tát Ngô Yêu một cái, con làm gì vậy, mẹ đã nói là đừng làm bừa rồi mà, sao con lại đuổi người ta đi. Anh trai của con sau này vẫn phải dựa vào Cố Gia Huy để sống đấy. Anh cả, mẹ chỉ biết đến anh cả thôi, tại sao từ trước đến nay mẹ không nghĩ cho con. Mẹ không quan tâm đến hạnh phúc cả đời của con gái sao? Mẹ thấy con đúng là suy nghĩ quá viển vông rồi, con là như thế nào mà muốn gả vào gia đình giàu có chứ? Cút vào trong nhà cho mẹ, ngày mai cùng mẹ đi xin lỗi người ta, thật là càng ngày càng không biết phép tắc. Thím Ngô tức giận nói rồi xoay người rời đi. Ngô Yêu tức phát khóc, cô siết chặt nắm đấm của mình, cô ta không cam tâm. Cô ta nhất định có thể trèo lên cao thành công, dù sao thì cũng đã có người đó giúp đỡ mình. Tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn gì nữa. Hứa Minh Tâm ngồi trên vali, trên tay cầm một gói đồ ăn vặt, vừa đi vừa ăn. Còn Cố Gia Huy đang nhẫn nhục chịu khó đeo cặp sách của cô, bên trong đều là đặc sản vùng miền ở đây, ngoài ra trên tay còn đang xách một túi đồ ăn vặt giúp cô nữa. Chú ba Cố, sao anh lại đi ra ngoài?
buổi tối như này chúng ta đi đâu tìm chỗ ở đây? Hiện giờ đang là kỳ nghỉ lễ nên số lượng người đến đây chơi có nhiều đi. Rồi sẽ tìm được thôi, không phải em nói là suýt chút nữa đã cùng anh đi thuê phòng rồi hay sao? Bây giờ được như ý muốn rồi đó. Anh nghe thấy hết sao? Hiệu quả cách âm giữa các phòng không tốt, không những nghe thấy mà còn nghe thấy rõ ràng từng chữ một. Cố Gia Huy cười, không nghĩ tới em cũng nóng lòng muốn thuê phòng cùng anh như vậy đấy. Trái lại làm cho anh có chút được nuông chiều mà sợ hãi. Không phải, còn lâu mới như thế. Hứa Minh Tâm đỏ mặt nói. Cô tưởng rằng Cố Gia Huy không tìm được phòng, nhưng không ngờ là anh có thể tìm thấy nhanh như vậy. Cũng đơn giản thôi vì anh được trả giá tiền phòng gấp 3 lần cơ mà. Quả nhiên, trên thế giới này tiền không phải là thứ vạn năng nhưng không có tiền thì hàng vạn lần không được. Nhưng mà, khách sạn này cũng chỉ còn trống một phòng duy nhất mà thôi. Vốn dĩ căn phòng đó là để dành cho bà con của ông chủ, 12 giờ đêm họ mới tới đây. Nhưng vì thấy Cố Gia Huy ra giá cao nên ông ấy đành nhường cho anh. Dù sao họ vẫn luôn ngủ cùng nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên họ ngủ cùng nhau trong khách sạn. Nếu lần đầu tiên gặp mặt mà Cố Gia Huy muốn cô vậy thì tính ra bọn họ đã từng thuê phòng một lần rồi, thế nhưng lần đó anh đã bỏ đi. Cô đột nhiên nghĩ tới đây, không kìm được hỏi, Cố Gia Huy, lúc anh và em gặp nhau lần đầu tiên, vốn dĩ em đã định mang mình đến làm quà cho anh, tại sao anh lại không muốn em? Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Bởi vì lần đầu tiên thuê phòng không viên mãn, anh lại rời đi trước. Lần này mới là lần chúng ta thuê phòng một cách nghiêm túc, em nghĩ đến nên muốn hỏi xem sao. Lúc đó có phải đột nhiên lương tâm của anh trỗi dậy nên mới tha cho em đúng không? Muốn biết à? Ừ. Hứa Minh Tâm gật đầu như dã tỏi. Ngay từ đầu anh đã biết là em tự mình đưa tới nhưng lúc đó em mới 18 tuổi, còn quá nhỏ so với anh. Nên anh không hề có ý định muốn động vào em, cũng không có ý định thu nhận em làm người phụ nữ của anh. Bởi vì đối với anh mà nói thì phụ nữ là một người rất rườm rà và phiền phức. Sau khi anh rời đi, lúc em vừa từ khách sạn đi ra đã có phóng viên vây lấy em còn nhớ không? Em nhớ, bọn họ xông vào rất quyết liệt, kê chuẩn giờ mà lao vào, rõ ràng là cố ý. Thật ra anh cũng không đi đâu xa, chỉ là ở trong xe cách đó rất gần. Anh cứ tưởng rằng em sẽ không giải quyết được nên mới bảo Khương Tuấn giải quyết giúp em, nhưng không ngờ. Em lại nói một câu người đàn ông của tôi làm cho anh nghe thấy ngược lại lại cảm thấy tràn đầy vui mừng, vì thế liền nhờ chú An đến đón em về. Sau đó thì sao? Hứa Minh Tâm tiếp tục tò mò hỏi. Có lẽ chính dáng vẻ bảo vệ anh của em đã khiến anh cảm động, khiến cho anh phải chú ý đến em. Anh nghĩ em là một cô gái không tồi, để em làm vợ chưa cưới của anh để đối phó với gia đình cũng không có gì là không được. Chỉ là lúc đó em vẫn còn sợ anh. Làm anh cho cảm thấy rất tẻ nhạt và vô vị nên cũng không tiếp tục trêu chọc em nữa, liền để cho em rời đi. Nhưng không ngờ rằng thế mà em lại trở về, lúc đó tại sao em lại trở về vậy? Em á, một mặt là vì em sợ anh nuốt lời không chịu đầu tư cho nhà họ Hứa nữa, lúc đó bố em nhất định sẽ giận cá chém thất lên em, cuộc sống của em sẽ không dễ chịu nữa. Hơn nữa, nếu không ở bên cạnh anh thì ông ấy cũng sẽ tìm cách bán cho em cho những người khác. Dù sao thì cũng đều không phải kết quả tốt đẹp gì, em cũng không muốn phản kháng nữa. Ban đầu quả thực em rất sợ anh, nhưng sau một thời gian dài em mới cảm nhận được tính tình của anh rất tốt cho nên dần dần cũng không sợ nữa. Ngược lại hiện giờ em còn cảm thấy có chút hoài niệm dáng vẻ anh đeo lên cái mặt nạ xấu xí đó, nhưng tiếc là không thể nhìn thấy nó nữa rồi. Hứa Minh Tâm buồn bã nói. Cố Gia Huy nghe xong không nhịn được cười, người khác ai cũng sợ gương mặt của anh. Nhưng chỉ có mỗi mình cô là thích. Vì vậy, anh ở đây để báo đáp em đó. Theo thần thoại và các câu chuyện cổ tích thì em không thể từ chối việc anh lấy thân báo đáp đâu. Anh là của em cho nên, nữ hoàng cứ tùy ý sai khiến. Em muốn ăn trái cây, anh rửa giúp em một quả đi. Được thôi. Sau khi rời khỏi nhà họ Ngô, không cần phải kiềm chế điều gì nữa, Hứa Minh Tâm liền giống như một con mèo con nhào vào vòng tay anh. Cố Gia Huy nhẹ nhàng ôm lấy cô. Không dám dính sát lại gần cô nhưng lại không nỡ buông ra. Đã hai đêm rồi anh không được thoải mái ôm lấy cô vì thế cho dù là một khắc anh cũng không muốn buông tay. Ngày hôm sau, bọn họ cùng nhau lên núi, nhưng không ngờ Ngô Ưu cũng đến, trong tay còn xách theo ít đồ để thắp hương. Cô ta vô cùng hối lỗi nói, cô Hứa, tối hôm qua thật ngại quá, tôi không nên giở tính trẻ con mà đuổi cô đi như vậy.
mẹ tôi đã dạy dỗ tôi rất nhiều rồi, mong cô đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân như tôi, đừng giận tôi, có được không? Hai người cũng hiểm khi mới đến đây và cũng là khách của nhà tôi, thực sự tôi không nên làm như vậy. Hứa Minh Tâm nghe vậy, rồi nhìn thấy vẻ mặt áy náy, đầy thành ý của cô ta nên cũng không làm khó cô ta nữa. Nhìn dáng vẻ của cô ta như vậy, đoán chừng là cũng đến để thắp hương, hôm nay người mất là lớn nhất, cô cũng không muốn tính toán gì với cô ta nữa. Không sao, tất cả đều kết thúc rồi. Vậy thì, tôi cũng muốn thắp cho bác gái một nén hương, cứ coi như là một chút tâm ý của tôi đối với người lớn. Cô ta cũng đã nói như vậy rồi nên Cố Gia Huy cũng không có ngăn cản, dù sao cũng là tâm ý đến viếng thăm mộ của mẹ anh. Cố Gia Huy không đốt tiền giấy bởi vì anh cảm thấy như vậy không tốt cho môi trường nên đã mua một vài bó hoa và trái cây mang đến. Bọn họ lễ bái ở trước mộ xong thì Cố Gia Huy liền lạnh nhạt nói, tôi còn có mấy lời muốn nói với mẹ tôi, cô có thể tránh đi một lúc được không? Được được, vậy cô hứa. Cô ấy không cần, mẹ tôi vẫn luôn muốn nhìn thấy con dâu tương lai. Cố Gia Huy nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hứa Minh Tâm, từng chữ một vang vọng. Hứa Minh Tâm nhất thời không biết phải làm sao, sớm biết sẽ như này thì chi bằng nên nói cho nhà họ Ngô biết mối quan hệ của bọn họ ngay từ đầu. Che che giấu giấu đến tận bây giờ, không ngờ đều trở thành công cốc rồi. Ngô Yêu nghe thấy vậy thì sắc mặt hơi tái đi, cô ta nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt của bọn họ mà không khỏi cảm thấy chướng mắt. Đôi tay nhỏ bé giấu trong tay áo âm thầm siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt khiến người ta đau đớn. Cô cố gắng nhẫn nhịn. Giả vờ bình tĩnh, vậy tôi đi trước đây. Đúng rồi, sau khi thắp hương xong hai người nhớ về nhà tôi ăn cơm nhé. Mẹ tôi đã chuẩn bị bữa trưa và nói rằng bà nhất định phải xin lỗi hai người, nếu không bà sẽ cảm thấy có lỗi. Anh Gia Huy, anh nhất định phải đến nhé. Cố Gia Huy không từ chối, anh không thể thường xuyên sống ở đây, cỏ dại trên ngọn núi này mọc rất nhanh anh vẫn phải nhờ nhà họ Ngô giúp anh xử lý chúng. Vì thế anh vẫn phải giữ lại cho họ một chút thể diện. Sau khi Ngô Yêu rời đi, Hứa Minh Tâm liền thở phào nhẹ nhõm, giữa ba người vẫn có chút ngượng ngùng. Cô nhìn vào bia mộ, trên bia mộ có một bức ảnh đen trắng, người phụ nữ trong bức ảnh là mẹ của Cố Gia Huy, nhìn bà trông như vẫn đang ở tuổi 20, có lẽ đây là bức ảnh được chụp cách đây lâu rồi. Trên khóe miệng còn mang theo một nụ cười xinh đẹp động lòng người. Chẳng trách bà lại được nhân vật Chí Dũng kiệt xuất như ông cụ nhìn chúng. Chỉ dựa vào khuôn mặt như vậy cũng đủ khiến những người đàn ông phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng trách anh sinh ra đã đẹp trai như vậy. Hứa Minh Tâm không khỏi cảm thán nói, gen di truyền này của anh đúng là quá mạnh mẽ. Bác gái, con tên là Hứa Minh Tâm, đây là lần đầu tiên con đến đây, nếu như con có chỗ nào làm chưa đúng thì mong bác hãy bỏ qua cho con nhé. Hứa Minh Tâm thành kính khom lưng nói, em không nên đổi thành gọi mẹ sao? Không phải là chúng ta còn chưa kết hôn sao? Em cứ gọi một tiếng đi, anh nghĩ, nếu bà ở dưới suối và nghe thấy được, nhất định sẽ rất vui. Cố Gia Huy nhìn vào bia mộ một cách rất chăm chú, giọng nói có chút âm trầm. Ký ức của anh về mẹ của mình rất mơ hồ, năm đó khi anh 5 tuổi phải rời khỏi nhà họ Cổ thì sức khỏe của mẹ anh đã không được tốt rồi. Anh nhớ lúc anh lên xe, mẹ anh đứng ở cửa, không đến gần, cũng không nói gì mà chỉ đứng yên ở đó khóc. Năm thứ hai, trong nhà truyền tin đến nói rằng mẹ anh đang ốm nặng, anh và anh hai liền vội vã trở về, nhưng anh vẫn không kịp gặp mẹ lần cuối. Đây cũng chính là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời của anh và anh hai. Anh nghe bố anh nói rằng thực ra mẹ không muốn kết hôn với ông, nhưng bà đã mang thai anh hai nên bất đắc dĩ mới phải chịu ấm ức gả vào nhà giàu. Bà vì bố anh, vì anh hai mà luôn cố gắng lấy lòng Cố Triệt nhưng lại liên tục bị sỉ nhục. Dù bố anh có thể bảo vệ bà nhưng ông không thể thay đổi được sự thật rằng Cổ Triệt không chấp nhận người mẹ kế này. Cộng thêm địa vị thấp kém của trong giới quý tộc bà luôn bị người ta coi mẹ, nên thường, còn có những lời đàm tiểu được truyền đi rất quá quát. Cổ Triệt ngày càng lớn, anh ta cũng có tiếng nói trong tập đoàn, cứ như vậy nên những người chỉ trích mẹ của anh ngày càng trắng trợn hơn. Anh có thể nhận ra mẹ luôn không vui, muốn quay lại nghề cũ nhưng lại không dám ra ngoài mà chỉ có thể ở nhà. Anh và anh hai rời đi rồi, tuy rằng mẹ anh rất buồn nhưng sau đó sẽ được vui vẻ hơn. Bà không muốn hai anh em họ ở trong cái lồng nhà họ Cố này cả đời, khiến cho hai anh em họ cũng giống như bà, bị nhốt ở đây từ đó nảy sinh sự sợ hãi với thế giới bên ngoài. Anh không oán hận Cố Gia Bảo,
anh biết rằng bố anh đã làm hết sức mình rồi và quả thực là ông rất yêu mẹ anh, luôn muốn bảo vệ cho bà. Là do mẹ của anh, không thể vượt qua rào cản trong lòng. Vì vậy, anh mới tìm mọi cách để nâng cao vị thế của Hứa Minh Tâm, anh không muốn cô phải chịu những lời đàm tiểu giống như mẹ anh năm đó nữa. Chỉ là khi cô thực sự trở nên tốt hơn rồi thì anh lại bắt đầu lo lắng, suy tính thiệt hơn. Mẹ, con đưa Hứa Minh Tâm đến thăm mẹ. Cô ấy là người phụ nữ mà con trai của mẹ yêu thương nhất, con nhất định sẽ bảo vệ cô ấy cả đời. Mẹ, Hứa Minh Tâm nhẹ nhàng nói, cô có chút ngại ngùng. Mẹ, từ ngữ này đối với cô vẫn còn rất xa lạ, cô đã từng gọi Trần Hiểu Vân như vậy, nhưng cô biết Trần Hiểu Vân cũng không thích thú gì khi cô gọi bà ta như vậy. Nếu như không phải vì thể diện của Hứa Văn Mạnh, thì bà ta chỉ mong sao có thể công khai thân phận của đứa con gái riêng của bà ta ra bên ngoài mà thôi. Cô cũng không thực sự coi bà ta là mẹ và cô cũng chưa từng được nhìn thấy mẹ ruột của mình. Vì thế khi cô cất lên tiếng gọi mẹ, cô có cảm giác rất xa lạ. Hiện giờ bắt chước Cố Gia Huy gọi bà một tiếng mẹ làm cô không khỏi có chút ngượng ngùng. Ngay khi tiếng gọi của cô cất lên anh đã siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô và nhìn sâu vào ánh mắt của cô. Cảm ơn em, anh nghĩ bà chắc hẳn đang cảm thấy rất hạnh phúc. Giữa anh và em còn khách sáo cái gì chứ? Dù sao thì, sớm muộn gì em cũng sẽ gọi mà. Cô đỏ mặt, nói. Hứa Minh Tâm nhìn bia mộ, trong lòng cô âm thầm hạ quyết tâm. Cô nhất định sẽ chăm sóc Cố Gia Huy thật tốt, anh đã vất vả như vậy rồi, hai người thật vất vả mới có một gia đình. Cô sẽ quản lý nó thật tốt. Cô rất muốn sớm tròn 20 tuổi. Để có thể quang minh chính đại làm vợ Cố Gia Huy. Cô không nhịn được nghĩ đến chiếc váy cưới màu trắng. Cô rất chờ mong mình mặc nó vào và gả cho Cố Gia Huy sẽ trông ra sao. Cô không cần hôn lễ hoa lệ cỡ nào, phô trương mức nào, và cũng không cần tổ chức lễ cưới trên biển như Hứa An Kỳ. Một nhà thờ nhỏ là đủ rồi. Có những người quan trọng nhất ở đó, cô cũng đã rất thỏa mãn. Trước đây, chuyện kết hôn cô không dám nghĩ tới. Nhưng hiện tại, cô hơi không kịp chờ đợi muốn trở thành cô dâu của Cố Gia Huy. Cố Gia Huy, anh phải nhớ cầu hôn em khi em 20 tuổi. Đặc biệt phải lãng mạn nhé, em không muốn có tiếc nuối. Được, anh sẽ cho em một buổi cầu hôn vừa ý, để em cam tâm tình nguyện gả cho anh. Ở trước mặt người lớn, không tính nhé. Mẹ, mẹ nhớ kỹ giúp con, nếu anh ấy không làm được, mẹ nhớ báo mộng cho anh ấy, để dạy dỗ anh ấy một chút. Em đã gọi cứu binh rồi. Cố Gia Huy bất đắc dĩ cười. Anh nhìn giờ, cũng không còn sớm, nói, chúng con cần phải về, người của nhà họ Ngô còn đang chờ chúng con về ăn cơm. Hẹn gặp lại mẹ, sang năm chúng con trở lại. Cô phất tay một cái, đi theo Cố Gia Huy xuống núi. Anh quay đầu nhìn mộ bia thật sâu. Mẹ, lần sau con sẽ mang cổ Cố tới. Đó là huyết mạch duy nhất của anh hai, nếu mẹ dưới suối vàng mà biết, và tìm được anh hai. Thì mẹ nói anh ấy không cần lo lắng. Bọn họ về tới nhà họ Ngô, thím Ngô đã chuẩn bị xong cơm trưa phong phú. Lúc họ đang ăn cơm, không nghĩ tới hàng xóm lại vội vội vàng vàng chạy tới, nói chính phủ muốn trưng dụng đất ở trên núi, muốn rời mộ bia đi. Hiện tại đã có người lên núi, mọi người đang huyên náo bẩn túi bụi. Cố Gia Huy nghe vậy thì cau mày, người chết là chuyện lớn, anh cũng không thể để mẹ không được yên nghỉ. Anh buông chén đũa xuống. Mau chân đến đó xem, để bảo đảm mộ của mẹ không có chuyện gì. Em đi chung với anh. Không cần, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh sẽ trở về rất nhanh. Cố Gia Huy sờ sờ đầu của cô, rồi xoay người rời đi. Chú Ngô và thím Ngô cũng đi theo, vì dù sao trên núi cũng có liệt tổ liệt tông của nhà họ Ngô. Lúc đầu, một bữa cơm náo nhiệt nhiệt, giờ lại trở nên quạnh quẽ. Hứa Minh Tâm cũng ăn không vô nữa. Cô lo lắng chờ Cố Gia Huy trở về. Đúng lúc này, Ngô Ưu lại đứng dậy đóng cửa lại, trong phòng tối đen trong nháy mắt. Hứa Minh Tâm thấy vậy, trong lòng cô run lên. Ban ngày, tại sao lại muốn đóng cửa, cô có một sự cảm sầu. Ngô Ưu, cô đây là muốn làm gì? Ngô Ưu cười lạnh, nói, cô có thể xuống, dẫn người đi. Ngô Ưu nhìn lên cầu thang, Hứa Minh Tâm cũng thuận thể nhìn sang, khi nhìn thấy người tới con ngươi cô chợt co rút lại. Cô nhìn chằm chằm người đến, mà thân thể cứng ngắc. Thế nhưng cô cũng phản ứng kịp rất nhanh, chạy về phía cửa. Nhưng Ngô Ưu lại ngăn chặn cô. Cô ta lộ ra nụ cười ác độc, Hứa Minh Tâm, lần này tôi xem cô trốn chỗ nào. Lần này lên núi, mặc kệ thế nào cũng phải mất 20 phút,
tôi xem ai có thể cứu được cô. Cô tránh ra, cô điện rồi sao? Hứa Minh Tâm dùng hết lực khí toàn thân, để đẩy Ngô Ưu ra. Người đang cảm nhận được thời điểm nguy hiểm, thì năng lực mà thân thể bùng nổ ra vô cùng đáng sợ. Cô lại đẩy Ngô Ưu sang một bên, rồi mở rộng cửa chạy đi, nhưng... Một bàn tay to lạnh như băng tóm bả vai của cô, một nguồn sức mạnh đã kéo cô lại. Cửa lại bị đóng một lần nữa. Hứa Minh Tâm liên tiếp ngã nhào trên đất, đầu gối cô đập vào sàn gạch lạnh như băng, làm cô đau như kim châm muối sát. Cô không ngừng lùi lại, thân thể lạnh run. Cố Tử Vị, anh muốn làm gì? Cô ngàn lần không nghĩ tới, Cố Tử Vị lại ở nơi này, lại thông đồng với Ngô Ưu. Nói vậy thì chuyện chính phủ đột nhiên trưng dụng đất trên núi cũng là giả, là Cố Tử Vị loan tin tức giả. Sắc mặt Cố Tử Vị tối sầm lạnh lẽo biến hóa kỳ lạ, giọng nói độc ác vang lên. Tôi muốn làm gì, Cố gia huy biển tôi thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như hiện tại, tôi cũng muốn để anh ta nếm thử mùi vị đau thấu xương. Khoản nợ của anh ta cô tới nếm thử đi, tôi cũng muốn làm cho anh ta cảm thấy đau đớn. Cố Tử Vị trực tiếp kéo Hứa Minh Tâm lên. Xe của mình đã ở phía sau, đã sớm chuẩn bị xong. Khôn! Hứa Minh Tâm cực lực giãy giụa, nhưng sức lực của hai người khác nhau một trời một vực, cô vốn không nhúc nhích được. Cuối cùng bị Cố Tử Vị lôi kéo lên xe, bởi vì cô giãy giụa nên Cố Tử Vị đặc biệt căm tức, cậu ta tát mạnh cô một cái. Cái tát này quá độc ác, làm nửa bên gò má cô đau rát, đau đến mức hơi choáng. Cô cảm nhận được trong lỗ tai có máu đỏ tràn ra, lỗ tai ong ong. Khiến cô không nghe được âm thanh. Cô bị cái tát này đánh mắt nổ đom đóm, ngã ở ghế sau xe, cuộn mình lại, nửa ngày không thể ngồi dậy. Đau. Rất đau, rất đau. Cố Tử Vị còn chưa hết giận, thậm chí cậu ta còn dùng chân đạp mạnh một cái. Cô ngã xuống từ ghế ngồi. Cố Tử Vị ngồi ở trước tay lái, đôi mắt cậu ta dữ tợn, tàn khốc, nhìn vô cùng đáng sợ. Trước đây cậu ta rất thích Hứa Minh Tâm. Tham lai nhớ về thân thể mê người, gương mặt đẹp đẽ của cô, nhưng bây giờ cậu ta trở thành một, nên sớm đã không thể nhân đạo, Hứa Minh Tâm đối với cậu ta mà nói cũng vô dụng. Cậu ta trở nên như vậy, mọi thứ đều do Cố Gia Huy làm hại, chắc chắn có liên quan đến anh. Lúc đầu cậu ta cũng không muốn bí quá hóa liều, nhưng cậu ta liên tiếp gặp những người phụ nữ đê tiện, cứ ghé vào lỗ tai cậu ta cười nhạo cậu ta không thể quan hệ, nhắc nhở cậu ta đã không phải là đàn ông thật. Bác sĩ nói đời này cậu ta không thể có con, thậm chí cũng không thể sinh hoạt vợ chồng. Cậu ta còn sống còn có ý nghĩa gì, không thể truyền nổi hương hỏa, cũng không thể làm một người đàn ông. Vậy cậu ta muốn hung hăng mà trả thù. Trong khoảng thời gian này Cố Tử Vị vẫn nhìn lại mình, nhưng không biết vì sao, dường như ông trời cũng đang giúp cậu ta, có người lại dẫn dắt tai mắt của Cố Tử Vị, để cậu ta có cơ hội trốn đi. Cậu ta bám theo đến nơi này, và đang tìm cơ hội trả thù bọn họ. Bây giờ rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, thì làm sao cậu ta có thể buông tha? Cậu ta nhìn Hứa Minh Tâm đang yếu ớt ở ghế sau xe, mà nhếch miệng cười ác độc. Cậu ta không thể quan hệ, nhưng cậu ta có thể tìm người cưỡng bức Hứa Minh Tâm. Cậu ta muốn nhìn xem phụ nữ không còn sạch sẽ, Cố Gia Huy còn muốn không? Cậu ta lái xe rất nhanh, tinh thần phấn khởi, vui vẻ vì báo được thù, nên không chú ý đến phía sau còn có một chiếc xe thương vụ bình thường màu đen bám theo suốt đoạn đường. Cố Tử Vị dừng xe trước cửa một nhà máy bỏ hoang, chỗ này là chỗ hẻo lánh, không ai quan tâm đến, đã bị bỏ hoang từ lâu. Bình thường sẽ không có ai tới đây, cậu ta liếc nhìn phía sau, thì không phát hiện có ai, mới khiêng Hứa Minh Tâm vào. Không đến 5 phút, xe thương vụ màu đen kia đã đi theo. Bọn họ đi chậm một chút, vì sợ Cố Tử Vị phát giác ra, sau đó mới chạy tới. Cố Tử Vị mang người vào bên trong. Bên trong có 4 tên côn đồ đã sớm đợi không nhịn được. Tôi nói này người anh em, không phải anh nói cho bọn tôi hàng mới sao? Người đâu? Cho anh, Cố Tử Vị ném Hứa Minh Tâm xuống đất. Cái trán đập vào mặt đất, trong nháy mắt đầu chảy máu, máu đỏ chảy ra. Máu tươi nóng bỏng chảy ra, che cả mắt. Trước mắt cô hoàn toàn mơ hồ, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy mấy bóng người. Này à! Mấy người cảm thán nói. Bọn họ là người mà Cố Tử Vị tùy tiện tìm đến, không những được miễn phí khai trai, mà sau đó còn có thể có được một khoản thù lao không tồi, cớ sao mà không làm. Có người sờ mặt của cô, cảm thán vẻ ngoài của cô đẹp đẽ, nhưng không thể phá. Sau đó, xoa xoa vết máu trên gò má cô nhìn thấy rõ hai người.
bốn tên thanh niên có vẻ ngoài khác nhau, trên người bẩn thỉu. Bọn họ nhìn mình, và lộ ra nụ cười bỉ ổi. Tên nào cũng xoa xoa tay, vì họ đều nóng lòng muốn thử. Có người quá mức hơn thậm chí còn cởi dây lưng. Cô không ngừng lùi lại, giọng nói hoảng sợ, không. Cố Tử Vị, xin anh buông tha cho tôi. Bỏ qua cho cô, hiện tại ông đây biến thành cái dạng này, tại sao anh ta không buông tha cho tôi? Cố Tử Vị tràn ngập sự độc ác nói. Mấy người nhanh lên một chút cho tôi, thời gian có hạn. Tôi mặc kệ mấy người chơi thế nào, chỉ cần không chết là được rồi. Được được được, cảm ơn người anh em. Mấy người vừa cười vừa nói, sau đó không nói nhảm nữa, mà bắt đầu làm chuyện chính. Hứa Minh Tâm vừa định giãy giụa, nhưng không nghĩ tới trên cổ cô đột nhiên đau nhói trong nháy mắt. Cô cảm thấy thân thể mình mềm nhũn, mí mắt rất nặng, cuối cùng. Hoàn toàn mất đi ý thức. Cô túm chặt quần của mình, cô muốn phản kháng lần cuối cùng, nhưng mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi chi giác. Bọn họ cũng không chú ý tới chi tiết này, chỉ biết là Hứa Minh Tâm không phản kháng, cho nên vẫn tiếp tục xé rách quần áo của cô. Xoẹt một tiếng, quần áo của cô bị xé rách, da thịt trắng nõn béo mập lộ ra ngoài triệt để. Mắt thấy quần của cô bị cởi hết, đúng lúc này, mấy người đồng loạt cảm thấy trên người đau xót, như là bị châm nhói một cái. Sau đó, họ ngã hết xuống đất, nhưng chỉ có một người còn đứng, hoàn hảo không chút tổn hại. Anh chậm rãi mặc quần vào, lục lọi trên người Hứa Minh Tâm, rồi chậm rãi tăng thêm lực, để lại một vết tích xanh tím. Cố Tử Vị thấy một màn như vậy, trong lòng cậu ta run lên. Bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Tôi không biết, tôi chỉ biết là nhiệm vụ của tôi là làm theo anh, đến đây để vấy bẩn cô gái này. Thân thể của cô ấy thật đúng là tuyệt vời, cảm xúc rất tốt, thảo nào có thể làm cho anh nhớ mãi không quên, liên tục bí quá hóa liều. Người khác là vì tài tử, mà anh lậu chết dưới gấu quần phụ nữ, cổ triệt có con trai như anh, thật đúng là làm người ta lạnh lẽo tâm gan. Nếu tôi là bố anh, một đêm kia có anh, thật là bốc đồng. Anh rốt cuộc là ai, anh nói mát tôi cái gì? Cũng thương hại anh, nếu mình còn chút năng lực thì đã có thể tự ra trận, chỉ tiếc. Anh để lại thật nhiều vết tích trên người Hứa Minh Tâm, sau đó chậm rãi kéo ba người còn lại tới thùng giấy phía sau. Cố Tử Vị cũng không phải người ngu, lúc này còn không chạy, thì còn đợi khi nào? Cậu ta liều mạng chạy ra cửa, nhưng không nghĩ tới cửa sắt vừa dày vừa nặng lại kêu ken két, chậm rãi khép lại. Một chớp mắt kia hoàn toàn đóng lại, nó kêu rầm một tiếng. Cố Tử Vị nghe tiếng động, mà trái tim run rẩy. Cậu ta phẫn nộ xoay người, nói, anh rốt cuộc là ai? Anh muốn hại tôi có phải không? Anh thực sự là ngu xuẩn, chuyện đã đến nước này, tôi tất nhiên là muốn hại anh. Nếu không phải tôi giúp anh, làm sao anh dễ dàng tránh khỏi người của Cố Triệt như vậy? Tôi đang dụ dỗ anh phạm tội, thắng nhóc ngốc. Anh cười lạnh lùng. Tiếng cười hơi lành lạnh hơi vang vọng trong nhà kho rộng lớn. Anh không nhanh không chậm, giống như lưỡi hái của tử thần, mà thu gặt tính mạng của cậu ta từng chút một. Cố Tử Vị nghe vậy, bỗng nhiên cậu ta nghĩ tới điều gì? Đúng vậy, sao cậu ta lại dễ dàng tách khỏi mắt của bố như vậy? Cậu ta còn tưởng rằng ông trời trợ giúp mình, nhưng không nghĩ là có người cố ý. Hơn nữa, lúc đầu cậu ta không có ý định tìm Cố Gia Huy báo thù, vì cậu ta biết rõ mình nặng mấy cân mấy lượng. Tục ngữ nói, chết tử tế không bằng kém sống, cậu ta không muốn chết. Nhưng, mấy ngày này, cậu ta luôn gặp phải mấy người phụ nữ đê tiện, chào phúng nói chỗ của cậu ta không được. Cậu ta là cái đàn ông, bị nhục nhã nổi điên, cho nên mới làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Là anh bày kế từng bước một, là anh hại tôi muốn liều mạng với anh. Cố Tử Vị phát điên vọt tới, nhưng thân thủ đối phương thoăn thoắt. Nhẹ nhàng lóe lên đã thành công né tránh cậu ta. Cố Tử Vị lại ngã trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Đúng lúc này, bên ngoài nhà khi truyền đến tiếng còi ô tô. Anh liếc nhìn giờ, tới sớm hơn dự liệu. Cố Tử Vị sắp xếp người loan tin tức giả, Cố Gia Huy thật sự lên núi, thì nhất định đã quá muộn. Cố Tử Vị mang Hứa Minh Tâm đến kho hàng này quá dài, mà Hứa Minh Tâm vẫn trong sạch, tâm tư lại Cố Gia Huy kín đáo. Nên chắc chắn anh có hoài nghi. Cho nên anh đã sắp xếp trước một người đóng giả làm người dân trong làng, nói cho Cố Gia Huy biết hoàn toàn không có chuyện đó, là nói bậy bạ. Cố Gia Huy thông minh như vậy, tất nhiên biết trong đó có bẫy, anh sẽ trở lại đường cũ.
Dọc theo đường đi anh đã để lại kẽ hở giúp Cố Gia Huy, thì cùng lắm Cố Gia Huy sẽ cho rằng Cố Tử Vị ngu dốt, chuyện xấu nhất là sẽ không tiêu hủy chứng cứ mà thôi. Chờ anh tìm hiểu nguồn gốc cha ra nơi này, anh sẽ là tên côn đồ chuẩn bị cưỡng gian Hứa Minh Tâm. Cuối cùng Cố Gia Huy sẽ giận cho đánh mèo đổ trên đầu Cố Tử Vị, còn anh sớm đã tìm ra phương pháp kim thiền thoát xác thoát đi. Tất cả đều nằm trong kế hoạch, nằm trong lòng bàn tay. Anh nhanh chóng ngồi xổm người xuống, giả bộ dáng vẻ háo sắc, bắt đầu xé rách đống quần áo cuối cùng của Hứa Minh Tâm. Cố Gia Huy đẩy cửa tiến vào, thì nhìn thấy màn này, An vội xông lên, đạp một cước lên người nọ. Sau đó, anh choàng áo khoác lên người Hứa Minh Tâm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ không chịu nổi của cô mà vô cùng giận dữ. Người nọ lập tức gió chiều nào theo chiều nảy, giả bộ rất sợ, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Không phải tôi, là anh ta bảo tôi cưỡng gian người đẹp này, không phải tôi. Cố Gia Huy nhìn Cố Tử Vị vừa mới bò dậy từ dưới đất. Cố Tử Vị đối mặt với tầm mắt của anh, im lìm, bầu không khí chết chóc, còn có ánh sáng khát máu. Trái tim của cậu ta rơi lục bộp. Chú ba, chú nghe cháu giải thích, chuyện không phải như chú nghĩ, cháu cũng là bị người bị hãm hại, chú ba. Cố Gia Huy đang trong cơn thịnh nộ, làm sao anh có thể nghe vào những lời nói nhảm này, anh đấm mạnh vào mặt Cố Tử Vị. Cố Tử Vị không có thân thể cường tráng như vậy, trên thực tế không chịu nổi một cú. Một đấm này đánh cậu ta ngã nhào trên đất, nửa ngày không tỉnh lại. Cố Gia Huy giẫm một cước nặng nề trên người cậu ta, cậu thật to gan, tôi đã cho cậu đường sống, thả cậu đi hết lần này tới lần khác, không nghĩ tới cậu lại không biết tốt xấu như thế. Hiện tại, dù có là thiên hoàng ông đây tới, ông đây cũng không thể bỏ qua cho cậu. Chú ba, không phải cháu, không phải là cháu thật, là tên khốn nạn này thiết kế hãm hại cháu. Cố Tử Vị muốn giải thích, nhưng có nói cũng không có ai tin phục. Cố Gia Huy ôm ngang Hứa Minh Tâm lên, trực tiếp liên lạc với cảnh sát. Cố Gia Huy cũng vội vã mang người đi, mà tên côn đồ kia đã lén lút đi cửa sau, lặng yên không một tiếng động trốn đi. Cố Gia Huy đưa Hứa Minh Tâm tới bệnh viện gần đó. Cơ thể thì không hề hấn gì, nhưng trên người vẫn lưu lại rất nhiều dấu vết. Trên người cô có rất nhiều vết thương do vùng vẫy trốn thoát mà có. Một đạp đó của Cố Gia Huy đã khiến da cô bị tụ máu, để lại những vết đỏ không dễ tan đi. Nghiêm trọng nhất chính là tai của cô, lần trước tai đã bị thương rồi, lần này lại càng nghiêm trọng hơn, màng nhĩ lại rách ra thêm lần nữa. Bác sĩ nói có khả năng sẽ ảnh hưởng lâu dài tới thính lực của cô, chỉ có thể đợi khi tỉnh lại rồi giải quyết tiếp. Vết sưng đó trên má cô sau khi bôi thuốc vào cũng khó mà tan ngay đi được. Cố Gia Huy làm vài bước kiểm tra sơ bộ cho cô ở bệnh viện này, sau đó lại đưa cô về thành phố, vội vàng đưa cô vào bệnh viện của thành phố. Còn ở bên này, Khương Tuấn và Ngôn Dương đã sớm hợp tác với nhau, cùng diễn một vở kịch. Khương Tuấn đã cứu cổ Cố Gia, Ngôn Dương cũng đã làm xong bằng chứng vu cáo hãm hại, chỉ đợi anh quay về rồi quyết định tiếp. Ngôn Dương nhìn thấy Hứa Minh Tâm đang hôn mê bất tỉnh, còn người ông cũng trở nên sẫm lại. Ông hỏi rõ ràng mọi chuyện. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Khi hai đứa đi không phải vẫn còn tốt lắm sao? Sao giờ quay về lại? Tôi đúng là không nên mềm lòng mà cho anh ta cơ hội. Lần này cậu muốn thế nào thì làm thế đó, tôi sẽ không chịu để yên nữa đâu. Tôi sẽ không lấy mạng của bố con bọn họ nhưng tôi cũng sẽ khiến bọn họ hối hận đến cuối đời. Giọng điệu lạnh lẽo như băng, từng câu từng chữ nói ra từ đôi môi mỏng ấy đều mang theo sự đoạn tuyệt lạnh lùng. Ngôn Dương nghe thấy lời này. Trong mắt hiện ra nụ cười không dễ nhận ra, nó chỉ thoáng qua trong nháy mắt mà thôi. Quả nhiên, tất cả đều nằm trong tính toán của ông hết. Ông đồng ý không động vào Cố Cố, nhưng đâu có hứa là không động vào Hứa Minh Tâm đầu. Lần này, ông nhất định phải truy cùng giết tận, một mũi tên trúng hai đích. Cũng chỉ có Hứa Minh Tâm mới có thể khiến Cố Gia Huy kích động đến như vậy. Vậy chuyện này là do ai làm? Cố Lâm. Khi anh nói ra hai chữ này, ý thù hận trong lời nói vô cùng mãnh liệt, chỉ hận không thể nghiền nát Cố Lâm ra. Vậy anh ta đâu? Tôi không đưa người qua đây, đầu tiên anh ta bị nhốt trong đồn cảnh sát, bây giờ thì đang ở trong tay tôi. Vậy được rồi, cứ giao cho tôi đi, tôi sẽ báo cho anh biết ngay khi có tin tức. Bây giờ anh cứ chăm sóc tốt cho Hứa Minh Tâm là được, những chuyện khác để tôi lo. Ừ, Ngôn Dương quay người rời đi, sau khi lên xe thì ông cảm nhận được trên xe có thêm một người nữa. Anh lại cạy cửa xe tôi rồi. Con người lăn lộn trong xã hội,
nói chuyện với nhau bằng thực lực chứ không phải gia cảnh. Lão Cửu, lần này ông lại nợ tôi một ân tình rồi đấy. Ảnh Họa Bì, cảm ơn anh nhiều. Ngôn Dương vô cùng cảm kích nói. Ảnh Họa Bì chính là người đã giả dạng thành tên côn đồ trước đó, vóc dáng anh ta hơi gầy, mắt xếch, có vẻ vô cùng hung dữ, độc ác. Nhưng trên thực tế anh ấy lại là người rất thông minh, lại còn là thông minh ở những chuyện quỷ quái kiểu này. Không có chuyện gì là anh ta không làm được. Ban đầu, khi tiếp quản tập đoàn Hắc Mao, anh ấy cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, nhưng cuối cùng anh ấy lại từ bỏ. Kêu anh ấy làm mấy việc mua bán còn được chứ bảo anh ấy duy trì trật tự của tập đoàn Hắc Mao thì hơi khó nuốt, anh ấy không hợp làm mấy việc quản lý nhân tài này, bởi anh ấy sống tùy hứng quen rồi. Vậy nên anh ấy đã thành toàn cho Ngôn Dương, làm hậu thuẫn phía sau cho ông, sống những tháng ngày thong dong. Lần này, Ngôn Dương không thể tin bất cứ ai được nữa, giao cho ai ông ấy cũng không dám yên tâm cho được. Hơn nữa ông ấy mà ra tay sắp xếp thì không thích hợp cho lắm, rất dễ bị Cố Gia Huy phát giác ra, khiến mình bị truy lùng ra dấu vết thì giờ. Vậy nên ông ấy đã đặc biệt gọi Ảnh Họa Bì từ nước ngoài về, kêu anh ấy giúp mình chuyện này. Ảnh Họa Bì rất trượng nghĩa, không nói hai lời liền tới ngay. Không ai biết được tên thật của anh ấy, mỗi một người làm việc trong tập đoàn Hắc Mao đều có một biệt danh riêng. Biệt danh của Ngôn Dương là Lão Cửu, còn biệt danh của anh ấy là Ảnh Họa Bì. Thần bí khó lường, người y như tên. Ha ha, tôi cũng cần thù lao đấy nhé. Đủ để cho anh sống những tháng ngày thong dong. Ông ấy đưa cho Ảnh Họa Bì một cái thẻ ngân hàng, Ảnh Họa Bì cũng không hỏi số tiền bên trong, cứ thế nhét nó vào túi ở eo. Lão Cửu, nếu ông đã để tôi tính kế, xúi dục Cố Lâm rồi, tại sao lại còn phải diễn một vở kịch ở thủ đô làm gì? Nếu như không có sự xuất hiện của Cố Lâm, vậy thì kế vườn không nhà trống này của chúng ta cũng không diễn tiếp được rồi. Cố Gia Huy vẫn còn sự kiêng dè, anh ta không thể nào ra tay giết chết anh em của mình được, tôi nhất định phải kích thích anh ta. Anh ta năm lần bảy lượt bỏ qua cho Cố Lâm, nhưng người ta lại cứ được nước lấn tới, liên tiếp phạm lỗi, Cố Gia Huy là đàn ông, chắc chắn không thể nào nhịn nổi rồi. Ông làm như vậy là để khiến anh ta có quyết tâm hơn, không chần chừ dây dưa thêm nữa, mau chóng ra tay sao. Vậy nên, có sự kích thích từ Cố Lâm, anh ta nhất định sẽ gia tăng tốc độ chiến đấu, nhanh chóng kéo Cổ Triệt xuống, cướp lấy tập đoàn Cổ Linh. Không sai, cho dù sự việc bên này có kỳ quặc đến đâu, nhưng Cố Lâm có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy, cũng có thể làm ra chuyện mưu sát đứa bé kia, tới lúc đó đổ tội, giá họa cho người khác, như vậy là ok rồi. Trí thông minh của Cổ Triệt cũng khá cao, biết được khúc xương này không thể động vào. Cũng đoán ra được việc Cố Gia Huy rời khỏi đứa bé kia chỉ là một màn nhử mồi, anh ta không hề mắc bẫy. Đáng tiếc, anh ta đã nuôi một thằng con trai phế vật, thua một màn trông thấy. Khóe miệng Ngôn Dương nở nụ cười lạnh lùng, đắc ý, tất cả mọi người đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ta, trở thành quân cờ trên bàn cờ. Ảnh Họa Bì nghe vậy không thể không khâm phục, nhìn Ngôn Dương. Trước đó, anh ấy nhường vị trí kia, một phần là biết bản thân không phải người thích hợp. Mặt khác anh ấy cũng cảm thấy bản thân mình không phải đối thủ của Ngôn Dương. Anh ấy không thể nào nắm chắc được đại cục, còn Ngôn Dương lại giống như một lão hồ ly đã tu luyện ngàn năm, lắm mưu nhiều kế. Ông ta rất biết tính kế, ra tay lại vô cùng tàn độc, không mang theo chút tình cảm, mơ hồ nào. Anh ấy không thích cảm giác bị Ngôn Dương nhìn chằm chằm, nó giống như là bị chim ưng, rắn độc nhìn vậy, khó tránh khỏi cái chết, vậy nên anh ấy mới chủ động không tranh đoạt nữa. Mà trở thành đồng minh với ông ấy. Lão Cửu, ông đã tính toán, ra trận tài như vậy, tại sao lại không lộ diện đi? Ảnh Họa Bì hiếu kỳ hỏi, vấn đề này vẫn luôn luẩn quẩn trong tim anh không kìm nổi mà hỏi. Trước đó khi anh ấy ở nước ngoài cũng là vì yêu cầu của ông ấy, chỉ ở nước ngoài canh chừng một người duy nhất mà thôi. Anh ấy biết, Ngôn Dương chuẩn bị kỹ càng như vậy là vì không muốn Cố Gia Huy hao tâm tổn sức, chỉ hy vọng có thể khiến Cố Gia Huy làm được chuyện lớn. Đủ sức lực đối phó với một người. Ngôn Dương nghe vậy, ông bày ra dáng vẻ bày mưu tính kế, sau đó khóe miệng nở nụ cười khổ sở. Có lẽ là bởi vì tôi cũng là người trong cuộc nên không tài nào dùng người tôi yêu thương đi đánh cược được. Tôi đối xử với người khác không hề tốt bụng như thế, cho dù trong lòng có cảm giác tội ác, nhưng chỉ cần cô ấy ở bên cạnh tôi liền cảm thấy tất cả những chuyện tôi làm đều nên hết. Ông không sợ chị dâu biết được dáng vẻ này của ông hay sao? Lúc đó chị ấy sẽ sợ thì làm sao? Cô ấy vĩnh viễn sẽ không biết đâu, chỉ cần người kia không xuất hiện,
cô ấy sẽ không thể nào biết được hành vi năm đó của tôi. Ngôn Dương nói một cách tràn ngập ý thù địch. Một tay Ánh Họa bị đặt lên bả vai ông ấy, nắm chặt vai ông lại, khiến ông bình tĩnh lại, thảo nào ông chỉ tính kế với người khác, chỉ khi tính kế với người khác mới tỉnh táo được. Một khi đã liên lụy đến bản thân, liên lụy đến Thẩm Thanh, ông liền không làm chủ được mình, tôi phải nhắc nhở ông chút, ông và Cố Gia Huy cùng là một loại người, khuyết điểm lộ ra quá rõ ràng rồi. Tính kế với người khác thì bình tĩnh, nhưng người bên cạnh có mệnh hệ gì thì, cẩn thận, lỗ hồng của các người bị người ta nằm được thì gay đấy. Ảnh Họa bị chân thành nói, con người sống ở đời, khó tránh khỏi có kỳ phùng địch thủ. Một vụ hợp tác thú vị như này, anh ấy không muốn ông cứ thế mà chết sớm quá đâu. Bọn họ vẫn cần phải tìm một người quản lý tập đoàn Hắc Mao nữa, người anh em, tự chăm sóc, bảo vệ tốt cho bản thân mình nhé, có chuyện thì gọi tôi, chỉ cần tôi chưa chết thì sẽ có mặt. Ảnh Họa bị nói, anh ấy vỗ vai ông, sau đó đẩy cửa xe ra, nhanh chóng biến mất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Ngôn Dương nhắm mắt lại, trong đầu cứ quanh quẩn câu nói mà Ảnh Họa bị nói khi nãy. Cẩn thận, điểm yếu của ông bị người ta nắm được, đến lúc đó chết cũng không biết nguyên do. Câu nói này, mỗi một chữ đều giống như chiếc gai nhọn hoắt, đâm mạnh vào tim ông, đau đến tột cùng. Mấy năm nay, ông né tránh hết toàn bộ nguy hiểm là để bảo vệ Thẩm Thanh. Không ai được làm hại đến cô ấy, nếu không thì ông sẽ phát điên lên mất. Tin tức Hứa Minh Tâm bị thương đã truyền đến tai Cố Lôi Đình, tin Cố Cố gặp nguy hiểm anh ấy cũng đã sớm biết rồi. Anh đã cử người đi điều tra, cũng đã hỏi Ôn Mạc Ngôn và Bạch Thư Hân. Bây giờ Ôn Mạc Ngôn vẫn còn chưa xuất viện, anh ta vẫn đang nắm dưỡng bệnh ở bệnh viện thành phố. Anh đã tìm được một ít manh mối, thuộc hạ của Cổ Triệt lại từng đến tập đoàn Hắc Mao. Mà những người đã ra tay kia đều từ tập đoàn Hắc Mao tìm tới. Anh cũng không có thêm chứng cứ gì nữa. Ngôn Dương cũng sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Bởi vì chuyện này căn bản là ông ấy chỉ đứng sau chỉ đạo, là tự ông ta bày mưu tính kế. Nếu như để lộ ra chứng cứ quá rõ ràng sẽ dễ bị người ta lần theo dấu vết, tóm được đằng chui, tìm ra chân tướng. Bây giờ Hứa Minh Tâm đã bị Cổ Lâm làm bị thương, chuyện này đã được chứng thực. Thứ Ngôn Dương lợi dụng chính là sự nghi ngờ của con người, Cố Lôi Đình chắc chắn sẽ nghi ngờ Cố Triệt. Cho dù không phải Cổ Triệt làm thì tên khốn nạn Cố Lâm cũng sẽ không làm ra chuyện điên cuồng như vậy đâu. Phạm hai tội cùng một lúc, có trốn đăng trời. Con bé Minh Tâm sao rồi? Cổ Lôi Đình lo lắng nói. Vẫn còn chưa tỉnh lại. Cố Gia Huy nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, canh chừng ở bên giường. Bạch Thư Hân không nhìn nổi nữa. Cô nói, bác nhất định phải đòi lại công bằng cho Minh Tâm. Cổ Lâm không phải làm thế một hai lần nữa rồi. Đây là lần thứ ba rồi đấy, anh ta muốn tìm người làm nhỏ Minh Tâm. Bác, cháu không quan tâm đến ân oán của nhà họ Cố các người, nhưng chị em tốt nhất của con đang nắm ở đây, hôn mê bất tỉnh, chịu nhiều vết thương nghiêm trọng như vậy, cháu không thể bỏ qua được. Bạch Thư Hân vội vàng nói, Cổ Lôi Đình yên lặng, đúng lúc này thì Thẩm Thanh cũng đã tới. Bà ấy vội vàng nói, Thư Hàn này, chuyện này không đến lượt nhà họ Bạch ra tay đâu. Nhà họ Ngôn bác sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối. Hứa Minh Tâm giờ chính là con gái nuôi của bác, con bé đã là người nhà họ Ngôn rồi, người nhà họ Ngôn chúng ta không thể bị người ta ức hiếp trắng trợn mà không đánh trả lại được. Thẩm Thanh lạnh lùng nhíu mày một cái, hơi tức giận nói. Cổ Lôi Đình nghe vậy cũng biết bản thân mình nhất định phải chủ trì công đạo rồi. Nếu như lại buông tha cho bố con nhà Cổ Triệt nữa thì không biết còn bao nhiêu chuyện không có tình người như này xảy ra nữa. Cổ Lôi Đình tức giận nghiến răng, nói, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Minh Tâm, Gia Huy, con ra ngoài trước đi, đi xử lý với ta mấy chuyện. Cố Gia Huy nghe vậy thì đôi mắt phượng hơi híp lại, sau đó anh đi ra ngoài với ông nội. Trên đường đi, hai người không nói một lời mà lên thẳng xe, quay về nhà cũ. Rất nhanh sau đó Cố Triệt đã vội vã đi tới, anh ta nhìn thấy Cố Gia Huy thì hung hăng tiến lên trước, nằm chặt cổ áo anh, con trai tôi đâu. Mày đã làm gì Cổ Lâm rồi? Ông muốn biết. Khóe môi Cố Gia Huy nở một nụ cười lạnh, giống như ác quỷ vậy, không mang theo chút tình cảm nào. Ánh mắt không chút quan tâm, hờ hững ấy giống như đang nhìn một người chết, không hề bận tâm. Bỏ ông ấy ra nếu không thì tôi và anh coi như hết rồi. Cổ Lâm vừa xảy ra chuyện, La Thanh Nhã đã biết được tin tức này, chị ta lập tức gọi điện, nói với bảo vệ nhất định phải bảo vệ thật tốt cho con bọn họ. Mặc dù Cổ Lâm không phải người tài giỏi gì,
nhưng suy cho cùng đó cũng là cốt nhục của chị ta, là tình thâm máu mủ. Sao chị ta có thể coi như không có chuyện gì, không quan tâm đến được? Cố Gia Huy chậm rãi mở điện thoại ra, gọi video thẳng cho Khương Tuấn. Cố Lâm bị trói ở một nơi tối mịt, bốn phía đều trống rỗng. Anh ta bị trói chặt trên ghế. Mặt mũi anh ta sớm đã sưng phồng, tím bầm cả lên, rơi vào hôn mê, nhìn giống như vừa bị hạ độc vậy. Khương Tuấn, có thể để bọn họ xem kịch hay được rồi. Cố Gia Huy dặn dò. Trong video, Khương Tuấn hắt một chậu nước, Cố Lâm lập tức tỉnh lại, không ngừng ho sặc sụa. Anh ta dần tỉnh lại thì bắt đầu la hét lên. Các người đừng qua đây, thật sự không phải tôi. Tôi cũng là người bị hại thôi, bỏ qua cho tôi đi. Xin các người đẩy, bỏ qua cho tôi đi. Nhưng cầu xin nài nỉ căn bản là không có tác dụng. Hai người cường tráng ở phía trước đạp thẳng vào chiếc ghế, anh ta ngã lăn xuống mặt đất. Con dao cứa mạnh lên bắp đùi anh ta, Cố Lâm thét ra tiếng gào như lợn bị chọc tiết. Một người trong số đó đi giày ra, hung hăng dẫm lên mu bàn tay của Cố Lâm. Sau đó đấm đáp, đạp mạnh các kiểu. Răng hàm của Cố Lâm đều rơi rớt hết ra ngoài, còn mang theo cả đống máu tươi nữa. Con trai, các người dừng tay lại cho tôi, nếu không thì tôi nhất định sẽ giết các người, dừng tay lại cho tôi. Cổ Triệt nói như phát điên lên. Cố Lâm nghe thấy giọng của bố mình thì giống như nắm được cọng cỏ cứu sống cuối cùng. B, cứu con không muốn chết, con vẫn không muốn chết đâu. Cố Lâm đau khổ kêu lên, giọng nói càng ngày càng nhỏ lại. Cuối cùng, lại một trận đau đến tê tái truyền tới. Bắp chân anh ta đã chảy nhiều máu đến nỗi loang lổ thành từng vũng rồi, cách một màn hình mà vẫn thấy đau lòng ghê rợn. Cố Triệt sống chết nhìn vào video, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu. Cố Gia Huy thong dong tắt máy đi, anh nhét điện thoại vào trong túi, phủi hết bụi bẩn trên tay áo đi. Món quà này, anh cả có hài lòng hay không? Giọng nói của anh không nhanh không chậm, giọng điệu rất thản nhiên, không có chút tình cảm nào. Anh hơi nhướng mày, con ngươi sẫm lại, đôi mắt toàn là sự giá lạnh. Ánh mắt này sắc nhọn như đao kiếm. Cổ Triệt đập bàn đứng dậy, định xông qua đó, trong miệng không ngừng gầm lên giận dữ. Hôm nay tôi nhất định phải giết chết tên xúc sinh nhà anh. Cổ Triệt bổ nhào tới, nhưng Cố Gia Huy sớm đã có phòng bị, anh nhẹ nhàng nghiêng người, trốn khỏi một đấm của Cố Triệt. Sau đó là một đòn phản kích. Một đấm nặng nề đập vào bụng Cố Triệt, khiến anh ta đau đến nỗi nối cả da gà, cả người không ngừng lùi về sau mấy bước. Anh ta đau đến nỗi khom lưng lại, ôm khư khư bụng mình. Gân xanh trên trán anh ta nổi rõ lên, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa. Anh ta nhìn Cố Gia Huy, cắn răng nghiến lợi nói, hai người chúng ta không phải anh chết thì là tôi sống. Tôi vẫn chưa thua đầu, nếu anh đã hành hạ con trai tôi, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi bắt anh phải đền lại gấp 100 lần. Từng câu từng chữ đều mang theo ý thù địch rõ ràng. Anh thua rồi. Vào đúng lúc này, giọng nói trầm thấp của Cố Lôi Đình chậm chậm vang lên, nó mang theo mấy phần đau khổ và thảm bại. Nhìn thấy Cố Lâm phải chịu khổ, trong lòng ông rất khó chịu, nhìn thấy anh em bọn họ giết hại lẫn nhau, ông lại càng đau khổ hơn nữa. Bây giờ tất cả chứng cứ đều chứng minh Cổ Triệt là người ra tay, ông không có cách nào bao che được nữa. Cố Triệt rất hẹp hòi. Căn bản trong lòng anh ta không thể chứa thêm bất kỳ ai được nữa, kể cả bản thân. Nếu như đợi ông cao tuổi hơn một chút nữa, sao ông có thể để anh ta tiếp quản tập đoàn Cổ Linh được đây? Anh ta có thể làm ra chuyện giết hại anh em như này, thì chuyện giết hại bố mình cũng không phải là không thể xảy ra. Cái gì? Cố Triệt nghe thấy lời này thì bàng hoàng nhìn Cổ Lôi Đình. Khoảnh khắc đó dường như anh ta đều quên hết đi mọi đau đớn. Con đã thua rồi. Bố quyết định giao quyền thừa kế cho tháng 3, sau này tập đoàn Cổ Linh sẽ giao cho nó toàn quyền quản lý. Lời này, từng câu từng chữ đều vang lên rành rọt. Cố Triệt nghe thấy câu này, trong đầu liền oàng một tiếng, giống như có một vụ nổ lớn xảy ra trong đầu vậy, ánh mắt ngờ nghệch mấy phần. Bố nói gì cơ, bố nói lại lần nữa đi. Cố Triệt hơi điên loạn nói ra, mắt anh ta đỏ ứng, túm lấy bàn tay khô héo của Cố Lôi Đình. Con khiến bố thất vọng quá rồi, mấy năm nay bố vẫn luôn dung túng cho con, tại sao con không có chút tiến bộ nào vậy? Con dám nói cái chết của thằng hai không liên quan gì đến con không? Con dám nói con không hề muốn tìm cơ hội mưu sát con trai của thằng hai, con có dám nói con không muốn thằng ba chết hay không? Chỉ cần con dám nói, tất cả những chuyện trong những năm nay đều không liên quan gì đến con, ta sẽ bỏ qua cho con,
con nói cho ta biết đi. Cố Lôi Đình tỏ ra vô cùng uy nghiêm, lúc này ông không còn là một người bố nữa mà chính là người đứng đầu của một tập đoàn. Ông vẫn luôn bị mắc kẹt trong tình thân, bởi vì là con trai cả của ông nên ông mặc kệ nó đã làm ra bao nhiêu chuyện khó coi, ông đầu mắt nhắm mắt mở hết. Nhưng bây giờ, bố con họ càng ngày càng kiêu ngạo, chuyện làm ra cũng khiến người ta phải phát điên. Nếu như bản thân ông còn không tỏ rõ thái độ nữa thì mọi chuyện sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, tới lúc đó nó sẽ trở thành người kinh tởm nhất mất. Cổ Triệt nghe thấy lời này thì không nói thêm được lời nào nữa. Cho dù anh ta có nói dối thì Cố Lôi Đình cũng sẽ không tin. 5 năm trước đã xảy ra vụ chìm tàu khiến Cố Trường Quân chết không thấy xác. Sau này, khi Cố Gia Huy quay về, anh ta vẫn luôn liên thủ với Phó Tổng Giám Đốc để chèn ép Cố Gia Huy, không cho anh bất cứ cơ hội bước chân vào tập đoàn Cổ Linh. Ở bên ngoài, anh ta không ngừng phát tán tin tức xấu, hạ thấp danh tiếng của Cố Gia Huy. Sau khi Cố Gia Huy để lộ chân tướng, quả thật anh ta đã từng nghĩ tới chuyện sẽ giết Cố Gia Huy, nhưng thế lực của anh ta đã mạnh lắm rồi, căn bản không cần ra tay nữa. Vừa hay, là Thanh Nhã đã lợi dụng đứa con trong bụng của Hứa An Kỳ, anh ta cũng tương kế tựu kế, không ngờ từ đầu tới cuối lại lấy đá đập vào chân mình. Cuối cùng, anh ta mất đi vợ, liên lụy tới cụ già, bị cuốn vào bão táp này, nên anh ta không dám có động tĩnh nào nữa. Anh ta mất đi sự ủng hộ cao nhất, khi ở tập đoàn Cổ Lý Nghẽ gặp chút khó khăn, nhưng cũng may Cổ Lôi Đình vẫn giao quyền thừa kế cho anh ta, còn ông lui về hậu thuẫn. Nhưng không ngờ vào đúng thời khắc then chốt này, lão nhị lại có một đứa con, lại còn muốn lấy thêm một phần cổ đông cho con nữa, sao anh ta có thể cam tâm được. Lần này Cố Gia Huy rời khỏi thủ đô, anh ta biết đây là một cái bẫy nên đã án binh bất động. Nhưng không ngờ thắng con trai ngu xuẩn của anh ta lại phạm phải một lỗi lớn như vậy, cho dù anh ta có liều mạng giải thích rằng cổ bị trói không phải do anh ta làm, chắc cũng chẳng có ai tin hết. Bởi vì anh ta là người tình nghi duy nhất. Tất cả mọi chuyện anh ta đều không có cách nào chứng minh được mình trong sạch, bởi vì căn bản anh ta không có chút nào đáng tin hay vô tội hết. Bằng anh ta chọn cách im lặng, nắm chặt tay lại. Con không nói được lời nào đúng không? Mấy năm nay, tất cả những việc con làm, bố đều nhìn thấy hết, cũng tại bố quá dung túng cho con, không dạy dỗ con đàng hoàng. Bây giờ tất cả đều đã kết thúc rồi, tập đoàn Cổ Linh là của thằng hai, đầu tiên sẽ giao cho thằng ba xử lý, con và Cổ Lâm rời khỏi công ty, không có sự cho phép của bố thì không được quay về thủ đô, bố sẽ coi như không có người con trai này. Ông chỉ có thể làm như vậy, có thế mới bảo toàn tính mạng được cho Cố Lâm. Chưa tới giây phút cuối cùng, ông không muốn nhìn thấy bất kỳ ai chết thêm nữa. Cổ Triệt nghe thấy câu này, cơ thể cao lớn run lên bần bật, người nghiêng ngả. Ông ta đập vào tường, người không ngừng run lên. Chuyện này không công bằng. Mấy năm nay con đều quản lý tập đoàn Cố Linh hết, tại sao phải dâng cho người khác? Bố đang thiên vị, nếu như không phải bố che chở cho lão nhị, lão tam, muốn trao quyền thừa kế cho bọn họ thì con cũng sẽ không biến thành dáng vẻ như hiện giờ. Con là con trai cả, con là con trai lớn nhất của bố, con phụng dưỡng bố nhiều năm như vậy. Bố lại đối xử với con thế này sao? Bố thiên vị, nếu như bố thiên vị cho thằng ba thì bây giờ con còn sống được nữa không? Do bố đã quá dung túng cho con nên mới khiến con trở thành dáng vẻ như hiện giờ. Nếu như con dám bừa nước bước vào thủ đô, vậy thì bố sẽ công khai đoạn tuyệt quan hệ bố con với con, đuổi con ra khỏi nhà họ Cố. Không phải con cảm thấy bố không công bằng hay sao? Bố còn có thể không công bằng hơn nữa đấy, khụ khụ. Ông lão tức đến họ lên bần bật. Cố Gia Huy tiến lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vào lưng ông. Cổ Lôi Đình gõ gậy xuống mặt đất, phát ra những tiếng cộc cộc cộc. Ông tức đến nỗi không đứng thẳng được, người run lên bần bật. Bướng bỉnh hồ đồ, đúng là bướng bỉnh đến hồ đồ rồi. Từ trước tới giờ, nó không chịu tìm nguyên nhân trên người mình, vĩnh viễn là lỗi của người khác. Lão nhị, lão tam căn bản không hề có ý định tranh giành gia sản với anh ta, nhưng anh ta quá đa nghi. Chưa từng tin tưởng bọn họ. Mọi chuyện đã ra nông nỗi này rồi, ông không thể nào trách người khác được nữa, chỉ tại ông quá dung túng cho Cổ Triệt. Cố Triệt nghe thấy lời này, trái tim run lên một cái, anh ta còn định nói gì đó nhưng lại bị Cổ Lôi Đình nhanh chóng đuổi đi. Sau đó, người giúp việc nói, ông chủ, cậu chủ đã quỳ ở bên ngoài rồi, xin ông hãy thu hồi lại mệnh lệnh. Nói với nó, nếu như muốn tập đoàn Cổ Linh thì không cần Cổ Lâm nữa. Để cho nó quỳ, trong mắt nó chỉ có vinh hoa phú quý mà thôi. Một lần tập đoàn Cổ Linh, hai là Cố Lâm,
bảo nó chọn một trong hai. Cố Lôi Đình tức giận nói. Người giúp việc vội vàng đi truyền lời, rất nhanh sau đó ông ta lại quay lại. Cậu chủ nói. Người giúp việc lắp ba lắp bắp, không dám nói ra. Nó nói cái gì? Ông lão gõ mạnh xuống dưới đất, cậu chủ nói muốn tập đoàn Cổ Linh, không cần cậu chủ Lâm nữa. Khốn nạn! Cố Lôi Đình nghe thấy lời này, tức đến run người, ông nôn ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh. Cố Gia Huy dùng mình, lập tức gọi bác sĩ gia đình tới. Tức giận đến nỗi phát bệnh tim. Ông lão đã lớn tuổi, không thể chịu được kích động nữa, nên đã thổ huyết, bất tỉnh. Cố Gia Huy nhìn ông lão đã hôn mê, anh tự nhắc mình không thể mềm lòng, ngày nào còn chưa loại bỏ được Cố Triệt thì Hứa Minh Tâm sẽ gặp nguy hiểm ngày đó. Cố Triệt muốn lấy mạng của anh thì anh ta chỉ có thể ra tay với người bên cạnh anh mà thôi. Anh đang vì chính mình, hơn hết là vì Hứa Minh Tâm. Chuyện trước đó tuyệt đối không thể xảy ra lần nữa được. Cố Gia Huy đi ra ngoài cửa, Cố Triệt vẫn đang quỳ ở cổng. Màn đêm sương mù răng khắp trốn, có hơi lạnh. Cố Triệt nhìn chằm chằm anh, trong ánh mắt mang theo ý thù địch. Cố Gia Huy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Bây giờ anh chẳng là cái gì với tôi cả. Anh cũng không xứng để làm đối thủ của tôi nữa, bởi vì tôi sẽ không cho anh thêm bất kỳ cơ hội nào để phản lại nữa đâu. Anh lạnh lùng nói, tôi rất hận, hận ban đầu sao không giết chết anh đi. Tôi không nên mềm lòng, giữ lại một đứa tai hại như anh. Anh ta cho rằng Cố Gia Huy mất đi vẻ ngoài thì sẽ không chấp nhận nổi mà đi đánh chết Cố Trường Quân, hay sẽ suy sụp hoàn toàn, như vậy sẽ không còn bất kỳ uy hiếp nào với anh ta nữa. Không ngờ. Anh lại có bụng dạ thâm sâu đến vậy, giấu kín suốt 4 năm trời. Có trách thì cũng chỉ trách ban đầu anh ta lại tha cho anh một mạng. Bây giờ tôi còn sống sờ sờ, còn anh, lại không cách nào vực dậy được nữa. Khốn nạn! Cố Triệt còn chưa nói xong, Cố Gia Huy đã đạp anh ta một cái, không đợi anh ta bò dậy, giày da của Cố Gia Huy đã dẫm lên lưng anh ta, dí mạnh vào đó.